Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 47. Cũng chỉ có người của thế lực cố xưa bọn họ biết bát thần đã là quá khứ, đã rất lâu rồi. Hiên viên anh hùng không ngờ được nhìn thấy tấm da người bát thần trong cơ thể Trần Đức, quan trọng là tấm da người đó còn bao bọc thần hồn của Trần Đức, dường như sống lại, như người thật, sinh động như thật. Quan trọng nhất là có tấm da bát thần bao bọc. Thần hồn của Trần Đức vẫn chưa hoàn toàn bị ma nguyên nuốt chừng. Trên thần hồn còn sót lại một điếm vô cùng nhỏ, tỏa ra hào quang chẳng. Rất nhỏ yếu, nếu không quan sát kỹ, hoàn toàn không nhìn thấy. Đó là chỗ duy nhất da người bát thần khổng bao bọc, còn thanh nhỏ hơn kim khâu. Hiển nhiên, là một chút thần thức cuối cùng mà da người bảo vệ. Vân cứu được. Hiên viên anh hùng vui mừng, nhưng niềm vui đó rất ngắn ngủi. Bởi vì muốn kéo lại thần trí của Trần Đức chỉ với một chút thần thức đó thì quá khó. Khó đến mức nào? Khó đến phải chết. Đúng. Chính là phải chết. Đừng nói trạng thái mệt mỏi tiêu tụy của hiên viên anh hùng hiện giờ, cho dù là trong thời kỳ đỉnh cao, ông ta cũng rất khó làm được, không liên quan gì đến sự mệt mỏi hiếu. Muốn gọi Trần Đức tỉnh lại, thì phải lấy hồn rửa hồn, lấy mạng đổi mạng. Cứu hay không cứu? Lựa chọn này không khó với hiên viên anh hùng. Ông ta chỉ ngón tay vào giữa đôi lông mày của Trần Đức. Thuận theo ngón tay của ông ta, từng luồng sức mạnh thần hồn như biến cả, như thủy triều truyền sang thần hồn của Trần Đức, thần hồn của ông ta tiến vào, có thể thấy rõ ràng, da của hiên viên anh hùng càng lúc càng khô nứt, mất đi vẻ trơn bóng, khí tức sinh mệnh dần mất đi, biến mất. Ngược lại, điểm sáng duy nhất của thần hồn Trần Đức đang dần to dần, da người bát thần bao bọc thần hồn của anh cũng từ từ buông lỏng. Đương nhiên tốc độ to lên không nhanh. Có thể nói là khá chậm, hết nửa canh giờ sau. Đôi mắt tanh máu, tàn bạo của Trần Đức mới có được vẻ trong veo mơ hồ, trong mắt anh, dần xuất hiện bóng hình già nua của hiên viên anh hùng, miệng khẽ mấp máy, muốn nói, nhưng lại không thốt ra được, còn đang trong trạng thái cực kỳ đau khổ, tối tăm. Cái mạng này của huynh trưởng vốn đã không còn nhiều thời gian, còn bát hoang, con đường của cậu còn dài, lấy mạng đối mạng, rất có lợi. Chẳng phải sao, hiên viên anh hùng già đi rất nhiều, như ông lão nhà hàng xóm, vô cùng hiền từ, nhân hậu. Nếu sau này cậu thực sự cảm thấy áy náy thì giúp tôi hoàn thành một nguyện vọng đi. Cùng với lời nói của hiên viên anh hùng, thần hồn của ông ta cũng không dừng nghỉ, trong đôi mắt dường như nhớ đến chuyện từ rất lâu, từ từ nói. Rất nhiều năm trước, lúc đó tôi còn nhỏ, được gia tộc điều đến một nơi hẻo lánh xa xôi rèn luyện, một lần, bị thương nặng, khi tỉnh lại. Được đưa về một thôn nhỏ chữa trị, người chữa trị cho tôi là một người phụ nữ, bà ta cũng coi là ân nhân cứu mạng của tôi, cho nên, sau khi hồi phục, tôi nói với bà ta, tôi đến từ tộc hiên viên, hỏi bà ta có nguyện vọng gì, tỏi có thể giúp bà ấy hoàn thành. Người phụ nữ đó được biết thân phận của tôi vốn cho rằng bà ấy sẽ đòi hỏi vinh hoa phú quý, ai ngờ, bà ấy đột nhiên trở nên ngưng trọng, cho dù mười mấy vạn năm trôi qua, tôi vẫn nhớ cảnh đó, bà ấy nghiêm túc, kính trọng. Tôn kính nói với tôi. Con à, sau này, nhất định phải đối đãi tốt với người đời. Kéo lại dòng tưởng nhớ, hiên viên anh hùng nhìn Trần Đức, bình tĩnh nói, ban đầu, tôi còn trẻ, không hiếu có nghĩa là gì, cho đến sau này trải qua nhiều chuyện, mới hiếu nổi khổ người đời, đặc biệt là thế giới đại thiên, ở đây, toàn theo pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé. Bát hoang, sau này, nếu cậu có thành tựu, huynh trưởng hy vọng cậu cũng có thể đối xử tốt với người đời. Hiên viên anh hùng nói rất nhiều, ban đầu còn có chút tinh thần, đến cuối cùng, giọng nói cũng trở nên mơ hồ, thần thức, khí tức sinh mệnh bản thân cũng không còn lại mấy, trong đầu toàn là hình ảnh của người phụ nữ năm đó. Có thể nói người phụ nữ đó ảnh hưởng đến cả đời ông ta. Nếu không phải vì người phụ nữ đó, năm đó Nam Hạ Châu gặp nạn thiên tai, ổng ta cũng sẽ không đứng ra, che chở cho dân chúng. Càng sẽ không đứng ra cho người bình thường trong mọi chuyện. Là người tộc hiên viên, ông ta sống trong sung sướng, mãi mãi không hiểu hàm ý của bốn chữ, nỗi khổ người đời, ổng ta sẽ không được gọi là hiên viên anh hùng, người đời cần anh hùng. Cho nên, ông ta đổi tên thành hiên viên anh hùng. Ma nguyên trên người Trần Đức chậm chậm rút đi, hiên viên anh hùng cũng càng lúc càng kiệt sức. Một canh giờ trôi qua, có thể thấy rõ ràng, cơ thể của hiên viên anh hùng đã chỉ còn da bọc xương, sắc mặt tái nhợt. Máu tanh. Tàn bạo trên người Trần Đức cũng đang biến mất, cả người hồi phục trạng thái bình thường, chỉ là sau khi bị ma nguyên rút tinh lực, anh ngất xỉu,
khó mà tỉnh lại trong thời gian ngắn. Tạm biệt, người đời, tạm biệt, huynh đệ, Hiên Viên anh hùng cầm kiếm Hiên Viên, mũi kiếm lướt hư không, ngưng tụ ra một cánh cửa truyền tống, dùng sức lực cuối cùng, đẩy Trần Đức vào trong, rất nhanh, cửa truyền tống biến mất. Sau đó Hiên Viên anh hùng vận thần lực. Bành! Tự hủy! Ông ta biết rõ, thi thế của thần A sẽ dần đến tai họa. Vì vậy, ông ta lựa chọn tự hủy cơ. Thế! Lập tức, máu tươi bắn tung tóe, xương máu dập dờn tràn ngập. Khí tức của Hiên Viên anh hùng hoàn toàn biến mất giữa trời đất. Lúc này, các tu sĩ ở chỗ cực xa xôi quan sát thấy tất cả đều thôn người. Chuyện gì vậy? Hiên Viên anh hùng chết! Chết rồi! Bọn họ cách quá xa, không biết Hiên Viên anh hùng đang làm gì, cho đến khi ông ta tự hủy. Có thể thấy rõ ràng tầng xương máu mờ mờ ảo ảo, trong tích tắc, bao trùm khắp bán kính 8 vạn dặm. Không ai nhìn rõ trong màn xương máu xảy ra chuyện gì, giữa trời đất, vang lên tiếng vù vù, trong 8 vạn dặm, đại đạo hỗn loạn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hiên Viên anh hùng chết rồi ư? Trần Bát Hoang đâu? Rất nhiều người vậy xem đều muốn biết tình hình trong màn xương máu đó, nhưng không cảm nhận được. Gì? Cho đến 3 ngày 3 đêm trôi qua, xương máu vẫn chưa tan, trong xương máu, vẫn không có động tĩnh, mới có một vị cường giả cấp tôn to gan cất bước chân đi vào trong màn xương máu. Nhưng ông ta vừa bước vào một bước, lập tức hóa thành nước vàng tại chỗ. Còn chưa kêu thảm lên được một tiếng, đã dung hòa thành một thể với xương máu. Cường giả cấp thần mặc dù đã chết, mỗi một cái xương, giọt máu, mỗi một tấc thịt của họ đều là chí bảo, nếu có thể có được thi thể hoàn chỉnh, thì có thể được một số người chuyên nghiên cứu luyện chế thành con rối rất mạnh. Cho nên, xương máu 3 ngày chưa tan, đã có người không nhịn được đi vào trong đó, chỉ là vừa bước vào, vị cường giả đó đã hóa thành máu, hòa tan với xương máu, hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Cảnh này khiến một số người dục dịch hành đồng kinh hãi run sợ. Đây chính là thần huyết ư. Người vừa nãy ít nhất cũng là cường giả cấp đại tôn phải không? Vậy mà ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Sử sách từng ghi chép, nơi thần chết đi thông thường đều sẽ trở thành cấm địa, xem ra mặc dù là sau khi tự hủy, máu của Hiên Viên anh hùng cũng biến khu vực bán kính 8 vạn dặm thành cấm địa, không ai vào được, một ông lão lấm bấm, hơi thất vọng, ông ta là cường giả của phái Cản Thi, vốn tưởng có thể có thu hoạch, nhưng cuối cùng phải dừng bước trước xương máu. Nhưng ông ta vẫn không cam tâm. Trong phút chốc, trong hư không xuất hiện 3 cái xác khô, 3 xác khô rất mạnh, mang theo khí tức quỷ dị, xui xẻo, như sống lại, từng bước đi về phía xương máu. Nhưng kết cục vẫn giống như người trước đó. Vừa bước vào đã tan chảy. Đây chính là thần. Dù có chết, không có thực lực tuyệt đối, cũng không được mạo phạm, khiến rất nhiều người nhìn mà phải dừng bước. Tổ vương. Tố vương. Người của tộc Hiên Viên khóc lóc, gào thét, người nào cũng đau khổ. Hiên Viên anh hùng là trụ cột tinh thần của tộc Hiên Viên, 10 mấy vạn năm nay, cái tên của ông ta đã khích lệ rất nhiều người tiến về phía trước, tộc Hiên Viên vẫn lu ỏn tìm kiếm ổng ta. Xa cách hơn 10 năm, khó khăn lắm mới đợi được ông ta quay về, hội ngộ chưa được bao lâu, ông ta lại đi một lần nữa. Lần này, dường như, là bỏ đi mãi mãi. Cả tộc Hiên Viên đau thương. Dùng hết 3 tháng cử hành tang lễ cho Hiên Viên anh hùng, tang lễ trang trọng hào hùng, rất nhiều cường giả Nam Hạ Châu đến trước xương máu tế bái, trong số bọn họ, có người từng trải qua thời đại của Hiên Viên anh hùng, có người từng là người được Hiên Viên anh hùng cứu mạng, có người từng nhận ơn huệ của Hiên Viên anh hùng, còn có người vẫn luôn coi Hiên Viên anh hùng là thần tượng. Cả Nam Hạ Châu đều chìm trong đau thương. Sự tích của Nam Hạ Châu cũng được mọi người nhiều lần nhắc đến, hiểu rõ. Bù. N. Tháng thứ 3 tang lễ của Hiên Viên anh hùng, trời đất ầm ầm đua tiếng, một vị cường giả dẫm trên không trung đi đến. Đó là một người đàn ổng trung niên rất mạnh. Mạnh đến mức nào, mỗi một bước của ổng ta, cả trời đất đều rung lên, dường như vùng trời đó cũng không chịu được sức mạnh của ông ta, khoảnh khắc ông ta xuất hiện, trong phạm vi Nam Hạ Châu, tất cả mọi người đều như có một tòa núi đè trong lòng, áp lực vô cùng. Đoàn Sơn Nhạc. Áo choàng bay bay như thác nước đổ, rào rào vang lên. Ông ta đến thẳng tộc Hiên Viên. Cả quá trình, ông ta vừa không cố ý phát huy lực, cũng không cố ý áp chế thực lực. Tóm lại, đi đến với ỷ trạng thái bình thường. Tộc Hiên Viên cảm nhận được khí thức của ông ta, như đứng trước kẻ địch lớn, lập tức dựng lên đại trận bảo vệ tộc,
bầu trời vốn là ban ngày, lúc này lại bị chiếu sáng mấy chục độ, tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn Đoàn Sơn Nhạc. Không chỉ tộc Hiên Viên, Nam Hạ Châu đều đang dõi theo ông ta. Còn ổng ta bước từng bước đến tộc Hiên Viên, đại trận bảo vệ tộc ở trước mặt ông ta như trang trí. Một bước đã nhảy vọt vào trong. Lập tức, có ông lão từ trong tộc xuất hiện, chặn trước người ông ta, mười mấy người này, không ai ngoại lệ, đều là cao thủ cấp tôn, hơn nữa, là ba người mạnh nhất hiện nay của tộc Hiên Viên. Bọn họ đang định lẻn tiếng nói. Đoàn Sơn Nhạc vung tay, ngắt lời bọn họ, không cần cáng thẳng, tôi đến đây chỉ có hai chuyện. Thứ nhất, tế bái Hiên Viên anh hùng. Vừa dứt lời, thân hình của ổng ta đã vượt qua ba vị cường giả hàng đầu của tộc Hiên Viên một cách quỷ dị, thậm chí ba người cũng không biết ông ta vượt qua bằng cách nào. Đoàn Sơn Nhạc đến trước linh vị của Hiên Viên anh hùng, cúi người 90 độ. Liên tiếp ba lần. Vẻ mặt nghiêm trang, trang trọng. Cảnh này khiến tộc Hiên Viên cũng thở nhẹ nhõm, ít nhất, ông ta không có ác ý. Tiền bối, dám hỏi việc thứ hai là, một trong ba người đứng ra, ông ta là tộc trưởng hiện tại của tộc Hiên Viên, vừa tiến vào võ lượng tỏn khổng lâu, vốn cho rằng đã là cường giả một phương, hôm nay đứng trước mặt người đàn ông nhìn như trung niên này, lại có cảm giác bất lực sâu sắc, giống như một con kiến đối diện với con voi. Việc thứ hai, rất đơn giản. Đoàn Sơn Nhạc phút người nhảy lên không trung. Đoàn Sơn Nhạc của nước Vạn Thánh phụng mệnh nữ hoàng, chiếu cáo thiên hạ, kế từ hôm nay, tộc Hiên Viên sẽ được nước Vạn Thánh che chở, nếu An ra tay với tộc Hiên Viên, thì sẽ là bất kính với nước Vạn Thánh. Đoàn Sơn Nhạc nhả ra từng chữ rõ ràng, giống như đạo âm, cả Nam Hạ Châu, và các khu vực trung tâm, cường giả nhiều như mây của châu khác bên ngoài Nam Hạ Châu, lúc này, đều nghe thấy rõ ràng. Sau khi nói xong, Đoàn Sơn Nhạc không ở lại, chìm vào hư không biến mất. Đế lại bầu không khí tĩnh lặng. Hồi lâu tộc Hiên Viên mới định thần. Cảm ơn tiền bối. Khuôn mặt của tộc trưởng đầy vẻ bất ngờ, vui mừng, và may mắn, khom lưng về hướng của Đoàn Sơn Nhạc. 2-3 tháng nay, ông ta vẫn luôn rất lo lắng. Lo lắng Hiên Viên anh hùng chết, người của nước Vĩnh Hằng sẽ đến gây chuyện. Lo lắng người của nhà họ Trần sẽ dần cường giả của nước Vĩnh Hằng đến báo thù, đến nổi đêm không ngủ, tâm trạng bất an đến mức sắp nhập ma rồi. Vào thời khắc quan trọng, một câu nói của Đoàn Sơn Nhạc giống như một người lạc đường trên sa mạc, đột nhiên nhìn thấy một vùng đất xanh tươi. Tộc trưởng tộc Hiên Viên hoàn toàn yên tâm. Đồng thời, thế giới đại thiên cũng xôn xao. Được nước Vạn Thánh che chở, từ nay về sau, có lẽ tộc Hiên Viên không những sẽ không vì Hiên Viên anh hùng qua đời mà suy vong, mà còn mạnh hơn, đi càng xa hơn đấy. Ở Thánh Địa Thái Thương, trong lòng Thánh Chủ Thương Hải Nguyệt vô cùng vui mừng may mắn, lòng có chút sợ hãi. Cũng may lúc trước Tào Nam Thiên đã nói với ông ta là Trần Đức và Nữ Hoàng Vạn Thánh có quan hệ, nếu không, ông ta nhất định sẽ chọn sai đường đấy. Một khi chọn sai đường, e rằng Thánh Địa Thái Thương sẽ vạn kiếp không đứng dậy được. Truyền Tào Nam Thiên, bản thánh chủ muốn đích thản thưởng cho ông ta, Thương Hải Nguyệt vung tay, nói với thuộc hạ bên cạnh. Trong lúc cảm khái tộc Hiên Viên may mắn, đồng thời cũng có người dõi theo Trần Đức, rất nhiều cường giả, rất nhiều thế lực, từ ngày thứ hai, ngày thứ ba sau khi Hiên Viên anh hùng chết đã bắt đầu tìm kiếm anh, tộc Hiên Viên cũng vậy, vào đêm cử hành tang lễ, đã phái hơn 100 triệu người tiến hành tìm kiếm diện rộng, âm thầm tìm kiếm tung tích của Trần Đức. Dù sao người mà Hiên Viên anh hùng dùng tính mạng để bảo vệ, nói thế nào tộc Hiên Viên bọn họ cũng phải tìm được, bảo vệ anh an toàn. Nhưng anh giống như bốc hơi khỏi thế gian, 3 tháng trôi qua, không ai có thể phát hiện ra tung tích của anh. Không còn cách nào, thế giới đại thiên quá rộng lớn, muốn tìm một người còn khó hơn mò kim đáy biển. Nơi này là phía đông thế giới đại thiên, Đông Bộ Châu, Đồng Bộ Châu nối tiếng vì sự thần bí của nó. Bởi vì Đông Bộ Châu là nơi có nhiều cấm địa nhất thế giới đại thiên, ở đây, có rất nhiều nơi, cho dù là thế lực viền cổ cũng không dám đặt chân đến, rất nhiều cấm địa xui xẻo, tràn ngập thương vong, bất kỳ ai không cẩn thận đều sẽ hóa thành cho bụi. Ở một sơn thôn nhỏ phía nam của Đông Bộ Châu, sơn thôn này được bao quanh bởi một dòng suối, trong thôn, một đám trẻ con đang chơi đùa, đuổi theo một con bướm còn to hơn bọn chúng, nhảy nhót vui đùa. Giữa núi hoang, có vài phụ nữ và trẻ em đang trồng ruộng, đúng thế, họ đang trồng ruộng, ở thế giới đại thiên, Trần Đức chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như này. Anh đứng bên khe suối nhỏ, ngóng nhìn mọi thứ xung quanh dường như khác hoàn toàn với thế giới đại thiên,
Sự thân thiện và vui vẻ ở nơi này khiến anh thực sự ngạc nhiên. Đương nhiên, đây không phải là điều khiến anh ngạc nhiên nhất, điều khiến anh thấy kinh ngạc nhất vẫn là sự thay đổi của bản thân. Anh, hình như, bị phế rồi. Dòng suối trong vắt chảy chậm chậm, khiến lòng người thanh mát, nhưng lúc này Trần Đức cũng không tươi mát nổi, bởi vì trong sóng nước dập dờn bóng hình của anh, lúc này, anh đã thay đổi, không còn giữ dáng vẻ trẻ trung, khuôn mặt, cơ thể đều trở nên chững chạc, trầm ổn hơn rất nhiều, trên trán cũng xuất hiện đường vân như dòng suối, trông như 30 tuổi. Đồng thời, cơ thể anh cũng không có nguyên khí, không thể vận hành âm dương kinh. Điều duy nhất có thể làm chính là quan sát bên trong. Vừa nhìn qua, thần hồn trong cơ thể như ngưng tụ, vô cùng đục ngầu, trên lục phủ ngũ tạng đều có vết nứt, kinh mạch cũng là từng đường nứt đoạn. Điều duy nhất không thay đổi là da người bát thần, nó vẫn lặng lẽ nằm đó, như vật chết. 3 tháng, khi Trần Đức tỉnh lại, đã 3 tháng trôi qua, đến nơi tên là thôn Linh Ấn này, anh ở trong nhà một thôn dân, hôn mê 3 tháng, chuyện của 3 tháng trước, anh nhớ rất rõ ràng, cũng nhớ hiên viên anh hùng cứu anh. Hỏng qua, anh tỉnh lại, nhưng nắm trên giường một ngày cũng rơi cạn nước mắt. Nước mặt đàn ông không dề rơi, chỉ là chưa đến mức đau lòng. Hiên viên anh hùng dùng tính mạng cứu anh cảm thấy vô cùng hố thẹn, buồn bã, khó thở. Nhìn dáng vẻ già đi trong dòng suối, trong lòng Trần Đức rất thê lương, anh bị phế thật rồi, trong cơ thể không còn nguyên khí, không cảm nhận được nguyên khí giữa trời đất, dường như con đường tu hành đã hoàn toàn bị chặn đứng, trong đầu có vô số kinh nghiệm tu luyện, anh cũng không thể thực hiện bước đầu tiên là hấp thụ nguyên khí. Nếu không phải đã có được sự công nhận của thế giới đại thiên, không còn bị pháp tắc đại đạo của thế giới đại thiên bài xích, e rằng bây giờ anh đã chết rồi. Cũng may, sau khi thế giới đại thiên chấp nhận thì sẽ chấp nhận mãi mãi, không còn bài xích, như trẻ sơ sinh của thế giới đại thiên, khi ra đời chúng cũng là người bình thường, sẽ không bị ảnh hưởng bởi các nhân tố như trọng lực. Con đường của mình đã chấm hết rồi sao? Trần Đức tự lẩm bẩm, bóng hình đó trong dòng suối, ngay cả bản thân anh cũng thấy vô cùng xa lạ với bóng ngược trong nước. Bất luận là khí tức hay dáng vẻ đều thay đổi, dường như không còn chút liên quan nào đến anh của trước đây. Chú ơi! Một giọng nói non nớt vang lên, Trần Đức ngẩng đầu nhìn, phía xa xa, trong một sân viện, dưới một cây lúa cao mấy trượng có một đứa trẻ đang vẫy tay với anh, cậu bé đang hóng mát dưới cây lúa, đôi mắt trong veo như bảo thạch lóe lên quang hoa trong suốt, thuần túy và tuyệt đẹp. Cậu bé là con của hai vợ chồng chị nông dân, 3 tháng nay, Trần Đức sống trong nhà của họ. Nghe chị nông dân nói, anh men theo suối nhỏ trôi đến, lúc vớt được anh, toàn thân anh là máu, gọi thế nào cũng không tỉnh, nhưng cũng may lực sinh mệnh đủ mạnh, cuối cùng vượt qua cửa ải khó khăn, không chết. Trần Đức đứng lên đi vào trong tiếu viện. Tuy tiếu viện đơn sơ giản dị, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, giữa tiếu viện, một cây lúa cao lớn như cây cố thụ chọc trời, trên cây lúa là từng hạt lúa căng tròn, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá xum xuê, gợn sóng ánh sáng lấp lánh. Cậu bé ăn mặc rất đơn giản, đang hóng mát dưới cây lúa. Cậu bé rất hiếu chuyện, không đợi Trần Đức nói đã chủ động hỏi, chú ơi, 2 ngày nay chú cứ buồn bực không vui, có tâm sự gì phải không? Trần Đức đi đến trước người cậu bé, mặc dù trong lòng trống rỗng, nhưng vẫn nở nụ cười, một vị anh hùng từng cứu hơn 100 triệu người đã qua đời, chú nhớ đến ông ấy, không khỏi đau lòng, đây là điều tiếc nuối của chú, cũng là tổn thất của thế giới. Trong mắt cậu bé lóe lên ánh hào quang, nhưng bố cháu từng nói, người chết đã rời bỏ ta, người sống phải kiên cường sống tiếp, tưởng nhớ anh hùng, thì chú giống như vị anh hùng đó, nối tiếp tinh thần của ông ấy, thì ông ấy vẫn sống, chẳng phải sao. Đúng thế, chí là, chú đã là người vô dụng rồi. Trần Đức ngấn người, chợt bừng tỉnh, nở nụ cười khổ, hiện giờ, anh phải kế thừa ý chí của hiên viên anh hùng bằng cách nào? Đối xử tốt với người đời. Mấy chữ như rất đơn giản, lại như 4 tòa núi lớn, nói thì dễ làm thì khó. Người có bản lĩnh lớn thì làm việc lớn, người có bản lĩnh nhỏ bé thì làm chuyện nhỏ bé, đôi mắt cậu bé sáng ngời, như một trí giả lâu năm, người tu hành, rời núi lấp biến, ảnh hưởng hàng tỷ người, người bình thường cũng có thế đi vạn dặm, đọc 100 cuốn sách, độ hóa người bên cạnh. Trần Đức ngấn người, trong đầu lóe lên linh quang. Cậu bé nói đúng, người tu hành có thế làm chuyện tu hành. Người bình thường cũng có thể làm chuyện của người bình thường chẳng phải sao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bắt đầu từ 10 mấy tuổi, anh đã gia nhập chiến trường, lăn lộn trong sinh tử,
chưa từng hiểu được cuộc sống của người phàm trên thế gian là thế nào. Hiện giờ, cũng coi như ông trời cho anh một cơ hội. Đi vạn dặm, đọc vạn cuốn sách, Trần Đức cười hiền hòa, cảm ơn cháu. Cậu bé trước mắt có đôi mắt sáng như ánh trắng. Trần Đức từng nghe bố mẹ nhắc đến vào đêm cậu bé ra đời, sao sáng rực rỡ, đại đạo hóa thành cây lúa được cậu bé nắm trong lòng bàn tay, ngày ra đời cậu bé như có trí tuệ lớn, cười kha kha, sau này còn thể hiện trí tuệ hơn các bạn đồng trang lứa. Có lẽ tương lai cậu bé này được định sẵn sẽ rất bất phàm. Đế cảm ơn gia đình họ, một tháng sau đó, Trần Đức giao một số phương pháp tu hành cho cậu bé, cũng truyền thụ hết những lĩnh ngộ, võ kỹ tâm đặc, bố mẹ cậu bé biết trước đây Trần Đức chắc chắn không phải người bình thường, rất cảm ơn anh, muốn để cậu bé gọi Trần Đức một tiếng sư phụ. Nhưng Trần Đức từ chối, thể hiện sẽ không giấu giếm, sẽ cố hết khả năng truyền thụ, nhưng làm sư phụ thì thôi. Thứ nhất, Trần Đức không tiện làm sư phụ người khác. Thứ hai, cũng là một điều quan trọng nhất, cậu bé có tư tưởng của riêng mình, vô cùng thông minh, kể cả những thứ anh truyền dạy, cậu bé cũng có thể học một biết mười, Trần Đức cũng được lợi, có cảm ngộ, có lẽ cậu bé này là một vị thánh hiền nào đó chuyến thế, Trần Đức tự nhận không xứng làm sư phụ của cậu bé. Một tháng sau, Trần Đức từ biệt thôn Ấn Linh, bước lên đường. Lần này ra đi, anh tạm thời không có kế hoạch gì. Cũng không có nơi đến cụ thể, chỉ muốn đi vạn dặm đường, cảm nhận non sông tươi đẹp của thế giới đại thiên. So với quê hương địa cầu, thế giới đại thiên thực sự có phong cảnh tươi đẹp, ban ngày thì Trần Đức lên đường, ban đêm thì rừng nghi, khát thì uống nước suối, đói thì ăn quả rừng, trên đường cũng gặp một số nguy hiểm, nhưng đều được anh hóa giải. Tuy hiện giờ anh không có nguyên khí, nhưng da thịt không thay đổi gì, vẫn cực kỳ rắn chắn. Nếu đấu tay đôi, với sức mạnh da thịt thuần túy, chiến đấu với cường giả thiên đạo cũng không vấn đề gì. Anh vừa đi là 5 năm, tuy 5 năm trôi qua, trận chiến của anh 5 năm trước phần là tâm điểm bàn tán, đi đến những nơi phồn hoa náo nhiệt, anh có thể nghe thấy có người bàn luận, thậm chí sự cố của anh được người kể chuyện cải biên thành câu chuyện sống động như thật, như tận mắt nhìn thấy. Chuyện kể rằng người đó cao 8 tấc, mày kiếm như sao, tay cầm ma kích định thiên, khoác thần bào hỏa ly, mái tóc như sấm sét, dũng mãnh như anh hùng. Người đó là ai? Anh ta họ Trần tên Bát Hoang, hiệu là Hoang Thiên Vương. Từ đảo Khốn Long giết Trần Võ Si, diệt Trần Tử Phi, một trận chiến đã khắc ghi ba chữ Trần Bát Hoang vào trong lòng tất cả mọi người. Tây Hải, từ cảnh giới hỗn nguyên vượt ba cảnh giới lớn, chém Nam Cung Trần cảnh giới khai thiên. Suốt quá trình, anh ta vượt mọi chông gai, chiến đấu vượt cấp chưa từng thất bại, không hổ danh Hoang Thiên Vương. Hôm nay tôi muốn kể đến cuộc chiến đi vào sử sách của anh ta, Bát Hoang nhập ma, thiên đạo chém tỏn giả. Chuyện kế rằng, hôm đó, người kế chuyện cất giọng trầm bổng du dương, cảm xúc mạnh mẽ, hơn vạn người ở hội trường nghe thích thú say mê, trong đám đông, một người bình thường không thế bình thường hơn quay người rời đi. Chính là Trần Đức, hiện giờ cho dù anh có công khai xuất hiện thì cũng không ai có thể nhận ra anh. Khí tức, dung mạo, thân hình, tất cả đều thay đổi. Có ai sẽ nghĩ người lúc trước vang danh bốn phương, giết Trần Nguyên Vũ, chém 8 người cấp tôn nhà họ Trần lại là anh. 5 năm nay, Trần Đức rời khỏi thôn Linh Ấn đi bộ về phía Tây, đã cứu rất nhiều người, cũng giúp rất nhiều người. Hiện giờ, anh đã gần 40 tuổi, trông vô cùng già nua, lục phủ ngũ tạng của anh bị thương nặng, thương tích chưa khỏi, không thể vận nguyên khí, thần lực bất tử điếu cũng lặng xuống, không thể hồi phục thương thế của anh, tinh nguyên sinh mệnh tổn hao vô cùng nghiêm trọng. Hai bên tóc mai đã có sợi trắng. Gặp được anh, không ai so sánh anh với Trần Bát Hoang đã từng khiến trời rung đất chuyển, hiểu nghiệt biến thái. 5 năm nay, anh từng làm rất nhiều chuyện. Nhưng việc anh muốn làm nhất là tìm được tiểu thiên địa bị chia cắt, tìm được người thân, bạn bè trong thiếu thiên địa, cũng muốn về vản tẽo giới về thăm địa cầu trước khi chết. Nhưng nguyện vọng này quá mù mịt với anh. 5 năm, anh còn chưa đi hết 1% Đông Bộ Châu. Cách duy nhất là thông qua truyền tống trận, nhưng từ Đông Bộ Châu đến Tây Thần Châu, chi phí cần dùng vô cùng đắt đỏ. 5.000 cân nguyên thạch thượng phẩm. Nếu là trước đây, con số này chỉ là cọng lóng con bò đối với anh, giờ đây lại là một con số to lớn. 5.000 cân nguyên thạch thượng phẩm, cho dù là võ giả bình thường cũng cần đến 20-30 năm, người bình thường giống như anh, có lẽ cả đời cũng không kiếm được nhiều như vậy. Cho dù kiếm được, có ai nỡ dùng nhiều nguyên thạch thượng phẩm như vậy để đối đến một nơi chứ? Vì vậy, các võ giả đại thần chảo, tuyệt đại đa số cả đời cũng chưa từng vượt đến một châu khác.
5 năm nay, Trần Đức ăn tiêu tiết kiệm, làm rất nhiều công việc, mà cũng chỉ còn lại 800 cân nguyên thạch thượng phẩm. Mùa đông gió lạnh như dao cắt, tuyết bay lả tả, Trần Đức đi từ tòa thành này đến tòa thành khác, như một chiếc thuyền trong biển lớn, lang bạt không bến đổ, vừa cô đơn vừa hưu quạnh, đông đi xuân đến, lại một năm trôi qua, thời tiết ấm dần, sắc mặt anh cũng tươi tính hồng hào hơn chút, nhưng khuôn mặt càng già thêm. Chém Trần Nguyên Vũ, Trần Phong Hành, giết Vô Lượng Tôn bằng cảnh giới thiên đạo, những năm tháng càn quét thế giới khiến trời dung đất chuyển đã trở thành quá khứ, hiện giờ anh hoàn toàn hóa thành người phàm, với một cơ thế tàn tạ, làm những công việc nhỏ bé, giúp đỡ người khác. Chớp mắt đã 8 năm trôi qua. 8 năm nay, Trần Đức đi khắp mọi nơi, nhìn thấy quá nhiều chuyện sinh tử. Thế giới đại thiên vô cùng hỗn loạn, các thế lực lớn nhỏ trải khắp các vùng, chí riêng Đông Bộ Châu. Tổng cộng tất cả thế lực lớn nhỏ ít nhất cũng có hàng trăm triệu, mỗi ngày liên tục có người ra đời, nhưng số người chết còn nhiều hơn, tuân theo pháp tắc, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Người bình thường rất khó sống ở thế giới đại thiên này. Như Trần Đức, 8 năm nay cũng mấy lần trải qua nguy hiểm, nhưng chung quy cũng là lạc đà gầy vần to hơn ngựa, dựa vào lòng can đảm và mưu trí của người từng trải, và có một cơ thể quý báu cường mạnh, đã cứu được rất nhiều người, cũng mấy lần thoát khỏi cái chết. Tiêu diệt hơn trăm thế lực hung ác. Nhớ đến những lời nói trước khi lâm chung của Hiên Viên Anh Hùng, cuối cùng Trần Đức cũng hiểu tại sao người đời đều khổ. Thế giới đại thiên này, 90% số người gần như ngày nào cũng phải đối mặt với sinh tử, một giây trước còn sống yên ổn, một giây sau có thể đến thi thế cũng không còn. Như Trần Đức, có một lần đi trên đường với tốc độ hơi chậm, người phía sau đã giơ đao lên chém, nếu không phải anh có cơ thể cường mạnh, thì sớm đã là một xác chết. Thế giới đại thiên tàn khốc hơn vân tiêu giới gấp vạn lần, giết người không cần lý do. Thủy Hoàng Đế thống nhất thiên hạ, thống nhất văn tự, thống nhất đơn vị đo lường, từng tàn sát chém giết, nhưng để lại cho Hoa Hạ nền tảng thái bình muôn đời. Thế giới đại thiên này, có lẽ cũng cần một người thống nhất. Trần Đức lấm bấm một mình, lần đầu tiên nảy ra suy nghĩ to gan này, chỉ đáng tiếc giờ đây thực lực đã không cho phép. Bốn thần quốc lớn có lẽ có thực lực thống nhất thiên hạ. Hoặc là định ra quy tắc cho thế giới đại thiên, tại sao bọn họ không làm vậy? Trong lòng Trần Đức hơi nghi ngờ, nhìn khắp thế giới đại thiên, bốn thần quốc có thực lực tuyệt đối, cho dù không thống nhất được, thì liên thủ định ra một vài quy tắc cũng không phải chuyện khó chứ. Tại sao bọn họ lại ngồi nhìn không quan tâm? Trần Đức không hiểu lắm, đương nhiên, với tình hình hiện giờ của anh, nghĩ nhiều cũng vô ích, đón gió thu tiến về phía trước, sức khỏe của Trần Đức cũng suy yếu rất nhiều, anh có dự cảm. Mình không còn bao nhiêu thời gian nữa, nếu không tìm được cách hồi phục, thời gian sau này sẽ không còn dài. Nhưng anh vẫn còn một di nguyện mãnh liệt chưa hoàn thành. Nếu không hoàn thành được, anh chết cũng không nhắm mắt được. Năm nay, anh khỏng đi nữa, mà tham gia vào đội quân của một nước nhỏ Đông Bộ, trở thành người bảo vệ biên giới thiếu quốc, giữa các nước của thế giới đại thiên, giữa các thế lực với nhau cũng có chiến tranh, tham gia vào các cuộc chiến này, là cách nhanh nhất để kiếm được nguyên thạch. Thông qua chọn lựa kỹ lưỡng, Trần Đức đã chọn gia nhập quân ngũ của một nước tên là Minh Quốc, không vì gì khác, chỉ vì quốc vương của Minh Quốc khá nhân từ, còn kẻ địch là một hôn quân tàn bạo, vốn dĩ với tình trạng sức khỏe suy yếu, lại thêm trong cơ thể không có nguyên khí, thì anh không thể gia nhập quân đội, nhưng sau khi anh thể hiện ra năng lực cuồng bạo của cơ thể, thì vẫn gia nhập thành công. Trên chiến trường, anh vô cùng hung tàn, chém giết xung trận, mỗi một lần đều xông pha phía trước nhất. Giết nhiều người nhất, thậm chí đế đô Minh Quốc truyền thánh chỉ đến, muốn thăng chức cho anh, trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, anh đã nổi tiếng khắp đội quân, từ binh lính làm đến tướng. Năm thứ 3, anh chọn giải ngũ về. Quê, đã 11 năm trôi qua kể từ cuộc chiến giữa anh với nhà họ Trần. Trần Đức càng già hơn, giống như ỏng lão, khi đệ trình xin từ chức, Minh Quốc không nỡ, nhưng suy xét đến tình hình sức khỏe của anh, cuối cùng vẫn phê chuẩn. Và ban thưởng 1.000 cân nguyên thạch thượng phẩm. Cuối cùng đã gom đủ 8.000 cân nguyên thạch thượng phẩm. 3 năm tòng quân, lại thèm số nguyên thạch thượng phẩm của Minh Quốc ban thưởng, Trần Đức đã có 8.000 cân nguyên thạch thượng phẩm, số nguyên thạch đã đủ để anh vượt châu lớn, anh đến trước một điểm truyền tống, bước vào cuộc hành trình đến Nam Hạ Châu. Luân chuyến mấy lần, nửa tháng sau, cuối cùng một điểm truyền tống của Nam Hạ Châu xuất hiện. Nơi này là thành Phong Vân. Một tòa thành chỉ gần thành Hiên Viên nhất. Lại trải qua 8 ngày chuyển chuyến, Trần Đức đã đến gần thành Hiên Viên, trận đại chiến đã qua 11 năm, nơi này vần đổ nát,
cũ kỹ, ở nơi rất xa, Trần Đức nhìn thấy một màn xương máu bao trùm cực rộng, anh nhớ rõ, nơi đó chính là nơi Hiên Viên anh hùng dùng tính mạng để cứu anh. Đây cũng là một nguyện vọng cuối cùng của Trần Đức, tế bái Hiên Viên anh hùng. Đến một chỗ cách xương máu 3-5 mét, mộ chôn quần áo và di vật của Hiên Viên anh hùng ở nơi này, là mộ lớn mà tộc Hiên Viên dựng nên dành riêng cho ông ta, để mọi người tế bái. Khi Trần Đức đến đây, còn rất ít người tế bái. Dù sao, sự việc đã qua 11 năm. Rất nhiều người đã chấp nhận sự thực Hiên Viên anh hùng đã qua đời, huống hồ, vì đế tránh dẫn đến rắc rối không cần thiết, khi Trần Đức đến đây là ban đêm. Ban đầu có lẽ ông không nên cứu tôi, đến trước mộ, Trần Đức đứng ngẩn ngơ, nhớ lại cuộc chiến ngày xưa, anh với sức khỏe suy yếu, già nua, hơi bừng tỉnh, tự lẩm bẩm. Có cứu anh hay không, ổng ấy đều phải chết. A ỉ ngờ, Trần Đức vừa dứt lời, bỗng nhiên, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Sau đó, không biết từ lúc nào, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong màn đêm. Ở ngay chỗ không xa phía trước. Anh, Trần Bát Hoang, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi, cùng với giọng nói đến gần, bóng hình xinh đẹp cũng đi đến, cuối cùng Trần Đức cũng nhìn rõ cỏ ta. Thanh, Thanh Vũ, Trần Đức ngấn người. Không ngờ, người đến lại là Ưng Thanh Vũ. Dưới ánh trăng sáng, Ưng Thanh Vũ mặc áo xanh váy dài, mái tóc uốn xoăn cuộn sóng đế buông phía sau. 11 năm trôi qua, cỏ ta trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cô gái mười mấy tuổi buộc tóc đuôi gà ngày xưa nữa, mà là nữ hoàng nước Vạn Thánh, thân phận cao quý, đứng trên đỉnh của thế giới đại thiên, khuôn mặt có vài phần thanh lạnh và kiêu ngạo, bước đi trên không như sen nở, như tiên giáng trần. Thật trùng hợp, không ngờ cô cũng ở đây, Trần Đức cười nói, cho dù đối phương là nữ hoàng Vạn Thánh, anh chỉ là người phàm, nhưng vẫn giữ đúng mực, thái độ tự nhiên. Nhớ 11 năm trước, anh và Ưng Thanh Vũ đã từng có cuộc hẹn 3 năm. 3 năm sau, cô ta sẽ tìm Trần Đức, cất đứt nhân duyên giữa hai người. Hôm nay, anh vẫn nhớ rõ câu đó của Ưng Thanh Vũ. Muốn làm người đàn ông của tôi thì phải mạnh hơn tôi. Bây giờ xem ra, 11 năm trôi qua, Trần Đức không những không mạnh hơn cô ta, ngược lại khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, Ưng Thanh Vũ đã rất cường mạnh, thâm sâu khó lường, còn anh thì sao? Ngay cả nguyên khí mà anh cũng không thể hấp thụ. 11 năm như một giấc mộng. Chỉ là Trần Đức không ngờ, anh biến thành bộ dạng như hiện giờ mà Ưng Thanh Vũ vẫn nhận ra anh ngay lập tức. Điều này khiến anh khá bất ngờ. Phải biết rằng, nếu đối lại là bản thân 11 năm trước, nhìn thấy bản thân hiện tại, cũng chắc chắn không nhận ra đấy. Trùng hợp, Ưng Thanh Vũ khẽ động đôi môi, đứng trong gió, khuôn mặt phần thanh lạnh, thế gian này đâu có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Tôi đã ở đây đợi anh 11 năm, 11 năm nay, chưa từng rời khỏi một bước, quả nhiên anh không khiến tôi thất vọng, anh đã đến. 11 năm, không rời nửa bước, chờ đợi ở đây. Trần Đức ngạc nhiên, có chút khó tin. Phải biết rằng, Ưng Thanh Vũ là nữ hoàng nước Vạn Thánh, chí cao vô thượng, sớm đã không phải là cô gái nhỏ ngày xưa, cô ta lại ở đây đợi anh 11 năm. Chờ đợi 11 năm, phải nghị lực và cô đơn thế nào chứ? Phải biết rằng, chờ đợi khác với tu luyện, bế quan, Ưng Thanh Vũ có thể lập tức nhận ra Trần Đức, chắc chắn cô ta đều quan sát, cảm nhận tí mỉ mỏi một người đến đây. 11 năm, số người đến đây, khoảng phải 10 triệu người thì cũng phải mấy triệu người chứ. Đúng là anh thay đổi rất nhiều, chẳng trách những năm nay không có ai tìm được anh, cảm nhận tình trạng của Trần Đức, đằng sau vẻ mặt bình tĩnh của Ưng Thanh Vũ, vẫn có chút kinh ngạc, dù sao. So với Trần Đức tư thế oai hùng như giết thần 11 năm trước, anh thực sự thay đổi quá lớn, rất khó để người ta tin. Mặc dù Ưng Thanh Vũ từng nghĩ ra các kiểu trạng thái của Trần Đức, nhưng vẫn không ngờ anh sẽ thành thế này. Đợi tôi 11 năm là để cắt đứt nhân duyên phải khỏng, nếu phải, cô có thể ra tay rồi, có lẽ khỏng cần cỏ ra tay, đợi thêm nửa năm, thì thân tôi sẽ tàn tạ, đạo tiêu tan, tự nhiên sẽ chết, Trần Đức hỏi, vẫn bình tĩnh. Nhiều năm trôi qua, anh sớm đã chấp nhận tình trạng sức khỏe hiện giờ. Đúng. Ưng Thanh Vũ khẽ gật đầu, là để cắt nhân duyên, vốn là 3 năm, hiện giờ đã qua 11 năm, tôi nghĩ anh cũng sống đủ rồi, đúng không? Có thể chết ở đây, cũng không hối tiếc, Trần Đức cười nói. Nơi này là nơi tròn thản của Hiên Viên anh hùng, anh có thể chết ở đây, chết trong tay Ưng Thanh Vũ, cũng coi như không uống đời này. Được. Vừa dứt lời. Ưng Thanh Vũ đã ra tay. Trong cơ thể,
thần lực bất tử điểu sôi sục như thủy triều, trong đôi mắt trong veo xuất hiện ánh đỏ máu, phía sau ngưng tụ ra một đôi cánh màu đỏ, cô ta vận thần lực, trong tích tắc, bầu trời vốn u ám, lập tức như xuất hiện một đám mảy rực lửa, biến thành một vùng đỏ máu. Nhiệt độ của không gian cũng bỗng tăng lên, 100 độ, 1000 độ, 1000 độ. Dưới sức nóng này, cơ thể Trần Đức bắt đầu chậm rãi tan chảy, giống như đồng hóa lỏng, không ngừng nhỏ xuống, tan chảy. Nỗi đau xuyên tim, ngay cả hừ mà Trần Đức cũng không hừ một tiếng. Rất nhanh, Trần Đức chỉ còn lại một bộ khung xương. Trong xương, nguyên thần ngồi thẳng. Nguyên thần đó như bị khiếm khuyết, giống như hóa thạch, bất động. Vù vù. Không gian cũng bị chạy ra từng lỗ đen, khung xương của Trần Đức bắt đầu bị thiểu hủy, thần thức tối tăm không ánh sáng cũng trở nên cứng nhắc. Chưa đến nửa tiếng, ngay cả thần hồn cũng tan chảy hoàn toàn. Mặt đất chỉ còn lại một vũng máu. Ưng Thanh Vũ cất bước chân đến trước vũng máu. Lòng bàn tay ngưng tụ. Vũng máu đó lập tức hội tụ lại, hóa thành hình bầu dục, giống như trứng đà điểu. Trong quả trứng máu một điểm sáng mờ mờ lóe lên. Thần lực bất tử điếu, không chỉ có lực hồi phục cực mạnh, chỗ cường mạch thực sự của huyết mạch tộc bất tử điếu tôi nắm ở sống lại sau mồi lần chết, Cũng chính là Niết Bàn mà người đời hay nói, sống lại sau Niết Bàn, Trần Bát Hoang, có thế vượt qua hay không, phải xem tạo hóa của anh rồi. Ưng Thanh Vũ nhẹ nhàng nói với quả trứng máu đó. Đúng thế, ban đầu, cô ta thực sự ôm suy nghĩ cắt đứt nhân duyên đợi ở đây. Chỉ là cùng với thời gian trôi, cô ta phát hiện. Trần Đức càng lâu không xuất hiện, thì cô ta lại càng nhớ. Tình yêu ở thế giới phàm tục, cô ta không quên được, cũng không cắt đứt được. Cô ta có dự cảm, nếu thực sự giết Trần Đức, có lẽ sẽ trở thành chấp niệm của cô ta, trở thành nhân quả của cô ta. 11 năm trước, cô ta đã tiến vào vô lượng tôn, 11 năm chờ đợi này, vì trong lòng nhung nhớ, bất an, dẫn đến cô ta vẫn chưa đột phá. Cho đến vừa nãy, khoảnh khắc cô ta nhìn thấy Trần Đức. Cảnh giới của cô ta mới buông lỏng, sắp bước vào cấp thần. Đông Bộ Châu sẽ xảy ra chuyện lớn, tôi đưa anh đến đó, hy vọng anh sẽ kịp. Ưng Thanh Vũ đấy nhẹ một cái, hư không xuất hiện một vòng xoáy, quả trứng máu liền bay vào trong đó, nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, ở sâu trong rừng của Đông Bộ Châu, quả trứng máu trong hư không rơi xuống. Như một quả bóng, lăn xuống theo sườn núi gập ghềnh. Cuối cùng kẹt ở một ngọn cây. Nhìn từ xa giống như một quả trứng chim, tỏa ra ánh đỏ mờ mờ trong bóng tối, cùng với hào quang đỏ nối lên, nguyên khí xung quanh cũng lấy nó làm trung tâm, hội tụ lại. Hết ngày này qua ngày khác, thu đến đông đi, tuyết lớn phủ một lớp trắng xóa lên rừng núi, giữ rừng núi, duy chỉ có quả trứng màu đỏ máu đó tỏa ra màu sắc duy nhất. Tôi, đang ở đâu? Một ngày nay, một đường sóng thần thức dâng lên. Trần Đức có chút kỳ quái. Theo như những gì anh có thể thấy, đó là màu đỏ của máu, giống như bị cái gì trói buộc, dù thế nào cũng không thể thoát khỏi. Đây là... Bỗng nhiên, Trần Đức ngẩn ra, anh bất ngờ phát hiện, bản thân thần thức lại một lần nữa tản mát ra ánh sáng, đồng thời cũng cảm nhận được nguyên khí xung quanh và thần lực của bất tử điếu. Cùng với vận chuyển của bất tử điểu, thân xác anh đang không ngừng hồi phục, niềm vui bất ngờ này khiến Trần Đức ngơ ngác một chút, bất chợt, anh mừng như điên. Cùng với khôi phục của Trần Đức, đại thiên thế giới, bên trong huyền vực, tại một không gian đặc biệt cao vô tận, có một đại điện, trên đại điện viết hai chữ thiên điện. Lúc này, có ba người đang ngồi trước chiếc bàn lớn hình vuông. Xung quanh chiếc bàn hình vuông, ba người đang ngồi, hai nam một nữ. Một người trong đó không phải người khác, chính là Ưng Thanh Vũ. Mà hai người khác cũng là chủ của hai đất nước. Đứng đầu nước Băng Hàn. Sát thần Băng Hàn, Hy Cửu Sát. Đứng đầu nước Thông Thiên, giáo phụ Thông Thiên, đạo diễn. Vị trí trên cùng của bàn hình vuông đối diện về phía cửa lại trống không, ba người ngồi chỗ của mình, giống như đang ngồi đợi chủ nhân của vị trí kia. Khoảng chừng 10 cái hít thở. Bù. Trên vị trí chính, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Hắn mọc 6 cánh tay, sau lưng mọc đôi cánh, sắc mặt trắng nõn thanh tú. Người này. Không ai khác, chính là người đứng đầu nước Vĩnh Hằng, thần đế Vĩnh Hằng. Hắn không có tên, hoặc không ai biết tên của hắn, dù là ai cũng chỉ xưng là thần đế Vĩnh Hằng. Hôm nay triệu tập chư vị, không có gì khác, còn chưa tới một năm, huyết tế chục ngàn năm một lần sắp giáng xuống, lần này cần 1000 tỷ vong hồn người,
chục ngàn năm nay, vong hồn bốn nước chúng ta thu thập chỉ có 100 triệu, cách với yêu cầu vẫn còn tương đối lớn, còn cần 999 tỷ 900 triệu, thần đế vĩnh hằng tiếng vang như chuông lớn, vang khắp thiên điện, mang theo uy thế và nghiêm túc. Người đứng đầu bốn đất nước lớn tập trung ở đây đều là phân thân và hóa thân. Nhưng, mỗi một người phân thân và hóa thân đều có thực lực siêu cường. Đùa gì chứ, lần trước cần 100 triệu, lần này liền gấp cả chục ngàn lần, sát thần Hy Cửu Sát cao mày, khi nói chuyện, một luồng sát ý dạo rực cuộn mở, toàn bộ không gian đột nhiên sản sinh ra ý sát phạt, giống như thiên quân vạn mã, phát ra huyết chiến vô cùng kinh khủng, toàn bộ thiên điện chấn động. Yêu cầu lần này quả thật có chút khó làm, đạo diễn cũng cau mày, tổng dân số đại thiên thế giới cũng chỉ có 10.000 tỷ, ông ta mở miệng liền cần 1 phần 10. 1.000 tỷ, đã là 1 phần 10 dân số đại thiên thế giới. Mà những người này hễ luyện thành hình người, cũng đều có tính toán trong đó. Cần 1 phần 10 dân số là khái niệm gì? Trong 10 người thì có 1 người phải chết. Điều này nghĩ là gì? Nói cách khác, đại thiên thế giới phải nổi lên một trận đại chiến. Nếu không nhiều người như vậy, chết thế nào đây? Đôi mi thanh tú của Ưng Thanh Vũ hơi nhíu lại, không nói gì nhiều, mà nhìn chằm chằm vào thần đế Vĩnh Hằng ngồi trên vị trí chính đang lãnh đạm, không có một chút cảm xúc. Đây chính là yêu cầu của ông ta, mạng người cũng chỉ như cỏ rác, từ lúc nào mà sát thần và giáo chủ tiếc thay cho con kiến hôi, thần đế Vĩnh Hằng vẫn lạnh lùng, nhắc đến 1.000 tỷ mạng người, hắn không có bất kỳ dao động. Giống như thật sự như hắn nói, mạng người như cỏ. Tôi không thành vấn đề, nhưng làm thế nào mới có thể khơi mào chiến tranh thế giới, đó mới là vấn đề, Hy Cửu Sát khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, còn một vấn đề, lần này gấp 10 lần, lần trước có gấp 10 lần không? Cho dù mạng người như cỏ rác thì cũng cần phải cho bọn họ thời gian trưởng thành chứ, không phải sao? Vì đó, sau khi diệt cỏ đến cùng, liệu có trực tiếp diệt đến chỗ chúng ta đang ngồi không? Không sai, đạo diễn cũng dửng dưng mở miệng, huyết tế chục ngàn năm một lần, ngày trước im hơi lặng tiếng là có thể hoàn thành, bây giờ đột nhiên có yêu cầu cao như vậy, đối với đại thiên thế giới là một lần gột rửa, một lần còn có thể chịu đựng, lần sau thì sao? Chuyện lần sau đế lần sau hãng nói, thần đế Vĩnh Hằng thản nhiên nói, chúng ta chỉ có thể chấp hành, không có lựa chọn nào khác, không phải sao? Tóm lại, mỗi người báo cáo số là được, tôi phụ trách Đông Bộ Châu, 300 tỷ. 700 tỷ còn lại, các người tự nhận đi. Bắc Nguyên Châu, Hy Cửu Sát nói, 250 tỷ. Đạo diễn, Tây Thần Châu, 250 tỷ. Cô thì sao, thần đế Vĩnh Hằng nghiêng mắt nhìn về phía Ưng Thanh Vũ, nữ hoàng bất tử. Từ đầu đến cuối, Ưng Thanh Vũ không nói một câu. Nếu như là cô ta trong quá khứ thì đã sớm nhận lệnh. Chỉ là, hôm nay, cô ta không chỉ muốn suy nghĩ cho bản thân. Khi nghĩ đến mạng sống của nhiều người như vậy, trong đầu cô ta không tự chủ hiện ra một khuôn mặt. Trần Đức, nếu như cô ta và đất nước Vạn Thánh đứng đằng sau gây tội ác, nổi lên đại chiến, gây ra cái chết cho nhiều người. Trần Bát Hoang liệu có muốn không? Hơn nữa, cô ta luân hồi chuyến thế, để thoát khỏi khống chế của người đó, không làm những chuyện xấu xa trái với luân thường đạo lý cho người đó, không phải sao? Bây giờ nếu đồng ý... Tại sao cô ta phải mạo hiểm lớn để chuyển thế? Chỉ là để sống thêm một kiếp. Huyết tế lần này tôi không tham dự, im lặng một hồi, môi đỏ mọng của Ưng Thanh Vũ khẽ nhúc nhích, khẩu vị của thủy tổ quá lớn, xin lỗi tôi không thể thỏa mãn. Thần đế Vĩnh Hằng cau mày, cô chắc chắn. Hắn lời vừa dứt, Ưng Thanh Vũ đã dùng động tác trả lời hắn, thân ảnh đã biến mất khỏi cái ghế. Lập tức, bên trong thiên điện rơi vào yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Hiển nhiên không ai ngờ nữ hoàng bất tử sẽ từ chối, còn từ chối rất dứt khoát. Không muốn sống nữa sao? Phải biết rằng, bốn người bọn họ đều là đệ tử của Thủy Tổ, được Thủy Tổ từng bước bồi dưỡng. Ban đầu bồi dưỡng, trong cơ thể bọn họ liền bị trồng cấm chế. Một ý niệm của Thủy Tổ không nói giết bọn họ, nhưng phế bọn họ cũng không có chút vấn đề nào. Nữ hoàng bất tử lại dám từ chối. Chẳng lẽ cô ta thật sự đã thoát khỏi khống chế của Thủy Tổ, Hy Cửu Sát hỏi, nếu chuyến thế thật sự có tác dụng, có lẽ ông ta nên thử một chút, dù sao cấm chế trong cơ thể không phá một ngày, thì một ngày bọn họ không khác gì chó. Không thể nào, đạo diễn rất bình tĩnh, ông ta đã từng đi sâu vào nghiên cứu chuyển thế, nếu muốn thoát khỏi khống chế của Thủy Tổ,
không khác nào kẻ ngu nói mớ. Nếu cô ta tự tìm cái chết, vậy nhiệm vụ này để chúng ta thay cô ta hoàn thành, mỗi người tăng thêm hơn 100 tỷ, cứ vậy đi. Lời thần đế vĩnh hằng lãnh đạm. Nói xong, hắn cũng biến mất. Hai người đạo diễn và Hy Cửu Sát cũng biến mất khỏi thiên điện không chút tiếng động. Tính mạng của 1.000 tỷ người chỉ vì một cuộc họp của bọn họ, nói mấy câu đã định đoạt xong. Thần quốc vĩnh hằng. Đế điện. Đế điện trôi lơ lửng giữa không trung, hùng vĩ, khí phái giống như thiên đình, nơi này là tấm cung của thần đế vĩnh hằng. Trong mật thất tấm cung, vang lên một loạt tiếng bước chân. Bước chân nhẹ nhàng, không nhanh không chậm. Cuối mật thất có một pho tượng. Pho tượng cao đến trăm trượng, thoạt nhìn là một ông lão hơn trăm tuổi, trông rất sống động, vô cùng uy nghiêm. Rất nhanh, thân ảnh thần đế vĩnh hằng xuất hiện trong mật thất, đi mấy bước liền ngồi xuống ghế. Đột nhiên, nhìn vào pho tượng kia. Trong phút chốc, pho tượng tỏa ra từng trận huyền quang, ánh sáng tản đi, pho tượng hùng vĩ đã biến thành một thân ảnh già nua, tứ chi thân ảnh kia đều bị xiềng xích, vô cùng yếu đuối thoi thóp. Dưới thân lão giả là một tế đài. Tế đài kia đang liên tục nuốt nguyên khí và tinh khí của ông ta. Thủy tổ, bất tử điều đáng chết kia đã phản bội ông, nhìn lão già kia, thần đế vĩnh hằng nói nhẹ tênh, miệng gọi thủy tổ, nhưng trong lời nói và giọng điệu lại không có một chút cung kính và sợ hãi, dừng một chút, hắn lại bổ sung. Ha ha, xem ra lão già ông cũng đã không còn uy tín như năm. Đó, lần trước cũng là cô ta khiến bổn đế bỏ lỡ cơ hội lấy được tự tại thần ma công. Lần này lại làm ngược lại với bổn đế, chờ khi bổn đế hấp thu hết tài nguyên sinh mệnh, đầu tiên sẽ dùng cô ta khai đao. Trong mật thất trống trải vang lên lời nói nhàn nhạt. Rào rào. Dây xích đen lớn di chuyển, thủy tổ trong lời nói của thần đế vĩnh hằng giống như một con chó. Tứ chi và cổ đều bị khóa lại thật chặt, ông ta muốn nói gì đó, chỉ là vừa mới cử động, mấy dây xích đen liền co rút nhanh chóng, siết chặt đến chết. Ít hầu lão giả chuyển động. Một chữ cũng không nói ra. Suýt chút nữa quên mất, nhắc đến đệ tử năm đó ông yêu mến nhất, một người là huynh trưởng Ma Hoàng, người còn lại chính là bất tử điều kia, thần đế vĩnh hằng không hề có chút cảm xúc, ánh mắt nhàn nhạt từ trên cao nhìn xuống thủy tổ, đáng tiếc, mắt lão già ông quá kém, một người tính toán chế ngự, một người khác bây giờ không nghe hiệu lệnh của ông. Trừ phi cô ta biết ông không ổn. Trong mắt thần đế hiện ra suy tính và hồi tưởng. Chủ của bốn thần quốc lớn, bao gồm huynh trưởng của ông ta, Ma Hoàng, tổng cộng 5 người đều là đệ tử của Thủy Tổ. Bọn họ không biết rõ lai lịch của Thủy Tổ, chỉ biết ông ta đã sống rất lâu, nhưng cũng không rõ là bao lâu. Trên thế giới, người bình thường theo đuổi sức mạnh, chớ thành thần. Còn kẻ mạnh hơn, những người dường như đi đến tận cuối như bọn họ lại theo đuổi cảnh giới cao hơn, theo đuổi sự vĩnh hằng, trường sinh. 10 vạn năm trước. Tộc thần ma do ông ta và huynh trưởng Ma Hoàng của ông ta dẫn dắt, 10 vạn năm trước, huynh trưởng Ma Hoàng của ông ta ngẫu nhiên phát hiện bí mật của Thủy Tổ, cứ cách 5 vạn năm, Thủy Tổ sẽ cần rất nhiều tính mạng, thần hồn của sinh linh, luyện hóa, hấp thụ nó để kéo dài tuổi thọ. Lão già nhà ông cũng thật đáng đời, ai bảo ông ban đầu không cẩn thận một chút, để huynh trưởng phát hiện bí mật của ông chứ. Ha ha, khóe miệng thần đế vĩnh hằng cong lên một góc, ông lấy người khác để làm nguyên liệu điều dưỡng đã đành. Còn định coi 5 người chúng tôi làm nguyên liệu điều dưỡng, ông nói xem, chúng tôi có thể không ra tay với ông sao? Năm đó, Ma Hoàng phát hiện bí mật của Thủy Tổ, cùng triển khai kế hoạch cùng ông ta, nhân lúc Thủy Tổ hư yếu, thu phục ông ta. Nhưng Thủy Tổ thực sự quá mạnh, cho dù hiện giờ, thần đế vĩnh hằng còn nhớ rất rõ, cho dù là thời kỳ hư yếu, tộc thần ma, kể cả ông ta đều phải trả cái giá rất lớn, đặc biệt là huynh trưởng của ông ta, lần đó, còn nguy hiểm suýt chết. Cùng chính lần đó, ông ta đã đâm Ma Hoàng vào lúc quan trọng. Sau đó, tiến hành tàn sát huyết mạch của Ma Hoàng tôn kính. Bên ngoài đều cho rằng vì tự tại thần ma công, hai người mới sinh ra tranh chấp. Trên thực tế, tự tại thần ma công chỉ là một nguyên nhân trong đó. Thần đế vĩnh hằng không chỉ muốn tự tại thần ma công, mà còn muốn vị trí chí cao vô thượng và quyền xử lý của Thủy Tổ. Ma Hoàng muốn trực tiếp giết Thủy Tổ. Nhưng ông ta chỉ muốn danh nghĩa thiên tử phát hiệu lệnh cho chư hầu. Uy hiếp Thủy Tổ làm theo ý ông. Ta, ngoại trừ vị trí chí cao vô thượng, thần đế vĩnh hằng cũng muốn trường sinh, muốn vĩnh hằng. Nghĩ đến những điều này, trong đầu của thần đế vĩnh hằng bất giác xuất hiện một khuôn mặt thanh niên. Trần Bát Hoang. Đáng chết.
Sắc mặt thần đế Vĩnh Hằng âm trầm, khó che đậy cơn nóng giận. Bởi vì, ngày đó cuộc chiến giữa Trần Bát Hoang và người nhà họ Trần, ông ta phát hiện rõ ràng được tự tại thần ma công, càng phá hiện được khí tức của huynh trưởng ông ta, và thần lực bất tử điếu. Ma hoàng cũng được, bất tử điếu cũng được. Thần đế Vĩnh Hằng đều rất không vui với bọn họ. Nhưng thần lực của hai người xuất hiện ở trên cùng một người, thấp thoáng, thần đế Vĩnh Hằng có chút bất an. 11 năm trước, nếu không phải ông ta tu luyện đang vào thời kỳ quan trọng, không muốn hoàn toàn trở mặt với nước vạn thánh, thì ông ta đã đích thân ra mặt trấn áp Trần Bát Hoang từ lâu rồi. 11 năm nay, ông ta cũng không ngừng phái người đi tìm, đáng tiếc, vẫn luôn bạt vô âm tín, sống không thấy người, chết không thấy xác. Hít sâu một hơn, rồi lại thở dài ra, thần đế Vĩnh Hằng bước từng bước đờ eo vào đạo hồ điện mật thất, bóng người dần biến mất, cùng với bước chân giờ ồ đi của ông ta, ông lão bị xiềng xích cũng dần biến thành. Bên ngoài mật thất là đại điện huy hoàng rực rỡ. Trên đại điện, thần đế Vĩnh Hằng ở trên đế vị trí cao vô thượng. Ông ta như u linh, lặng lẽ xuất hiện trên đế vị rất cao, cách mặt đất của đại điện ít nhất đến 3-5 mét, còn ông ta, thực sự giống đế vương cao cao tại thượng, cúi nhìn tất cả. Thần đế Vĩnh Hằng có thực lực này. Ở thế giới đại thiên, số người có thể đối địch với ông ta, không quá 5 đầu ngón tay. Đột nhiên, Vĩnh Hằng lên tiếng. Đông Bộ Châu sẽ có một mộ huyệt xuất hiện, mộ của bát thần, truyền ý chỉ của ta, điều Bạch Lăng đi xem sao, nếu thực sự có liên quan đến bát thần, bất luận là gì cũng phải mang về cho ta. Rõ. Phía dưới đại điện, một người xuất hiện trong hư không, quỳ xuống nhận lệnh, sau đó nhanh chóng biến mất. Đông Bộ Châu, sâu trong rừng núi hoang, da thịt của Trần Đức đang dần dần, từ từ hồi phục. Nguyên khí hỗn độn trong cơ thể cũng bắt đầu từ từ xuất hiện. Giống như trong sa mạc khô hanh, xuất hiện vùng xanh, tràn đầy sức sống, tràn đầy hy vọng. Nhưng mặc dù vậy, Trần Đức vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, anh chưa hồi phục đến thực lực ngày xưa, vẫn là người bình thường, khác với trước đó là, hiện giờ anh tràn trề sức sống, không còn u ám tử khí, quan trọng nhất là, chỉ cần cho anh thêm chút thời gian, không bao lâu nữa, anh sẽ hồi phục trạng thái đỉnh phong, thậm chí vượt qua đỉnh phong. Khạc khạc, Trần Đức hơi phát lực. Bên ngoài vỏ trứng nứt ra một đường nứt nhỏ, khe nứt này giống như đường dẫn, cùng với sự xuất hiện của anh, sau đó, lại liên tục vang lên mấy tiếng vỏ nứt. Sau 3 hơi thở, 2, bành, một tiếng nổ nhỏ vang lên, vỏ trứng màu đỏ hóa thành từng mảnh vụn, rơi bay khắp nơi. Trần Đức, thoát khỏi vỏ trứng đi ra. Cơ thể trẻ hơn rất nhiều. Người Trần Đức đỏ au, phủ đầy niêm mạc máu, khẽ ngưng tụ linh khí gột rửa, sau khi sạch sẽ. Trần Đức bỗng phát hiện, anh lại trở về dáng vẻ 17 tuổi, theo lý, thì dáng vẻ không thể trẻ lại, anh vốn cho rằng mặc dù hồi phục, nhiều nhất cũng chỉ là 20 năm, 26 tuổi. Không thể không nói, lột xác lần này, là trùng sinh thực sự. Máu thịt, kinh mạch, lục phú ngũ tạng, thậm chí mỗi một tế bào, mỗi một dây thần kinh, đều hoàn toàn lột xác. Trên núi ngày đông, hiếm khi dâng lên một tia mặt trời ấm áp. Ánh mặt trời chiếu xuống người Trần Đức, khiến làn da nâu đồng của anh lóe lên hoa quang tinh bảo, cường mạnh có sức sống, cơ thịt cuồn cuộn, một khuôn mặt vô cùng non nớt, tỏa sáng, khí chất, nhưng trên khuôn mặt lại có một đôi mắt sâu như biển cả, dường như đã trải qua sinh tử, trải qua bể dâu thăng trầm. Dung mạo, khí tức của một người có thể thay đổi, ánh mắt, niềm tin, thì mãi mãi không thay đổi. Thanh Vũ, cảm ơn cô. Trần Đức cảm kích trong lòng. Anh hoàn toàn biết rõ, có thể niết bàn trùng sinh, không phải vì anh cường mạnh, nghịch thiên, mà vì huyết mạch bất tử điếu, ngày đó Ưng Thanh Vũ không phải muốn giết anh, mà giúp anh gọi tỉnh thần lực bất tử điêu. Nghĩ đến lúc đó mình còn bày dáng vẻ khẳng khái hùng hồn, Trần Đức cũng phải buồn cười, có lẽ là anh thích nghe lời ngon ngọt. Thở dài một hơi, thần thức lan rộng xung quanh, cảm nhận mấy bóng hình đang mau chóng lại gần, Trần Đức nhanh chóng tìm một nơi ấn nấp. Hiện giờ ngoại trừ da thịt và thần hồn, tạm thời anh không khác gì người bình thường. Là người bình thường, lại không hoàn toàn là người bình thường. Sau khi thu lại khí tức, hoàn toàn hợp thành một với môi trường xung quanh, giống như không tồn tại. Xoạt, xoạt, âm thanh phá gió tiến gần, rất nhanh, 3 đến 5 giây, thì có 4 bóng hình giáng xuống. 2 nam 2 nữ. Quả nhiên, nơi này thực sự có vật lạ, vừa đến đây, một người trong đó liền nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cành cây và những mảnh vụn vỏ trứng màu đỏ rơi dưới đất.
Người lên tiếng là đàn ông, mặc trường bào màu xanh, bên hông dắt một trường kiếm bảy tấc, trông khá là được, chỉ là lông mày bên phải có ba đường thẳng đứng, giống như vết sẹo bị thứ gì đó dùng móng vuốt cào để lại. Sau khi hắn dùng thần thức đảo quét xung quanh, thì nhìn sang một người đàn ông khác. Tấn ca, có vẻ như có thứ gì vừa phá vỏ trứng ra, chúng ta đến chậm một bước. Người được gọi là Tấn ca hơi gật đầu, vẻ mặt đầy tự tin và kiêu ngạo, mặc áo choàng màu vàng kim, giống như hoàng đế, hết sức tôn quý, cũng như vậy, thực lực cũng rất mạnh, đã trong thiên cấp, lăng thiên đỉnh phong. Chỉ thiếu một bước thì có thể bước vào đạo cấp. Khí tức của hắn cũng chỉ khoảng 100 tuổi. Độ tuổi như vậy, thực lực như vậy, trong khoảng 100 tuổi đã coi là một thiên tài. Nhưng cách gọi Tấn ca khiến Trần Đức nhớ đến một người. Nhuận thổ. Tấn ca nhặt một mảnh vụn lên, đặt lên đầu mũi người, đến muộn cũng không sao, mộc nhiên, cậu không phát hiện ra sao, những vỏ trứng này cũng là chí bảo, được đại đạo nuôi dưỡng, trong đó còn ẩn chứa một loại sức mạnh thức tỉnh, nếu sử dụng nó, chắc chắn có ích lớn. Trong bóng tối, Trần Đức rất ngạc nhiên, cũng rất cạn lời. 3 tháng nay, anh vẫn luôn đợi trong vỏ trứng, cơ thể tiết ra tạp chất, cũng hoàn toàn hòa vào trong vỏ trứng. Khuya trứng đó thực sự hàm chứa sức mạnh của đạo, đối với tu sĩ bình thường, sử dụng nó cũng có ích, giống như Tấn ca chỉ thiếu một bước chân là đến tu sĩ cấp thiên, sau khi sử dụng, đột phá, đạt đến cấp đạo cũng không phải không thể nào. Nhưng, nói thế nào nhỉ? Rất bẩn. Trong cơ thể Trần Đức có những tạp chất gì? Mồ hôi thì không nói, đó chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng khi anh ở trong vỏ trứng vẫn là người bình thường thì không tránh được đại tiện tiểu tiện. Sau khi anh tiết ra những thứ đó, vỏ trứng cũng hoàn toàn hấp thụ, dung hợp hết. Trần Đức đúng là không nỡ nghĩ tiếp. Cảm xúc của Trần Đức vừa có dao động, Tấn ca lập tức cảm nhận được, ánh mắt hung dữ nhìn về hướng của Trần Đức, ai đó. Phía sau lá cây, Trần Đức giật mình, thò nửa cái đầu ra, nhìn Tấn ca, rồi lại nhìn sang hai cô gái vẫn chưa lên tiếng khác, tôi cảm thấy tôi ở đây thì tốt hơn. Nhóc con, không muốn chết thì cút ra đây. Mộc nhiên quát nói, cho mày thời gian 3 hơi thở. Tấn ca không nói nữa, nhưng sát ý lưu chuyển trong ánh mắt đã nói rõ tất cả. Khó khăn lắm mới tìm được một chút cơ duyên ở đây, đương nhiên bọn họ không muốn chia cho người lạ mặt. Lúc này, nếu không phải vẫn chưa làm rõ thân phận của Trần Đức, hắn đã sớm trực tiếp giết rồi. Hơn nữa, Trần Đức đã bị hắn hoàn toàn khóa chặt. Ngoại trừ đờ eo ra thì không còn đường nào khác. Được. Trần Đức vô cùng bất đắc dĩ, chậm rãi đi ra từ phía sau gốc cây, khuôn mặt vô cùng non nớt tỏ ra vô hại, vô cùng thân thiện. Nhưng anh vừa đi ra, vẻ mặt bốn người đều biến sắc. Sắc mặt của hai người đàn ông trở nên cực kỳ lạnh lùng. Còn hai cô gái, đầu tiên là ngấn người, sau đó khuôn mặt đỏ ửng. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Không vì gì khác, lúc này Trần Đức không mặc gì. Hoàn toàn bày ra trước mặt bốn người. Chẳng còn cách nào, không phải anh không muốn mặc quần áo, mà là không có. Quan trọng là vẫn không thể thúc động nguyên khí thực sự, không thể ngưng tụ nguyên khí che cơ thể. Còn bốn người trước mặt lại cứ bắt anh đi ra, anh có cách gì đây? Anh cũng rất bất lực. Đáng chết. Sau một hồi tĩnh lặng, sắc mặt mộc nhiên âm trầm, là một người bình thường không có chút nguyên khí. Người phàm, mày biết mày đã mạo phạm bọn tao không? Vừa dứt lời. Mộc nhiên không cho Trần Đức cơ hội lên tiếng nói. Keng! Hắn bỗng rút ra trường kiếm bên hông, chém một đường kiếm xuống Trần Đức. Nhưng đúng lúc cách Trần Đức nửa mét, đột nhiên dừng lại. Tấn ca đưa một tay nắm chặt kiếm của hắn, thản nhiên nói. Ra tay với một người bình thường, có mất mặt không hả? Cút sang một bên. Mộc nhiên ngẩn người, trừng mắt hung hãn nhìn Trần Đức một cái, đứng sang một bên. Trần Đức hơi bất ngờ nhìn người trước mặt một cái, thực sự xin lỗi, quần áo của tôi bị một đám người cướp đi rồi. Không sao. Tấn ca vứt ra một bộ quần áo cho Trần Đức. Bộ quần áo hơi nhỏ. Ủng hộ chúng mình tại LHeyHo.com. Nhưng cũng miễn cường vừa với người Trần Đức, một bộ đồ trắng, trông như tiên, cũng có vài phần cốt cách tiên phong đạo cốt. Mày tên gì, tại sao lại ở đây? Trần Đức mặc quần áo, Tấn ca hỏi. Tôi tên là cha, Trần Đức trả lời theo bản năng. Cha, mộc nhiên cười lạnh lùng một tiếng, chế nhạo nói, cái tên này hình như rất xứng với mày, đúng là cặn bã. Hai cô gái còn lại và Tấn ca đều hơi ngạc nhiên.
không ngờ còn có người có tên. Này! Khụ! Trần Đức hơi lúng túng, xin lỗi, tôi nhầm. Dừng một chút, Trần Đức tự giới thiệu lại, tôi họ Trần, tên Đức, tự Bát Hoang. Vừa dứt lời, có thể thấy rõ ràng, Tấn Ca lập tức cau mày, trong ánh mắt lóe lên vẻ ghê tởm kinh khủng với Trần Đức, mày có biết mày đang bôi nhỏ Hoang Thiên Vương không? Trần Đức ngấn người. Nhóc con, có rất nhiều người ở thế giới Đại Thiên Mạo xưng Hoang Thiên Vương, mày là một trong số rác rưởi nhất mà tao từng gặp, chỉ dựa vào mày, cũng có tư cách nhắc đến tên húy của Hoang Thiên Vương. Còn dám mạo nhận thân phận của anh ta, vẻ mặt mộc nhiên cũng lóe lên sát ý trùng trùng. Không biết tốt xấu, ở bên khác, hai cô gái vẫn luôn trầm mặc, không lên tiếng cũng hiện lên vẻ ghê tởm, một cô gái mặc váy ngắn màu hồng trong đó lẩm bẩm một tiếng. Ban nhỏ. Một cô gái cao lớn chân dài thẳng tắp đi lên trước, sắc mặt của cô ta có vẻ như bị bệnh, hơi tái nhợt, đến trước Trần Đức, nhìn kỹ anh từ trên xuống dưới, trong đôi mắt lóe lên sát ý, lần đầu tiên, tôi tha cho anh, nếu còn lần thứ hai, cho dù anh là người bình thường, thì tôi cũng sẽ không nương tay, hiểu không? Ách! Trần Đức giờ khóc giờ cười, bây giờ anh nói thật thì lại không có ai tin. Còn đòi giết anh, nhưng mà ngẫm lại thì thấy cũng bình thường. Hơi thở của anh cùng với mặt mũi đã thay đổi rất nhiều, trên người lại không có chút dao động cảnh giới nào, so với anh trước kia cứ như hai người hoàn toàn khác biệt. Nếu là anh, chắc là anh cũng không dám tin. Suy nghĩ cặn kẽ rồi, Trần Đức lại muốn mở miệng giải thích, anh Tấn đã lên tiếng ngắt ngang, tên tôi là Hiên Viên Tấn, nếu tôi đoán không sai thì anh tên Trần Cha đúng không nhỉ? Nhớ kỹ, lần sau đừng có tùy tiện gọi tên tục của Hoang Thiên Vương biết không? Hôm nay anh may mắn gặp được Hiên Viên Tấn tôi, nếu là người khác thì đã chết không còn xác rồi, hiểu chưa? Hiên Viên Tấn, Trần Đức kinh ngạc nói, anh, đến từ tộc Hiên Viên hả? Đúng vậy. Vẻ mặt Hiên Viên Tấn hiện lên vẻ tự hào. Quan hệ của Trần Bát Hoang với tộc Hiên Viên thì tất nhiên không phải nhiều lời, một người anh em khác họ của tổ vương Hiên Viên anh hùng, tính theo vai vế, Trần Bát Hoang là trướng bối trong nhà hắn. Xét theo thực lực mà nói thì Trần Bát Hoang là thần tượng mà hắn vô cùng sùng bái. Chuyển chủ đề, Hiên Viên Tấn nói, Trần cha, tại sao anh lại tới nơi này? Tôi, Trần Đức nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói dối, tôi cũng không rõ lắm, hôm đó tôi đang ở trên núi hái thuốc thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một cánh cửa hư không, tò mò đi tới thì đột nhiên. Mất hết ý thức, khi tỉnh lại thì tôi đã ở đây, sau đó không biết trong vỏ trứng đó có thứ gì nhảy ra lấy đi hết quần áo của tôi. Thì ra là thể. Hiên Viên Tấn không hề nghi ngờ. Dù sao, thực lực mà Trần Đức đang cho họ thấy chẳng có chút uy hiếp nào, nếu như có cao thủ nào đó xuất thế thật thì anh không thể nhìn thấy cũng là chuyện bình thường. Có lẽ thứ trong vỏ trứng tóm anh đến là vì bộ quần áo kia. Nơi này sắp xảy ra chuyện lớn, sẽ có rất nhiều cao thủ tụ tập, nếu anh không muốn chết thì hãy theo chúng tôi, theo Hiên Viên Tấn tôi, không thể bảo đảm sẽ chẳng có nguy hiểm gì. Nhưng ít nhất phần tốt hơn ở một mình gấp vạn lần, vẻ mặt Hiên Viên Tấn vẫn đầy kiêu ngạo. Được, thế thì, cảm ơn nhĩ yêu nhé. Tạm thời Trần Đức không biết mình đang ở phương trời nào, lại càng không biết nơi này sẽ xảy ra chuyện gì, trước mắt thì đi theo bọn họ chính là lựa chọn tốt nhất. Tấn ca, lần này nguy hiểm như vậy, chúng ta dẫn theo một cái đuôi đế làm gì, mộc nhiên hơi khó chịu, nhỡ gặp phải cao thủ thật thì tên này sẽ kéo chân sau của chúng ta mất. Đúng vậy. Hiên Viên Tấn, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải dẫn theo, cứ để tên này tự sinh tự diệt đi, cô gái trông có vẻ bệnh tật bên cạnh nhíu mày lại thật chặt, có chút khó chịu. Hiên Viên Tấn, trách nhiệm của anh là bảo vệ thánh nữ của chúng tôi, đưa thánh nữ đến chỗ vương thánh y, chứ không phải là bảo vệ một kẻ tay trói gà không chặt, một cô gái khác cũng lên tiếng, chậm trễ việc lớn, tộc Hiên Viên và thánh địa Thái Thương sẽ không bỏ qua cho anh. Đối mặt với lời trách móc và khuyên nhủ của cả ba người, Hiên Viên Tấn không hề có ý định thay đổi, lại càng không muốn giải thích, ý tôi đã quyết, không đồng ý thì các người có thể rời đi. Nhất thời, Trần Đức đã thay đổi cách nhìn với Hiên Viên Tấn, người như hắn quá là ít ỏi ở đại thiên thế ba y ới này. Hừ, cô gái mặc chiếc váy màu hồng phấn hừ lạnh một tiếng, không thèm nhắc lại. Cô gái trông ốm yếu kia cũng không nói thêm gì. Về phần mộc nhiên, hắn vốn là người theo Hiên Viên Tấn lăn lộn. Tất nhiên không có quyền lên tiếng, Hiên Viên Tấn cũng không thèm quan tâm đến bọn họ, sau khi gom vỏ trứng lại thì tiến hành phân chia, cho Mộc Nhiên và cô gái váy hồng một ít. Cô gái ốm yếu kia thì tất nhiên là không có. Trần Đức nhìn cô ta một cái, lập tức biết lý do tại sao,
Tình trạng cơ thể cô ta cực kỳ tệ, trong người có một luồng sát khí và luồng khí chí dương chí cương quấn quanh, cả lục phủ ngũ tạng và kỳ kinh bát mạch đều bị tổn thương nặng nề. Hơn nữa tình trạng này đã kéo dài rất lâu, thế này mà còn sống đã là may mắn lắm rồi, dù chia vỏ trứng cho cô ta thì cũng không thể hấp thu được. Nhưng mà, có sao nói vậy? Lúc này Trần Đức mới phát hiện cô ta trông rất đẹp. Cao 1m75, dáng người thon thả với những đường cong tuyệt đẹp, mái tóc dài bay bay, gương mặt tinh xảo có trang điểm nhạt, hàng mi dài cong cong, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng với miệng anh đào nhỏ nhắn. So với Âu Dã Tư Linh, Ưng Thanh Vũ này kia đều không thua kém, nhưng vì cơ thể có bệnh nên khí chất lại thua hai người kia quá nhiều, cứ cho con người ta cảm giác không thật. Tình trạng của cơ thể cô ta rất khó chữa. Dù là cao thủ cấp thần e là cũng không thể chữa được. Đảo mắt khắp đại thiên thế giới này. Chắc chỉ có một người đủ sức cứu cô ta. Đó chính là anh, Trần Đức. Không biết nên nói là cô ta may mắn hay là xui xẻo. Nói là xui xẻo thì giữa biển người đông đúc, cô ta lại gặp được Trần Đức. Nhưng mà nói cô ta may mắn thì hình như là không phải. Đành vậy. Ấn tượng của Trần Đức về cô ta cũng không hay ho gì. Không muốn giúp. Ít nhất là bây giờ vẫn chưa muốn giúp cô ta. Trần cha. Anh nhìn cái gì thế, nhìn nữa tôi móc hết hai mắt của anh ra bây giờ, đúng lúc này, cô gái váy đỏ hồng bên cạnh cô nàng ốm yếu kia tức giận mắng mỏ, cô ta không hề nói đùa, nếu Trần Đức dám nhìn thêm một chút nữa, cô ta thật sự sẽ móc mắt anh ra. Trần Đức không thèm nhiều lời chuyển tầm mắt đi, lười chấp nhặt với cô ta. Hiên Viên Tấn đã bắt đầu hấp thu vỏ trứng, mà Mộc Nhiên với cô nàng kia thì trực tiếp nhét vào miệng ăn, đành vậy. Với thực lực của họ bây giờ vẫn chưa thể hấp thu hết vỏ trứng, muốn hấp thu được thì phải ăn vào, phải cắn nuốt, hai người cứ như đang ăn bảo bối đắt đỏ nhất trên đời, ăn ngấu ăn nghiến. Trần Đức định nói gì đó nhưng lại không tiện nói nên đành đứng bên cạnh nhìn. Chẳng mấy chốc, nửa giờ đã trôi qua. Cuối cùng ba người cũng hấp thu xong. Mà vỏ trứng màu máu trong tay họ sau khi được hấp thu hết, thì trong cơ thể Hiên Viên Tấn cũng xuất hiện từng đợt dao động. Tấn ca sắp đột phá rồi, Mộc Nhiên bật thốt lên. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu năm người xuất hiện đầy mây đen, bên trong đám mây đó là đại đạo quấn quanh, tia lửa điện nổ vang, khu vực đó lập tức chỉ, trong bóng tối, chỉ còn những tia lửa điện lóe lên. Lôi kiếp đánh xuống. Một tiếng sấm sét nổ vang, xé ngang cả trời, một luồng điện quang màu máu như cây roi dài xuất hiện đánh về phía Hiên Viên Tấn. Ầm ầm, Hiên Viên Tấn bị đánh bong ra chóc thịt. Máu tươi chảy ròng ròng. Hai mắt lóe lên tia sáng, cơ thể bật dậy, thanh kiếm dài trong tay run run, đối mặt với lôi kiếp, hắn hoàn toàn không sợ, đạp không lao lên, dây dưa với sấm sét và pháp tắc đại đạo. Lôi kiếp này so với lần Trần Đức độ kiếp thì thua kém cả vạn lần. Nhưng, với Hiên Viên Tấn mà nói vẫn là rất mạnh. Chưa tới 10 phút, Hiên Viên Tấn đã ho ra máu, cơ thể không có chỗ nào lành lặn. Cả người sắp biến thành người máu, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Nửa giờ sau, lôi kiếp đã tan. Cuối cùng Hiên Viên Tấn cũng đã vất vả vượt qua lôi kiếp, từ cấp thiên nhảy lên cấp đạo, cảnh giới nhân đạo nhất trọng. Sau một thoáng dừng lại ngắn ngủi, lại một lần nữa đột phá. Cảnh giới nhân đạo, nhị trọng. Hiên Viên Tấn hít sâu, lấy ra một bộ quần áo mới để thay, mặt đầy vẻ tự hào, kiêu ngạo. Có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở của hắn đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, ngày càng thêm sắc bén. Mộc Nhiên cùng với cô gái váy đỏ kia luôn miệng than thở, hâm mộ. Đúng là Tấn ca, không chỉ đột phá một cảnh giới lớn mà còn trực tiếp lên nhân đạo nhị trọng, Mộc Nhiên khen ngợi, quả là một người nổi bật trong lớp trẻ của tộc Hiên Viên. Cùng là vỏ trứng màu máu đó. Cùng một định lượng giống nhau. Hiên Viên Tấn đã có thể đột phá. Còn lên hẳn một cảnh giới lớn và một bậc nhỏ, Mộc Nhiên với cô gái váy đỏ kia lại chẳng đột phá được gì, buộc lòng phải thừa nhận đây chính là sự chênh lệch của võ giả với nhau, thực lực của Hiên Viên Tấn là đủ để hắn kiêu ngạo, cũng đủ bản lãnh để hất mặt lên trời. Hừ, có cái gì để đắc ý đâu, nếu không phải thánh nữ có bệnh trong người thì tùy tiện thôi cũng đã đột phá vài cảnh giới, cô gái váy đỏ kiêu căng hừ một tiếng, có thể thấy cô ta có chút khó chịu với Hiên Viên Tấn. Mà cô gái ốm yếu được gọi là thánh nữ kia lại có vẻ bình tĩnh lắm, giống như lời người hầu cô ta nói vậy, sự đột phá của Hiên Viên Tấn đặt trước mặt cô ta quả là không đáng nhắc tới. Hiên Viên Tấn nuốt vài viên đan dược vào, sau khi vết thương do lôi kiếp đã khá hơn 7-8 phần, họ lại tiếp tục hành trình. Dọc đường đi,
lúc này Trần Đức mới biết mình lại về Đông Bộ Châu. Nhưng, cách nơi này đâu đó 100 cây số, anh lờ mờ phát hiện ra được một huyệt mộ. Dựa theo hơi thở tỏa ra từ bên trong thì có thể đoán được một món chí bảo trong mộ sắp xuất thế, đồng thời cũng có người phát hiện một tấm bia mộ cao tới 100 trượng, trên đó là hai chữ cổ xưa được khắc lên. Sau khi phân tích, thì hai chữ đó đã được giải đáp. Bát thần. Khi hai chữ đó vang lên, các nhân vật từ những gia tộc cổ xưa đều không thể ngồi yên, các võ giả bình thường có thế không biết, nhưng với bọn họ mà nói thì hai chữ bát thần đó chất chứa rất nhiều thứ. Vô địch, nghịch thiên, cổ xưa, thần bí. Quan trọng nhất chính là, trên người bát thần còn một tính chất đặc biệt mà chắc chắn 100% cực kỳ hấp dẫn những người cao tuổi này. Trường sinh. Trường sinh, từ xưa đến nay vẫn là mục tiêu mà mọi người theo đuổi. Rất nhiều võ giả tu luyện cũng chỉ vì mục đích này, cũng chỉ muốn kéo dài tuổi thọ, tới một cấp bậc nhất định thì bọn họ bắt đầu theo đuổi thứ gọi là trường sinh. Vì thế, vô số cao thủ từ thời xa xưa xem hai chữ bát thần như một cấm kỵ, cực kỳ để tâm. Chỉ cần là tin tức liên quan đến bát thần đều sẽ rước tới rất nhiều cao thủ. 30 vạn năm trước đã từng vang vọng thiên địa, tạo thành cái tên mà vô số người khiếp sợ, từng đối nghịch với trời, thành địch của đất. Theo đuổi con đường trường sinh vô địch, sách cổ có ghi lại, ông ta từng bổ ra đại đạo thiên địa, xuyên thủng vũ trụ hồng hoang, chính thức nắm giữ chân lý thời gian, bước lên con đường trường sinh, từ đó về sau không còn xuất hiện nữa. Mà nay, lại đột nhiên xuất hiện huyệt mộ bát thân, sao lại không khiến con người ta khiếp sợ được cơ chứ? Kẻ trường sinh thì sao lại có huyệt mộ? Hay có thể nói là huyệt mộ này được chuẩn bị từ sớm, nhưng lại không dùng tới nên bỏ trống. Tất cả đều có thể xảy ra được, dù sao thì một số cao thủ cũng thường xây dựng huyệt mộ trước, nhưng bên trong chưa chắc đã chôn người, mà là một số truyền thừa, chờ đợi người hữu duyên tiến vào kế thừa y bát. Dù là tứ đại thần quốc hay là các thế lực viễn cổ, hay các thế lực siêu mạnh từ cổ xưa, hoặc là một số thế hệ trước đang cố kéo dài hơi tàn, thì đều đặt sự chú ý cực lớn đến bát thần. Tin tức về huyệt mộ bát thần vừa tung ra. Mấy ngày gần đây, phía Đông Châu đã xuất hiện rất nhiều cao thủ. Có thể nói, chuyện này, các võ giả dưới cấp thiên còn chẳng có tư cách để tham gia vào, mà cấp thiên, cấp đạo ở bên ngoài có thể được xem là mạnh, nhưng ở đây cũng chỉ là một phông nền mà thôi. Đành vậy, các thế lực hạng nhất, thế lực viễn cổ, thế lực lánh đời cực lớn của đại thiên thế giới đều ra mặt, người đến đây đều là cao thủ trên. Có thể nói, sự kiện lần này chính xác là sự kiện rầm rộ với quy mô lớn nhất. Mấy vạn năm cũng khó gặp, cái loại cặn bã còn hơn con kiến như anh thì cả đời cũng không thể thấy được sự rầm rộ này đâu, ha ha. Dọc đường đi, Mộc Nhiên lại khoác lác nói cho Trần Đức biết về mộ bát thần, mà theo hắn, thì một người thường như Trần Đức cả đời cũng không thể tiếp xúc được những sự kiện như thế, giống như một con ếch ngồi dưới đáy giếng mãi mãi không biết trời cao đất rộng. Kể cho anh nghe chuyện này là để khoe khoang, cũng là để mỉa mai Trần Đức, anh hả, đừng suy nghĩ quá nhiều. Loại bỏ đi như anh ấy hả, hạ đẳng hơn cả chữ hạ đẳng, dù biết được chuyện này cũng chỉ có thể nghe như một câu chuyện vậy thôi, ha ha. Đối với sự mỉa mai của Mộc Nhiên, Trần Đức từ chối cho ý kiến nên chẳng thèm nói gì. Ngoài chuyện về mộ bát thần, Trần Đức có biết được một chuyện khiến anh khá bất ngờ. Cô gái ốm yếu kia lại là thánh nữ của một trong những thế lực viễn cổ, thánh địa Thái Thương. Thương Lam Tịch, lúc này đây. Hiên Viên Tấn nhận lệnh hộ tống Thương Lam Tịch đến mộ bát thần, tìm kiếm một người cũng bị huyệt mộ bát thần hấp dẫn tới, ít khi xuất thế, tên là Thánh Y Vương Tiên Chi. Nghe nói trên đời này, chẳng có bệnh nào mà Vương Tiên Chi không chữa được. Đồng thời, mười vạn năm trước, ông ta cũng dùng bản lãnh y thuật của mình để lại thanh danh hiển hách ở đại thiên thế giới, mà cả thần đế Vĩnh Hằng cũng từng tìm tới ông ta để chữa trị. Người trong thiên hạ đều tưởng rằng ông ta đã chết rồi. Nào ngờ khi mộ bát thần xuất hiện, lại có người phát hiện tung tích ông ta. Thế nên, Thánh địa Thái Thương muốn cầu xin ông ta chữa trị cho Thương Lam Tịch. Nhưng bệnh của Thương Lam Tịch thuộc loại cơ mật, không tiện gióng trống khua chiêng hấp dẫn ánh mắt người đời, nên mới tìm một thanh niên trẻ tuổi không mạnh, không yếu như Hiên Viên Tấn Đế hộ tống. Dù sao thì đối mặt với mộ bát thần, tìm một người quá mạnh hộ tống sẽ rất dễ gặp phiền toái. Mà Hiên Viên Tấn hộ tống thì những cao thủ thật sự sẽ không chú ý đến họ. Và lại, tộc Hiên Viên cùng với Thánh địa Thái Thương cũng đã đưa cho bọn họ chí bảo để thoát thân cùng với bùa triệu hồi cao thủ. Biết được thân phận Thương Lam Tịch, Trần Đức cảm thấy hết sức kinh ngạc,
nhớ lúc trước khi ở trên đảo Định Thiên anh đã từng hứa với Tào Nam Thiên, chờ có được kích Định Thiên rồi sẽ cùng ông ta đến Thánh Địa Thái Thương để chữa cho thánh nữ của Thánh Địa, nào ngờ sau đó xảy ra quá nhiều chuyện nên vẫn chưa đi được, thế mà hôm nay lại vô tình gặp được nhau. Trần Đức quan sát Thương Lam Tịch, biết rõ bệnh tình của cô ta, với người khác mà nói thì là không còn đường nào cứu chữa. Thì đành vậy. Tình trạng cơ thể của Thương Lam Tịch là sát khí và khí chí dương chí cương hỗn loạn, như hai con đã thú ở trong cơ thể cắn xé nhau quanh năm suốt tháng. Hơn nữa, mấy năm nay vì duy trì sinh mệnh, cô ta đã sử dụng rất nhiều đan dược, dược liệu. Khiến cơ thể trở nên vô cùng suy sụp, không thể chịu bất kỳ tổn thương nào. Muốn cứu cô ta, cần có đủ hai điều kiện. Thứ nhất, có thể cân bằng được hai luồng khí trong cơ thể cô ta. Chỉ điều này thôi đã vô cùng khó khăn rồi, như hai kẻ có thù giết cha từ nhỏ, muốn họ trở thành bạn bè với nhau còn khó hơn lên trời. Dù là cao thủ cấp thần cũng chưa chắc đã làm được. Thứ hai, tứ chi bách hải, tế bào thần kinh, lục phú ngũ tạng cũng như thần hồn của Thương Lam Tịch đã chịu sự tổn thương không cách nào xóa bỏ, muốn chữa khỏi, phải có được lực hồi phục mạnh nhất. Cả đại thiên thế giới này, chỉ có đúng ba người sở hữu lực hồi phục đó. Đoàn Nhạc Sơn, Ưng Thanh Vũ, cùng với Trần Đức, mà hai người kia căn bản không biết về y thuật, không biết luyện đan, cũng đúng vì có được năng lực hồi phục mạnh như thế thì ai lại đi học y thuật làm gì. Vì thế, bệnh của Thương Lam Tịch với người khác mà nói là khó chữa. Với Trần Đức mà nói, rất đơn giản, muốn chữa khỏi bệnh cô ta cũng chỉ dễ dàng như ăn cơm uổng nước. Nếu đã đồng ý với Tào Nam Thiên, thì cứ cứu cô ta một lần vậy. Nghĩ thế, Trần Đức thả chậm bước chân, chờ Thương Lam Tịch và người hầu của cô ta đi tới, Thương Tiểu Nguyệt đi tới. Trần cha cha, anh muốn cái gì? Thương Tiểu Nguyệt ghét bỏ nhìn chằm chằm Trần Đức, đừng có đứng gần chúng tôi như thế, dơ quá. Trần Đức hoàn toàn mặc kệ cô ta, trực tiếp nhìn chằm chằm Thương Lam Tịch, trong cơ thể cô là khí âm dương hỗn loạn, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, dù tìm được thánh y kia thì cũng không thế nào chữa được. Cô may mắn nên không cần phải tìm ông ta. Bệnh của cô tôi có thể chữa được. Trần Đức vừa mới dứt lời. Đột nhiên, Hiên Viên Tấn trước mặt cùng với Mộc Nhiên cũng dừng bước. Thương Thiếu Nguyệt và Thương Lam Tịch nhìn anh. Không khí bỗng chốc im lặng đến lạ, khoảng chừng 7, 8 giây sau thì đột nhiên vang lên những tiếng cười to. Ha ha ha, ha 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 ha, Mộc Nhiên cười cong hết cả người, như thể vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời, cười đến mức không thở nổi. Thương Tiếu Nguyệt cũng thế, nước mắt sắp chảy ra đến nơi, ha ha, thánh nữ có nghe thấy không, ha ha, anh ta. Nói là anh ta có thể cứu được người, phì, không được, để em cười thêm chút nữa đã, đúng là không thể nhịn được mà. Cả Hiên Viên Tấn cũng không nhịn được cười thành tiếng. Chỉ có Thương Lam Tịch không cười. Bởi vì cô ta không thể cười nổi. Là một thánh nữ mà lại bị một người thường chế nhạo. Còn nói vớ vấn gì mà Vương Thánh Y không thể chữa khỏi, nhưng anh thì chữa được. Nếu không phải Hiên Viên Tấn muốn giữ anh lại thì Thương Lam Tịch đã giết người từ lâu, cực kỳ khó chịu. Danh con, ai con mẹ nó cho anh lá gan nói ra những lời như thế vậy? Ý của anh là bản thân anh còn ghê gớm hơn cả Vương Thánh Y ư? Mộc Nhiên không để lại chút khẩu đức nào, không nhìn xuống nước soi lại cái mặt mình xem, cái loại ngu ngốc như anh mà cũng đòi so với Vương Thánh Y á. Trần cha cha, né chúng tôi ra xa một chút được không? Xin anh đấy, đứng gần như vậy tôi cứ thấy không khí xung quanh bị ô nhiễm hết rồi, nôn, Thương Tiểu Nguyệt bày ra vẻ ghét bỏ và buồn nôn, không phải là giả vờ, mà là thực sự cảm thấy buồn nôn, như thế trước mặt cô ta là một đống ô uế do con người thải ra vậy. Không, nói chính xác hơn là cái đống ô uế đó cũng không làm Thương Tiểu Nguyệt buồn nôn như Trần Đức. Cô ta sắp nôn ra đến nơi rồi. Anh bạn à! Làm người thì phải biết bản thân mình là ai, cả Hiên Viên Tấn cũng thở dài, cảm thấy Trần Đức thích làm ra vẻ quá. Cũng may tính tình của hắn khá tốt, nếu là người khác thì chắc đã chụp chết Trần Đức từ lâu rồi, dù thế thì giọng hắn vẫn có chút mỉa mai, cười cợt, nói thật, anh chém gió ghê thế, đây là lần đầu tiên tôi được gặp người như anh đấy, ha ha. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Trần Đức bĩu môi, lười giải thích. Anh biết trong tình huống này thì giải thích cũng vô dụng. Đôi mắt anh nhìn Thương Lam Tịch, mạng sống là của chính mình, thi thoảng, có những lựa chọn khiến ta mất mạng, cũng là lựa chọn cứu lấy bản thân, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc cô có muốn tôi cứu hay là không?
Ha ha. Thương Lam Tịch ngẩng đầu, nở nụ cười, là cười lạnh, anh. Anh là cái thá gì? Trong người anh không có một chút nguyên khí nào, kẻ hạ đẳng bình thường đến mức không thể bình thường hơn, mà da mặt lại dày tới vậy, tôi cũng không biết làm sao anh có thể sống được tới ngày hôm nay. Cái loại bấn tưởi hạ đẳng như anh, dù tôi có chết cũng không cho anh chạm vào. Có thể thấy rất rõ. Thương Lam Tịch có chút tức giận. Một tia sát ý không ngừng xẹt qua không khí. Từ đầu đến cuối cô ta vẫn luôn khinh thường Trần Đức, bấy giờ, cô ta lại càng cho rằng Trần Đức đang đùa bỡn mình, chế nhạo mình, mang bệnh của cô ta ra cười cợt, từ sâu trong tận đáy lòng cô ta thấy vô cùng phản cảm, ghê tóm. Trần Đức liếc mắt nhìn cô ta thật lâu, muốn nói lại thôi. Anh biết, trong tình huống này thì có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Đây là đại thiên thế giới. Tàn khốc đến đòi mạng. Nếu chỉ là một người bình thường thì mạng còn thấp hèn hơn cả cọng cỏ, chẳng có ai ngó ngàng tới. Tình trạng này đã kéo dài ở đại thiên thế giới đâu đó hơn 10 vạn năm. Người thường thì không có cả thứ nhân quyền cơ bản nhất ư, Trần Đức thầm cười khổ, thời gian càng lâu, anh càng cảm thấy cái thế giới mà con người có thể sống tới ngàn năm, vạn năm này còn không bằng địa cầu bình thường, cũng hiếu thấu được hàm nghĩa sâu xa của câu nói người đời đều khổ. Suy nghĩ muốn thay đổi hiện trạng này trong lòng anh ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng, bây giờ đây anh đã mạnh hơn rồi. Mạnh hơn trước rất nhiều. Thương Lam Tịch nói xong bèn dẫn theo Thương Tiểu Nguyệt đi lướt qua. Mấy người họ lại di chuyến. Bấy giờ, cả Hiên Viên Tấn cũng không thèm nhìn tới anh. Trần Đức không trách hắn, thật ra Hiên Viên Tấn làm được như thế đã không tệ, ít nhất là không nói những từ như kiểu hạ đẳng này kia a. Cũng không cười nhạo anh. Cơ hội đã cho rồi, bản thân cô không quý trọng thì chỉ có thể tự trách mình thôi, Trần Đức lười biếng thì thào, lần sau, mong là cô đừng cầu xin tôi. Giọng anh không lớn, rất nhỏ, yếu ớt như tơ nên. Nhưng Trần Đức tin chắc Thương Lam Tịch nghe thấy, không chỉ cô ta mà cả Thương Tiểu Nguyệt, Mộc Nhiên, Hiên Viên Tấn cũng đều nghe thấy. Đó là cơ hội cuối cùng Trần Đức dành cho Thương Lam Tịch. Thế nhưng, bọn họ không có phản ứng gì. Thậm chí là không có ai đáp lại, cả cười cũng lười. Trần Đức bất đắc dĩ lắc đầu, lặng yên không một tiếng động theo sau. Một đường đi tới. Bọn họ vô cùng cẩn thận, toàn bộ hành trình họ đều không bay, vì an toàn, cũng vì tình trạng cơ thể của Thương Lam Tịch, tốc độ di chuyển rất chậm, năm sau giờ sau họ mới tới một tòa thành tên Vọng Nguyệt. Thành Vọng Nguyệt chí cách mộ bát thần đâu đó một tòa thành. Bình thường tòa thành luôn chìm trong sự hoang vắng, không có hơi người. Nhưng mấy ngày nay nó trở nên đông vui như chảy hội, những tòa nhà cao bỗng chốc mọc lên, không ít thế lực ở Đông Châu bắt đầu tranh thủ kiếm tiền, chào đón những cao thủ mạnh nhất đến nơi đây. Mấy người Trần Đức đến gần thành Vọng Nguyệt, thấy có rất nhiều người đang ùa vào trong. Có nhiều người đi ngang bọn họ đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Trần Đức, như nhìn một kẻ dị hợm, có thể thấy họ đều thắc mắc không hiểu sao một người như anh lại xuất hiện bên ngoài thành Vọng Nguyệt, có nhiều người đi ngang qua trực tiếp mỉa mai anh. Không hề nể nang gì. Trần cha, anh có thể đi rồi, bấy giờ, Hiên Viên Tấn dừng lại, đi tới trước mặt Trần Đức, thành Vọng Nguyệt có rất nhiều cao thủ, tốt nhất anh không nên đi vào, nếu không một ánh mắt của người ta thôi đã đủ để giết anh rồi. Sau khi tách khỏi chúng tôi, anh cứ men theo bên cạnh mà đi, đừng vào trong núi sâu, cũng đừng vào thành trì, thế là an toàn nhất hiểu không? Hiên Viên Tấn cẩn thận nói, giọng nói không phải là thương lượng mà là ra lệnh. Hắn có thể dẫn Trần Đức đến tận đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, có thể nói cả đại thiên thế giới này không có mấy an giống hắn, dù sao thì dẫn theo một người bình thường như vậy, theo lý nào đó mà nói chẳng khác gì mang mạng mình ra đùa. Thành Vọng Nguyệt gần ngay trong gang tấc, ở đó có vô số cao thủ, hắn không thể nào dẫn Trần Đức vào, đương nhiên, với bản lĩnh của anh, vừa vào thành, chưa đến nửa phút thì có thể sẽ chết. Dù sao, ở nơi cao thủ nhiều như mây thì cũng có những ác ý. Nguy hiểm vô cùng lớn đôn với người bình thường. Đối với Trần Đức, thành Vọng Nguyệt chẳng khác nào địa ngục. Cho nên, Hiên Viên Tấn cũng không định bàn bạc với Trần Đức, nếu anh đủ thông minh thì sẽ biết mình nên đi hay ở lại. Trần Đức vừa định lên tiếng, Thương Tiểu Nguyệt bên cạnh bỗng nhiên quái dị ngắt lời anh, tiện dân như này nên đi từ sớm, cả đoạn đường tôi buồn nôn lâu lắm rồi. Ha ha, Mộc Nhiên cũng cười lạnh lùng, tuy không nói nhiều, nhưng rất hiển nhiên. Hắn rất ngứa mắt với Trần Đức. Thương Lam Tịch còn chẳng thèm nhìn Trần Đức một cái, tuy trước đó một lời của anh đã nói rõ ràng bệnh tình của cô ta, nhưng điều này rất bình thường,
với tình trạng nghiêm trọng hiện giờ của cô ta, tất cả những người hiếu y thuật đều có thể nhìn ra, Thương Lam Tịch hoàn toàn không có hứng với một tên huênh hoang khoác lác. Trần Đức cũng chỉ có thể mỉm cười. Không giải thích. Trần cha, anh đi đi, nhớ lời tôi vừa nói, với tình hình của anh, tốt nhất đừng chạm mặt với người khác, Hiên Viên Tấn nhắc nhở lần nữa. Trần Đức gật đầu, cảm ơn, cáo biệt tại đây. Vừa dứt lời, Trần Đức quay người bỏ đi, đi đến một góc không ai chú ý đến rồi mới dừng lại. Đưa mắt tiễn mấy người Hiên Viên Tấn vào thành Vọng Nguyệt, rồi anh mới đi ra, đi từng bước vào thành Vọng Nguyệt, lần này, anh cố ý tỏa ra thần hồn khí tức cường mạnh để tránh một số rắc rối không cần thiết. Quả nhiên, sau khi cảm nhận được thần hồn của anh, những người xung quanh ít nhiều cũng tránh xa anh, không dám buông lỏng phòng bị. Đây chính là thế giới đại thiên, không phải người quen, thì luôn luôn phải đề phòng lẫn nhau. Đặc biệt là nơi hoang dã như Đông Bộ, vốn không có người đặt ra quy định cho nơi này. Vừa đi vào thành Vọng Nguyệt, Trần Đức đã nhìn thấy dưới mặt đất có không ít máu tươi, hiển nhiên, không lâu trước đó nơi này vừa có trận đại chiến, hơn nữa cực kỳ khốc liệt, một người trong đó bị nghiền thành thịt vụn, tỏa ra mùi máu tanh và hôi thối. Thậm chí ngay lúc này, trong cảm nhận của Trần Đức có 3 đến 5 chỗ cũng đang diễn ra trận huyết chiến. Những người này rất mạnh, cơ bản đều trên cấp thiên, cấp đạo. Trên đường, Trần Đức phát hiện thực sự giống như Hiên Viên Tấn nói, những người có thể đến nơi này đều là cường giả trên cấp thiên, khắp cả thành rất yên tĩnh, không hề huyên náo ồn ào như một thành phố cần có. Mỗi một người đi đường, nói chuyện, ăn cơm, uống rượu, đều cẩn thận e dè, đề phòng mọi lúc. Chẳng còn cách nào, không thế không phòng. Thế giới đại thiên, chuyện giết người cướp của còn ít sao? Mỗi một ngày ít nhất đều có hơn chục ngàn, mấy trăm ngàn, mấy triệu thậm chí chục triệu những chuyện như này, chỉ hơi. Không chú ý là mất cả mạng lẫn của, đi trên đường, Trần Đức hơi khát, muốn uống rượu. Nhưng có một vấn đề chí mạng bày ngay trước mắt. Anh không có tiền. Nói chính xác là không có nguyên thạch. Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán, nhìn quán rượu cao lớn, anh cũng không có cách vào được. Vì vậy, điểm đến đầu tiên của anh, không phải là quán rượu, mà là một phường cược thạch. Bất kỳ thành trì nào cũng có nơi đánh cược như vậy, thành Vọng Nguyệt cũng không ngoại lệ. Đi vào cửa hàng cược thạch dạo một vòng, sau khi chắc chắn không có chí bảo nào đáng để lộ ra thực lực thực sự, anh chọn một viên đá với vẻ bình tĩnh thản nhiên, cắt trước trả tiền sau, kiếm được 10 cân nguyên thạch thượng phẩm, sau đó lại qua mấy lượt, 10 cân nguyên thạch thượng phẩm nhanh chóng biến thành 500 cân nguyên thạch thượng phẩm. Sau khi bỏ ra 50 cân nguyên thạch thượng phẩm mua được một túi càn khôn để đựng, rồi ung dung rời đi. Sau đó, không có gì đáng nói, trực tiếp đến quán rượu nhìn thấy lúc trước, tìm một vị trí khá yên tĩnh gần cửa sổ ngồi xuống, gọi mấy vỏ rượu, mấy món ăn. Rượu vừa được đưa lên, Trần Đức trực tiếp ôm vỏ rượu lên, bắt đầu uống. Lần trước uống rượu là 4-5 tháng trước, cách mấy tháng, anh đã muốn uống từ lâu, rượu mạnh chảy ra cổ họng. Cồn rượu chậm rãi sộc lên đầu, lỗ chân lông toàn thân anh cũng giãn ra, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, dây thần kinh giống như vùng đất được thấm nhuần mưa xuân, phát ra tiếng vù vù vui sướng. Trần Đức trực tiếp uống cạn một vò trong một hơi, sau khi thỏa cơn thèm mới bắt đầu uống từ từ, ăn thong thả. Đồng thời, thần hồn phát ra, lặng lẽ lan ra khắp xung quanh. Quán rượu là nơi phức tạp nhất, nơi như này cũng là nơi có nhiều thông tin nhất. Trần Đức đến đây vừa là để uống rượu, mặt khác là muốn nghe ngóng thăm dò một số thông tin có ích liên quan đến mộ của bát thần. Đương nhiên, Trần Đức cũng có thể tiến vào không gian đại thiên, chỉ có điều, những thông tin lưu truyền trong không gian đại thiên đều là những chuyện mọi người đều biết, muốn tìm được một vài tin quan trọng trong đó thì rất khó. Liệu người đàng hoàng có công bố bí mật thực sự ra bên ngoài không? Càng huống hồ, chuyện lần này còn liên quan đến bát thần. Bát thần. Bọn họ quá nhạy cảm với hai chữ này. Phải biết rằng, lúc này tấm da người bát thần đó đang yên tĩnh nằm trong thần hồn của anh. Còn kích định thiên của anh, hình như, cũng là vũ khí của bát thần. Cho dù đã qua nhiều năm, anh vẫn nhớ lúc ban đầu có được kích định thiên, thần linh trong kích định thiên từng gọi anh là bát thần. Ít nhất Trần Đức có hồn lực của cường giả cấp tôn, tầng một quán rượu này, phần lớn đều là mốt số võ giả cấp thiên, cấp đạo, anh phát thần hồn ra. Không có ai có thể phát hiện được, Trần Đức cũng từ từ tiếp nhận những lời bàn tán. Rất nhiều thông tin hỗn loạn, được phân tích trong đầu Trần Đức, cuộc trò chuyện của một bàn trong đó đã thu hút sự chú ý của anh.
Người già trong tộc tôi nói, 30 vạn năm trước, bát thần đã chạm đến bí ấn liên quan đến trường sinh, khoảng thời gian này không ngừng có cường giả lại gần mộ huyệt, nghe nói, trong mộ huyệt, ẩn chứa một vùng trời khác. Tôi cũng nghe người già trong tộc nói, quan trọng là hình như bên trong có một loại khí khác. Một loại khí khác? Đúng thế, nói thế này đi, chắc anh biết một số thế giới rác rưởi chứ. Bọn họ tu luyện linh khí, người tu luyện khí rác rưởi đó muốn biến thành cường giả thì rất khó, còn thế giới đại thiên chúng ta là nguyên khí, ngoài nguyên khí, thực ra giữa trời đất còn có rất nhiều loại khí, nhưng nguyên khí là tốt nhất, có ích nhất với người tu luyện, trong vùng trời đó của mộ bát thần, hình như có khí, mới, hơn nữa loại, khí, này rất có khả năng vượt qua nguyên khí, bọn họ cảm nhận được năng lượng rất mạnh đang giao. Động. Vậy. Chẳng phải nói có khả năng sẽ xuất hiện con đường tu luyện mới ư? Rất có thể, có lẽ khí mới còn sẽ khiến người ta tăng tuổi thọ, thậm chí cũng có thể trường sinh. Mấy người nói rất nhỏ, thậm chí còn thi triển kết giới để tránh người khác nghe lén, nhưng Trần Đức vẫn nghe được, trong lòng anh rất chấn hãi, nếu thực sự có loại khí đó, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đúng lúc này, trong cảm nhận của Trần Đức xuất hiện mấy bóng hình quen thuộc. Không phải ai khác, chính là bốn người Hiên Viên Tấn. Với thân phận tộc Hiên Viên của Hiên Viên Tấn, đương nhiên Hiên Viên Tấn ngồi trên tầng 2, hơn nữa còn là phòng bao khá sang trọng. Lúc này trong phòng bao, ngoài bốn người, còn có một người khác, đó là một người đàn ông, rất mạnh, chặn ở cửa, vẻ mặt chế nhạo nhìn chằm chằm Hiên Viên Tấn. Đừng tưởng là tộc Hiên Viên thì rất lợi hại, nơi này là Đông Bộ Châu, địa bàn của Thánh Địa Tử Vi, ở đây. Là rồng thì anh cũng phải cuộn lại cho tôi, là hổ thì cũng phải nằm xuống cho tôi, huống hồ anh chỉ là cảnh giới nhân đạo nhỏ bé, nếu không muốn chết, tốt nhất là đáp ứng yêu cầu của tôi, nếu không, phải chết. Trình An huynh đệ, đừng nóng giận, Mộc Nhiên tươi cười, đi lên trước, khom lưng khuỵu gối, anh yên tâm, Tấn ca, anh ta hiểu rồi, chỉ là muốn qua chọn bài múa sao, anh nói với cậu Chu, chúng tôi chuẩn bị, lập tức đi ngay. Bốp. Mộc Nhiên còn chưa nói hết, Trình An đã lật tay tát hắn một cái. Trên mặt Mộc Nhiên lập tức xuất hiện một dấu bàn tay, cả người cũng bị đánh bay lên, quay đủ ba vòng trên không trung mới rơi xuống đất, oa một tiếng, hai chiếc răng cửa từ trong miệng văng ra, hắn chấn kinh, sợ hãi. Ăn nói chú ý một chút, mày mà cũng xứng gọi huynh xưng đệ với tao, Trình An cúi nhìn Mộc Nhiên, có thể thấy rõ ràng, trên tay hắn, lúc này phủ một lớp giáp kim loại. Bộ giáp. Kim loại, là dấu hiệu của Thánh Địa Tử Vi. Rắc rắc. Vừa dứt lời, Trình An giẫm gãy cánh tay của Mộc Nhiên, cánh tay này, coi như sự trừng phạt vì mày nói sai, có ý kiến không? Không, không có, lúc này, Mộc Nhiên đã hoàn toàn sợ hãi, vốn dĩ, hắn cho rằng với thực lực cấp thiên của hắn, bất luận thế nào, cũng có thể đọ sức với Trình An, phải biết rằng, Trình An cũng là cảnh giới cấp thiên, chẳng phải sao? Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, hai người cách nhau quá xa. Cùng là Lăng Thiên lục trọng, Trình An có bộ giáp kim loại, đủ để giết hắn, cũng là vừa nãy Trình An đã nương tay, nếu không, bây giờ hắn đã là một xác chết 100% rồi. Sắc mặt Mộc Nhiên trắng bệch, hoàn toàn sợ vỡ gan, toàn thân không ngừng run rẩy, thậm chí Thương Tiểu Nguyệt ở một bên lùi lại hai bước theo bản năng. Vậy là đúng rồi, Trình An thản nhiên nhìn sang Thương Lam Tịch, thời gian của cậu chủ nhà tôi rất quý giá, ghét nhất là chờ đợi. Cậu ấy chỉ cho tôi 15 phút, trong 15 phút, các người không đến, cậu ấy sẽ đích thân mời các người, đến lúc đó, kết cục, tôi nghĩ, chắc các người biết rất rõ, ba chữ Chu Nhan Lạc, cũng rất nổi tiếng đấy, chẳng phải sao. Vừa nói ra ba chữ Chu Nhan Lạc, lập tức, bên ngoài phòng bao, người trong đại sảnh đều bị thu hất. Chu Nhan Lạc, nhân vật hết sức quan trọng của Thánh Địa Tử Vi, người này ỷ vào đặc thù thân hận, lại thêm thực lực cường mạnh, làm việc hống hách ngạo mạn. Không hề kiêng sợ, được tặng biệt hiệu, Chu Diêm Vương, đừng nói tộc Hiên Viên, dù là nhà họ Trần từng thịnh vượng một thời, hắn gặp cũng không nếm mặt. Diêm Vương muốn anh chết canh ba, thì ai dám giữ anh đến canh năm? Trong địa phận Thánh Địa Tử Vi ở Đông Bộ Châu, bất luận mạnh đến thế nào, lợi hại thế nào, chỉ cần là người bị Chu Diêm Vương bắt phải chết, cho đến nay, chưa có ai sống được. Rất nổi tiếng, hiển nhiên, Hiên Viên Tấn cũng từng nghe đến cái tên này. Hắn gật đầu. Cùng lúc đó, lại tiến lên trước một bước. Chặn hai người Thương Lam Tịch, Thương Tiểu Nguyệt phía sau, nhưng hai người họ là người mà tôi muốn bảo vệ. Ầm ầm ầm.
Dường như không phí lời, Hiên Viên Tấn vừa nói xong, đồng thời một thanh kiếm cũng nhanh chóng xuất hiện trong tay, đối diện với nhân vật cấp thiên như Trình An, hắn cũng không hề thờ ơ chậm trễ, vì thánh địa Tử Vi đứng thứ nhất trong ba thánh địa viễn cổ, tổng thể thực lực đều đứng trên ba thánh địa, so với thánh địa Tử Vi, tộc Hiên Viên còn kém rất xa, hắn không dám sơ suất. Không xuất chiêu thì thôi, vừa xuất chiêu, Hiên Viên Tấn trực tiếp sử dụng chiêu thức mạnh nhất, thi triển kiếm phát đến cực hạn. Trong tích tắc, không khí cũng bị đường kiếm chém ra một đường thẳng, kiếm quang trêu đùa, tiếng kim loại ầm ầm vang lên, xé rách màng nhĩ của tất cả mọi người, một số thanh kiếm trên những người có kiếm, lúc này đều bắt đầu kêu lên vù vù, trong nửa hơi thở, thanh kiếm đó không ngừng chuẩn bị dồn tất cả năng lượng hội tụ vào một điểm. Xoạt, kiếm quang lóe lên, liền sau đó, rơi về hướng Trình An. Tinh, tiếng kim loại vang lên một hồi, Trình An lùi lại, cả người loạng choạng. Trực tiếp lùi ra 7-8 mét. Nhưng cũng chỉ là lùi lại 7-8 mét. Trình An dừng lại, ngoại trừ sắc mặt hơi trắng bệch, thì không có việc gì. Đúng chỗ trái tim của Trình An, vào lúc này, một lớp giáp kim loại bao bọc hắn, giáp kim loại đó bị đường kiếm của Hiên Viên Tấn đâm thủng một lỗ, nhưng lại không đâm xuyên được qua. Đường kiếm mạnh nhất của Hiên Viên Tấn còn không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Lúc này... Trong lòng Hiên Viên Tấn chấn hãi không thể chấn hãi hơn, đây là lần đầu tiên hắn so chiêu với người của Tử Vi Tinh, nếu không phải đích thân trải nghiệm, có đánh chết thì hắn cũng không tin một người cảnh giới nhân đạo nhị trọng thiên như mình lại không đánh thương được một võ giả lăng thiên lục trọng thiên. Phải biết rằng, giữa cấp đạo và cấp thiên có khoảng cách chênh lệch vô cùng lớn, bình thường, một tu sĩ cấp đạo có thể giết bất kỳ cảnh giới nào trong cấp thiên. Bây giờ, cánh tay cầm kiếm của Hiên Viên Tấn hơi run lên. Trên trán hắn xuất hiện một lớp mồ hôi có thể thấy rõ ràng, trái tim đập thình thịch, giống như sắp nhảy ra khỏi cơ thể bất cứ lúc nào. Đáng chết! N. Trình An nhìn bộ giáp bị phá hỏng nơi lồng ngực, khuôn mặt bỗng co giật, phải biết rằng, bộ giáp này vô cùng đắt, tích lũy trăm năm của hắn cũng chỉ mua được một chiếc này, bây giờ lại bị người khác đâm một kiếm hủy mất. Hắn lập tức nổi lên sát tâm. Cả người vụt đến ép gần Hiên Viên Tấn. Thò ra một tay tóm về phía cổ của Hiên Viên Tấn. Nhưng cùng lúc đó, tay của hắn lại bị người khác tóm lại. Bạn nhỏ, con người phải có lòng khoan dung, làm người phải khiêm tốn một chút, không biết một ông lão mặc áo xám xuất hiện trước người Hiên Viên Tấn từ lúc nào, vẻ mặt ông ta rất nhẹ nhàng, nói xong, liền búng ngón tay. Bành bành bành, cả người Trình An lăn đi, đập lung tung vào bàn ghế được làm từ đá kim cương, toàn thân chảy máu, bò lên cũng không bò được. Trưởng lão, Hiên Viên Tấn cúi đầu, xin lỗi, làm ông mất mặt rồi. Nhìn thấy ông lão đó, Trần Đức cũng ngẩn người, là người quen. Trưởng lão tộc Hiên Viên Vân Hải. 11 năm trôi qua, hiện giờ Hiên Viên Vân Hải đã mạnh hơn ngày xưa, nhớ năm đó, Trần Đức đến gặp tộc Hiên Viên và Hiên Viên Anh Hùng, người tiếp đón anh chính là Hiên Viên Vân Hải. Trong cả tộc Hiên Viên, ngoài Hiên Viên Anh Hùng, anh và Hiên Viên Vân Hải cũng coi là thân quen nhất. Nhìn thấy Hiên Viên Vân Hải, từng chuyện ngày xưa hiện lên trong lòng, cuộc chiến thành Hiên Viên Vân Hải và mấy cường giả cấp tôn tộc Hiên Viên cũng đã cố hết khả năng, bảo vệ anh an toàn. Có thể nói, hôm đó, cả tộc Hiên Viên, ngoại trừ tộc trưởng một tộc ở lại trấn thủ trong tộc ra, thì toàn bộ cường giả hàng đầu trong tộc đều tập trung đến thành Hiên Viên giúp anh một tay. Công ơn của tộc Hiên Viên, Trần Đức cả đời không quên. Chuyện cũ như khói sương, đã hơn 11 năm trôi qua. Giờ nhớ lại, từng cảnh lại như mới xảy ra ngày hôm qua. Nơi này không tiện ở lại lâu, chúng ta đợi eo thôi. Trên tầng 2 quán rượu, sắc mặt Hiên Viên Vân Hải nghiêm trọng, nơi này là địa bàn của Thánh Địa Tử Vi, nếu chọc vào người của họ ở đây, thì không phải là chuyện tốt. Những cái khác thì không nói, nhưng Chu Nhan Lạc đó, cũng vô cùng không dễ chơi, kể cả Hiên Viên Vân Hải cũng không muốn gây xung đột với hắn. Nói xong, ông ta lập tức bày truyền tống trận. Đưa mấy người rời đi. Nhưng ông ta lại kinh hãi phát hiện, sau khi tiến vào truyền tống trận, thì dường như cùng lúc, truyền tống trận lại sập đổ, tan rã. Hiên Viên Vân Hải cau chặt mày, trong lòng biết sự việc không? Ốn. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt cũng vang lên bên tai mọi người. Thế nào, đánh thương người của Chu Nhan Lạc tôi, thì muốn rời khỏi như vậy à? Phía trước, cửa phòng bao không biết đã mở ra từ lúc nào. Có ba người đi vào. Hai nữ một nam. Hai cô gái diêm dúa lẳng lơ, gợi cảm động lòng người,
là hai chị em song sinh, ăn mặc hở hang mát mẻ, dưới chiếc váy xẻ tà, đôi chân ngọc sáng bóng lấp lánh, bộ ngực vừa cao vừa sâu, thu hút ánh mắt người khác. Hai cô gái đi theo phía sau người đàn ông, hiển nhiên, có lẽ bọn họ là nô bộc của hắn. Khuôn mặt người đàn ông trắng ngần, mang theo vẻ nhẹ nhàng, cao khoảng 1m80, khóe miệng cong lên ý chế nhạo. Cậu chủ! Dưới đất, Trình An bị thương nặng nhìn thấy hắn liền vui mừng, cố nhịn cơn đau bò lên đứng phía sau người đàn ông, cậu chủ, bọn họ. Cậu chủ mà Trình An gọi, đương nhiên là Chu Nhan Lạc. Tôi biết hết rồi, Chu Nhan Lạc xua tay, ra ý bảo hắn không cần nói nhiều, quay sang nhìn Hiên Viên Vân Hải, trưởng lão tộc Hiên Viên, đúng là uy phong, ha ha. Đánh thương người của tôi, lại muốn bỏ đi như vậy. Chu Nhan Lạc, cậu muốn thế nào? Hiên Viên Vân Hải thản nhiên nói, đôi mắt già nua khóa chặt Chu Nhan Lạc. Ông ta là trưởng lão của tộc Hiên Viên, cường giả cấp tôn. Còn Chu Nhan Lạc thì sao? Chỉ là cấp quân thôi. Cảnh giới như vậy, nói một cách không khoa trương, Hiên Viên Vân Hải có thể dễ dàng bóp chết hắn bằng một tay. Sở dĩ ông ta muốn bỏ đi ngay lập tức, hoàn toàn là vì không muốn phát sinh nhiều chuyện, bọn họ bảo vệ Thương Lam Tịch. Chỉ là trả ân tình 11 năm trước Thánh Địa Thái Thương đã chi viện cho thành Hiên Viên, không muốn gây chuyện. Nhưng, không muốn không có nghĩa là sợ. Trưởng lão Hiên Viên, tôi chẳng muốn sao cả, Chu Nhan Lạc chuyển ánh mắt nhìn sang Thương Lam Tịch, chỉ cần cô gái này, chỉ vậy thôi. Trong lúc nhìn sang Thương Lam Tịch, Chu Nhan Lạc cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Chẳng còn cách nào, Thương Lam Tịch thực sự rất đẹp. Cho dù khuôn mặt cô ta tái nhợt vì bệnh, nhưng vẫn đẹp thuần khiết, thân hình, dung mạo, khí chất, nhìn khắp thế giới đại thiên đều là hàng đầu, không nói được 10 điểm, ít nhất có thể chấm 9.6, 9.7 điểm đấy. Từ lúc cô ta vào cửa, Chu Nhan Lạc đã nhìn chằm chằm cô ta. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống hồ, Chu Nhan Lạc không có nhiều sở thích, chỉ có háo sắc. Chu Nhan Lạc cứ nhìn chằm chằm như vậy, Thương Lam Tịch cau mày, rất không thoải mái, phản cảm. Lập tức nổi lên niềm kiêu ngạo của thánh nữ, Chu Nhan Lạc, anh là cái thá gì, nếu biết điều thì mau cút đi, nếu không, anh sẽ không gánh được hậu quả đâu. Ồ, Chu Nhan Lạc cau mày, tôi không gánh được, tôi lại muốn xem, tôi cướp một cô gái đi, tộc Hiên Viên có dám đối đầu, ra tay với Chu Nhan Lạc tôi ở Đông Bộ Châu không? Vừa dứt lời, soạt, bên cạnh Chu Nhan Lạc, trong hư không đột nhiên có một cánh tay thò ra. Nói chính xác là một bạch cốt chảo. Không hề báo trước, trong phút chốc, tóm lấy vai của Thương Lam Tịch. Câu dám. Hiên Viên Vân Hải phản ứng rất nhanh, dường như cùng một giây, cũng ra tay, đập một chưởng về hướng bạch cốt chảo thò ra. Ầm. Không gian nổ ầm ầm, cả quán rượu cũng rung lên. Các tu sĩ ở tầng 2 vội vàng bỏ chạy, cường giả cấp tôn ra tay, bọn họ không dám sơ suất, chỉ sợ bị liên lụy. Vị trí Hiên Viên Vân Hải ra tay, không gian nứt ra, một bóng hình cũng vô cùng già nua xuất hiện, người này gầy gò vô cùng, cánh tay phải không hề có thịt, chỉ còn lại một khung xương, đầu chỉ có nửa phần dưới là lành lặn, nửa phần trên cũng là xương trắng, ánh mắt là máy kim loại nào đó. Kha kha! Sau khi ông ta đập chưởng với Hiên Viên Vân Hải, cười quái dị một tiếng, rồi lùi lại 7-8 bước. Hiên Viên Vân Hải lùi lại 3 bước. So sánh ra, Hiên Viên Vân Hải mạnh hơn một chút. Thương Lam Tịch được giữ lại. Tôn giả bạch cốt, từ thiên mặc, Hiên Viên Vân Hải nhìn chằm chằm ông già đó, u ám bất định. Kha kha, không ngờ, trưởng lão tộc Hiên Viên lại nhận ra lão phu, tôn giả bạch cốt cười quái dị, tuy rơi vào thế yếu, nhưng ông ta không hề sợ hãi, nếu đã nhận ra lão phu thì phiền ông cút ra, đừng cản đường, giao cô ta ra, nếu không, hôm nay các người đừng hòng rời khỏi đây. Tiếng kim loại vang lên, lại thấy trên người tôn giả bạch cốt bắt đầu phủ liên tiếp lớp kim loại màu lục bích. Trong phút chốc, kim loại kết thành bộ giáp, toàn bộ bao phủ tôn giả bạch cốt. Cùng lúc đó, khí tức của tôn giả bạch cốt cũng tăng lên mấy cấp, đè chặt khí tức của Hiên Viên Vân Hải. Sắc mặt của Hiên Viên Vân Hải trở nên rất khó coi, đương nhiên ông ta biết tôn giả bạch cốt. Tính tuổi tác, cũng phải 7-8 vạn tuổi rồi, hơn 3 vạn năm trước tăng cấp lên cường giả cấp tôn. Chiến đấu cả đoạn đường, vô cùng nhiều cao thủ chết trong tay ông ta, lúc đó vô cùng nhiều thế lực đưa ra lời đề nghị hòa bình với ông ta, cũng đưa ra nhiều lời hứa về quyền thế, tiền bạc, nhưng ông ta đều từ chối. Khoảng hơn 1 vạn năm trước, ông ta đột nhiên rất im ắng,
rất ít xuất hiện trong tầm mắt mọi người. 2-3 ngàn năm gần đây, dường như không nghe thấy chuyện liên quan đến ông ta. Hiên Viên Vân Hải không ngờ, người này lại sẽ xuất hiện bên cạnh Chu Nhan Lạc, xem ra, còn trở thành chó săn trung thành. Nói thật, luận thực lực, Hiên Viên Vân Hải không sợ ông ta, vấn đề là trước nay tôn giả Bạch Cốt được gọi là liều lĩnh, khi chiến đấu sinh tử, thường xuyên dùng những thủ đoạn làm kẻ địch bị thương 1.000 thì mình tổn hại 800, không hề sợ chết, lại thêm bộ giáp đó. Không cần nói, nếu phải đánh thật, Hiên Viên Vân Hải chắc chắn không phải là đối thủ của ông ta. Cho ông 10 cái hít thở, không cút sẽ chết, ngay lúc Hiên Viên Vân Hải trầm tư, giọng nói lạnh nhạt của Chu Nhan Lạc vang lên. Chu Nhan Lạc lúc này đã ngồi xuống, giống như đang ngồi xem kịch, hắn khoanh chân ngồi trên ghế, cặp người hầu sinh đôi xoa vai bóp chân cho hắn, dáng kẻ nhàn nhã rửng rưng giống như chỉ cần là thứ hắn muốn thì sẽ rơi vào túi hắn. Hắn có sức mạnh này, bởi vì nơi này là địa bàn của Thánh Địa Tử Vi. Tử lâu này lại là địa bàn của Thánh Địa Tử Vi. Nói theo đạo lý, chỉ cần hắn muốn, lập tức còn có thể có 2-3 cường giả cấp tôn xuất hiện ở nơi này. Tộc Hiên Viên dù mạnh, dù ngạo mạn, lại có nước vạn thánh bảo vệ thì sao chứ? Phép vua thua lệ làng. 10, 9, 8. Cùng giây đó, Chu Nhan Lạc bắt đầu đếm ngược, thần thái ung dung, ngạo mạn lạnh lùng, khóe miệng mang theo nụ cười châm chọc. Một võ giả cấp quân như hắn ép trưởng lão tộc Hiên Viên, một chí cường giả cấp tôn đến im lặng, không nói lời nào, bản thân cũng rất thoải mái, không phải sao? Huống chi, hiện giờ trong tử lâu còn có mấy trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Cảm giác đó, chật chật. Theo đếm ngược của Chu Nhan Lạc, Thương Lam Tịch phút chốc trở nên lo lắng. Cô ta có thể cảm nhận rõ ràng tôn giả Bạch Cốt mạnh thế nào. Trưởng lão Hiên Viên, Thương Lam Tịch khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Các người đi đi, chuyện của tôi để tôi tự gánh. Thân là thánh nữ, Thương Lam Tịch có kiêu ngạo của mình. Cô ta vốn là một người sắp chết, còn gì phải sợ. Có thể tự giải quyết chuyện của mình, cô cũng không muốn dính líu đến người khác. Hơn nữa, Thánh Địa Thái Thương không bảo vệ cô, mà để người của tộc Hiên Viên đến, từ một loại ý nghĩa nào mà nói, chính là buông tha cô ta rồi, không còn ôm theo hy vọng trên người cô ta nữa, không phải sao? Thực tế lòng cô đã như cho tàn. Tộc Hiên Viên tôi trước giờ luôn trọng lời hứa. Hiên Viên Vân Hải thản nhiên nói. Chu Nhan Lạc, cậu muốn ra tay phải không? Được, nhưng cậu phải suy nghĩ cho kỹ, một khi ra tay chính là chết, nơi này đúng là địa bàn của các người, nhưng Hiên Viên Vân Hải tôi có chết cũng có thể dần mấy người theo, ngoài ra. Nếu tôi chết ở đây, giữa Hiên Viên và Tử Vi ắt sẽ có chiến tranh, không biết tộc Hiên Viên, cộng thêm phẫn nộ của nước Vạn Thánh. Thánh Địa Tử Vi có thể chịu nổi không? Nói xong, Hiên Viên Vân Hải tiến lên một bước. Nguyên khí trong cơ thể bộc phát ra như bão, râu tóc tung bay cuồng loạn. Lập tức, toàn bộ tử lâu tràn ngập từng tầng sát ý. Trên tầng 2, rất nhiều cường giả cũng bị động tĩnh này hấp dẫn, sau khi nhìn thấy tôn giả Bạch Cốt và Hiên Viên Vân Hải, tất cả đều kinh hãi. Phải chết, dẫn mấy người theo, tôn giả Bạch Cốt cười lạnh. Hiên Viên Vân Hải, ông cũng thật coi trọng bản thân. Vù! Nói xong, tôn giả Bạch Cốt di chuyển. Cơ giáp trên người tỏa ra ánh sáng màu bạc sáng chói, cánh tay phải cơ giáp hóa thành trường kiếm, gắng sức chém về phía Hiên Viên Vân Hải. Trong khoảnh khắc, tôn giả Bạch Cổ bộc phát ra thực lực khủng khiếp cấp đại tôn. Còn Hiên Viên Vân Hải thì sao? Thực lực cũng chỉ là sơ tôn cửu trọng thiên, cách đại tôn mặc dù chỉ có một bức tường. Nhưng chênh lệch giữa hai người giống như khác một trời một vực, ông ta cũng không ngờ, một bộ chiến giáp có thể khiến tôn giả Bạch Cốt đủ để thăng lên một cảnh giới lớn. Lão già kia, quên nói cho ông biết, chiến giáp trên người lão mặc chính là chiến giáp vàng xanh xếp thứ 2 Thánh Địa Tử Vi, chiến giáp như vậy khoác trên người cường giả đỉnh phong sơ tôn, ông. Lấy cái gì mà không từ bỏ cho đến chết, cậu đây không cần ông chết, ông cũng muốn chết à, Chu Nhan Lạc nhìn thấy biểu cảm kinh hãi của Hiên Viên Vân Hải. Hắn nở nụ, cười cực kỳ đắc ý. Đồng đen, bạc trắng, vàng kim, xanh vàng, tím vàng. Đây là phân đoạn của Thánh Địa Tử Vi với cơ giáp. Cường giả cấp tôn thấp nhất cũng cần chiến giáp xanh vàng mới thành. Mà thêm chiến giáp tím vàng thì càng mạnh. Đương nhiên, chiến giáp tím vàng không phải người bình thường nào cũng có thể có được. Ầm ầm ầm, tôn giả Bạch Cốt đánh một kiếm xuống, Hiên Viên Vân Hải vốn không dám cứng rắn.
Suy cho cùng, nếu như ông ta dùng toàn bộ sức lực đánh nhau với tôn giả Bạch Cốt, Hiên Viên Tấn, Thương Lam Tịch và Mộc Nhiên phía sau ắt sẽ bị liên lụy, rất có thể chết tại chỗ. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Vì vậy, ông ta chỉ có thế phòng ngự, làm một cái lồng bảo vệ. Nhưng, chênh lệch cảnh giới quá khó để vượt qua, toàn bộ cái lồng phòng ngự không ngừng nổ ầm, run rẩy. Chưa tới 10 cá ổ hít thở. Rắc rắc. Hai. Rõ ràng có thể thấy, một kẽ hở xuất hiện. Kẽ hở này giống như dây kéo, vừa xuất hiện đã kéo mở bốn phương tám hướng. Giữa nửa cái hít thở. Bụp. Toàn bộ cái lồng phòng ngự nổ tung. Một kiếm của tôn giả Bạch Cốt trong nháy mắt rơi xuống. Phụt phụt. Giống như thái đậu hũ, trong nháy mắt, cắt rời cánh tay phải và xương sườn của Hiên Viên Vân Hải, máu tươi đầm đìa, thê thảm không nỡ nhìn. Tiếp đó, lòng bàn tay tòn giả Bạch Cốt tạo ấn. Từng ấn quyết hiện lên trong hư không, điếm về phía Hiên Viên Vân Hải. Rõ ràng có thể thấy, nguyên khí trong cơ thể Hiên Viên Vân Hải bắt đầu tắt dần, chưa tới mấy cái hít thở, nguyên khí trong cơ thể hoàn toàn bị phong ấn. Tôn giả Bạch Cốt một cước dầm ông ta dưới chân, mặt đầy miệt thị. Ha ha, trưởng lão Hiên Viên cũng chỉ vậy thôi. Trong miệng Hiên Viên Vân Hải không ngừng ho ra máu, một chữ cũng không nói thành lời, Mộc Nhiên, Thương Tiểu Nguyệt bị dọa cho sợ thụt lùi liên tục. Hiên Viên Tấn và Thương Lam Tịch sắc mặt còn trắng hơn người chết mấy độ, cực kỳ sợ hãi, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không dám thở mạnh. Nhưng, lúc này, tôn giả Bạch Cốt giơ chân lên, lại một cước trực tiếp đạp đầu Hiên Viên Vân Hải. Bụp, đầu của Hiên Viên Vân Hải trực tiếp rơi vào sàn nhà, đập thành một cái hố, trời đất quay cuồng, ông ta ngất tại chỗ. Ném ông ta ra ngoài, Chu Nhan Lạc thản nhiên nói. Rõ. N. Tôn giả Bạch Cốt xách chân Hiên Viên Vân Hải, lật ngược lại, cánh tay đột nhiên vung lên, giống như ném tú cầu, trực tiếp quăng nhân vật cấp trưởng lão tộc Hiên Viên. Hiên Viên Vân Hải ra ngoài, trong nháy mắt liền bay đi không thấy bóng dáng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh hãi. Chu Nhan Lạc này quá mạnh. Đúng là không nể mặt bất kỳ ai. Người của tộc Hiên Viên, nói ném thì ném. Trong tử lâu rộng lớn, dù là tầng 1 hay tầng cao nhất, tổng cộng vài ba chục người toàn bộ đều sợ ngây người, da mặt từng người co quắp, da đầu tê dại, lập tức xếp Chu Nhan Lạc vào loại có đánh chết cũng không thể động vào. Trưởng lão tộc Hiên Viên, quả thật không thể giết, khóe môi Chu Nhan Lạc nhếch lên đắc ý, nụ cười cao ngạo, nhưng ngang ngược ở địa bàn thánh địa Tử Vi thì cũng nên có dạy dỗ nho nhỏ, khỏng phải sao? Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn quét qua Hiên Viên Tấn, Mộc Nhiên, Thương Tiểu Nguyệt, cuối cùng dừng trên người Thương Lam Tịch, nói nhẹ tênh, phụ nữ, bây giờ cô cảm thấy cậu đây có thể gánh chịu được hậu quả khi động vào cõ khỏng. Mặt đẹp Thương Lam Tịch lạnh lẽo, một chữ cũng không nói. Đúng vậy. Trước đó cô ta đã đánh giá thấp Chu Nhan Lạc, bây giờ bọn họ không đánh lại được, cũng chạy không thoát, không gian bốn phía đã bị người của Chu Nhan Lạc hoàn toàn phong kín. Cậu đây không có thời gian lãng phí với mấy người, phụ nữ ở lại, đàn ông thì giết, Chu Nhan Lạc thản nhiên nói. Vàng, thưa cậu. Trình An lạnh lùng cười một tiếng. Loại cặn bã như Hiên Viên Tấn và Mộc Nhiên đương nhiên không cần tôn giả Bạch Cốt ra tay, chiến giáp của Hân đã bị Hiên Viên Vân Hải hủy diệt hoàn toàn. Hắn đã chuyến tất cả thù hận lên người Hiên Viên Tấn. Nếu như không phải Hiên Viên Tấn hồ đồ ngu xuẩn, chiến giáp của hắn sao có thể bị hư hại? Hiên Viên Tấn, nếu mày không muốn sống, ông đây tác thành cho mày. Cùng giây đó, Trình An ra tay. Một thanh đao lớn lóe lên ánh sáng lóa mặt, đột nhiên xuất hiện quét về phía cổ Hiên Viên Tấn. Hiên Viên Tấn muốn phòng ngự chống cự, nhưng không ngờ lại phát hiện. Toàn thân trên dưới giống như bị phong ấn, không thể động đậy. Là tôn giả Bạch Cốt. Khí tức của hắn đã hoàn toàn khóa kín Hiên Viên Tấn. Vù vù. Đao lớn không ngừng run rẩy, trong con mắt Hiên Viên Tấn không ngừng phóng lớn rồi lại phóng lớn, đồng thời, trái tim hắn cũng ngày càng lạnh, giống như rơi vào hầm băng. Đinh. Mắt thấy đao lớn sắp rơi xuống, trong điện quang hỏa thạch. Đột nhiên. Không có dấu hiệu nào. Một vò rượu giống như ám khí từ phía xa cấp tốc bay tới, đúng lúc rơi vào đao lớn trong tay Trình An. Chai rượu vỡ tan tành. Đồng thời, nhưng cũng khiến phương hướng đao lớn xuất hiện nghịch chuyến, lập tức xoẹt qua cổ Hiên Viên Tấn. Chẳng ai ngờ vào thời khắc mấu chốt lại có một vò rượu bay tới.
Thoáng chốc, ánh mắt của tất cả mọi người bao gồm Trình An, Chu Nhan Lạc, Tôn giả Bạch Cốt, Hiên Viên Tấn, Mộc Nhiên, Thương Lam Tịch, Thương Thiếu Nguyệt và ánh mắt mấy chục ngàn người đều nhìn về phía vỏ rượu. Vừa nhìn, từng người đều ngây ra. Lại thấy, bên cửa số tầng 1 có một thiếu niên áo dài trắng đang ngồi. Dáng vẻ thiếu niên cũng chỉ 16-17 tuổi, mỏi đỏ răng trắng rất thanh tú, cao 1m78, nhìn vô cùng đẹp trai, khuôn mặt anh tuấn, khiến người ta như được tắm gió xuân. Nhưng, trên người anh lại không có chút sóng nguyên khí chập chờn. Người này đương nhiên chính là Trần Đức. Anh rất bình tĩnh, vẫn đang uống rượu dùng bữa, không nhanh không chậm. Cảnh tượng này khiến toàn bộ tử lâu đều yên tĩnh trong 1-2 giây ngắn ngủi. 1-2 giây sau, từng tiếng thốn thức thay nhau vang lên. Người bình thường, mẹ nó, một người bình thường mà dám ném vỏ rượu về phía Chu Nhan Lạc. Khụ, mấu chốt là còn ném chúng, đánh rất đau lớn của Trình An. Thuộc hạ của Chu Nhan Lạc là phế vật sao? Đờ mờ, cười chết mất. Ha ha, thằng nhóc kia không biết chữ chết viết như thế nào hả? Từng tiếng đùa cợt truyền khắp bốn phương tám hướng, có người diều cợt Trình An, cũng diều cợt Trần Đức, đương nhiên diều cợt Trần Đức chiếm đại đa số, dù sao mặc dù Trình An biểu hiện rất xác rưởi, là thuộc hạ của Chu Nhan Lạc, đánh chó phải nhìn mặt chủ, ngoại trừ một vài người xuất sắc, phần lớn không ai dám nói nhiều. Mà Trần Đức lại không có bối cảnh, thậm chí ngay cả nguyên khí cũng không có, đương nhiên trở thành đối tượng đả kích. Hiên Viên Tấn sau khi nhìn thấy rõ Trần Đức, hắn thoáng ngây ra, cực kỳ bất ngờ. Đầu óc bã đậu ư. Hắn thầm mắng một câu, nói thật hắn khỏng ngờ Trần Đức sẽ xuất hiện ở đây, càng khỏng ngờ vào thời khắc mấu chốt sẽ đứng ra. Vấn đề là, thời điểm này đứng ra khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Đờ mờ, tìm đường chết, Mộc Nhiên nắm chặt quả đấm, đôi mắt tràn đầy máu, vốn dĩ hắn còn định sau cây SL Hiên Viên Tấn chết, mình sẽ quỳ xuống cầu XLN tha thứ, có lẽ đối phương vui vẻ có thể tha cho hẳn một mạng. Bây giờ, cái tên cặn bã kia nhúng tay vào, khiến kế hoạch của hắn xuất hiện thay đổi. Mặt đẹp của Thương Lam Tịch khẽ run rẩy, sau đó cười khổ nói nhỏ, đúng là có dũng khí. Sắc mặt Trình An hết xanh lại trắng, nhìn đao trong tay, quả thật không dám tin, lại nhìn thiếu niên trước cửa sổ, thật sự không dám tin mình sẽ bị người ta đánh rất như vậy. Phải biết rằng, Trình An hắn nói gì cũng hơn 2000 tuổi, bàn về tuổi tác còn lớn hơn Chu Nhan Lạc một chút, vậy mà lại bị một đứa con nít mười mấy tuổi đánh rớt đao trong tay. Mất mặt, quá mất mặt. Trình An chỉ cảm thấy khuôn mặt già nua bị người ta giày xéo, chà đạp dưới chân. Chu Nhan Lạc cau mày, Trình An, từ lúc nào anh lại phế vật như vậy? Công tử, Trình An cúi đầu, vừa rồi chỉ là một bất ngờ. Không nói thêm một chữ, Trình An lại một lần nữa hành động. Nhưng, mục tiêu lần này không phải Hiên Viên Tấn, mà là Trần Đức ở tầng dưới. Soạt, toàn thản hắn cùng đao lao vào hư không. Gần như cùng một giây, nửa cái hít thở, đột nhiên nhảy ra không gian trước mắt Trần Đức. Đao trong tay đã sẵn sàng. Đao xoẹt ngang trời. Bàn ghế xung quanh được chế tạo từ thép dòng cũng nổ bể tan tành rơi xuống đất, hóa thành bột phấn, hóa thành hư vỏ. Nhưng, rõ ràng có thể thấy, bàn ghế Trần Đức ngồi vẫn tốt. Thức ăn trên bàn và rượu trong tay vẫn không bị tổn thương chút nào. Mà một đao Trình An giáng xuống. Khi cách anh còn nửa mét thì đột nhiên dừng lại, ngưng động, giống như thời gian đình trệ. Không. Trên thực tế thời gian cũng không đình trệ. Không có gì khác. Trần Đức vẫn đang uống rượu, vẫn đang dùng bữa. Rất thản nhiên, không nhanh không chậm. Một kiếm kia của Trình An vẫn ngưng động, cả người không nhúc nhích. Tầng 2. Mắt Chu Nhan Lạc nhìn xuống tất cả trước mắt, có chút mất kiên nhẫn, Trình An, anh làm cái mẹ gì thế? Hát tuồng sao? Nhưng, Trình An không lên tiếng. Ừ, không phải hắn không muốn nói chuyện. Mà lúc này, toàn bộ người hắn đã không thể khống chế, không thể nghe thấy lời Chu Nhan Lạc, trong mắt hắn chỉ thiếu niên kia, mà thiếu niên kia giống như một đế vương hay thần linh, khiến hắn sinh lòng sùng bái, sợ hãi, thậm chí còn hoảng sợ. Trình An, coi thường tôi sao, mau ra tay, Chu Nhan Lạc tức giận, mặt nóng hừng hực, nói thế nào Trình An cũng là người của hắn, bây giờ mấy chục ngàn người đang nhìn bọn họ, mà Trình An thì sao? Cứ đứng như một kẻ ngốc ở đó, quá mất mặt. Công tử, không đúng, bên cạnh Chu Nhan Lạc,
Sắc mặt Tôn giả Bạch Cốt chăm chú, theo lý mà nói, cho Trình An 10.000 lá gan hẳn cũng không dám coi thường anh. Tôn giả Bạch Cốt vừa dứt lời. Trước cửa sổ, Trần Đức đặt ly rượu xuống, nhìn về phía Trình An, bình tĩnh nói, quỳ xuống. Hai chữ phun ra nhẹ tênh. Lập tức dần đến tiếng cười rộ. Ha ha, thằng nhãi kia bảo Trình An quỳ xuống. Hắn tưởng rằng hắn là ai? Điên à? Cười chết mất, chắc coi mình là nhân vật lớn nào đó, nào ngờ ngay cả cặn bã cũng không bằng, trong não hẳn nghĩ cái gì vậy? Vận mệnh của ta tự ta quyết định. Đúng là một tên ngu, ngu, Khi tất cả mọi người đang diều cợt Trần Đức, đột nhiên một tiếng vang nặng nề truyền tới. Tiếp đó, toàn bộ tửu lâu trong nháy mắt trở nên vô cùng tĩnh lặng như tờ. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm Trình An, trở nên vô cùng kinh ngạc, giống như gặp quỷ. Rõ ràng có thể thấy. Trình An lại thật sự quỳ xuống. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Giống như một con chó. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, Trần Đức lại một lần nữa nói, tự sát. Vân là hai chữ. Hai chữ đơn giản và bình tĩnh. Cùng dây. Khi mọi người còn đang trố mắt nghẹn họng, Trình An giơ đao trong tay. Phụt. Không chút do dự trực tiếp xuyên thủng người hẳn, xuyên thấu qua tim, thậm chí là thần hồn. Sau mấy cái hít thở. Bụp. N. Cơ thể Trình An đột nhiên ngã vào trong vũng máu. Chết. Thiếu niên mười mấy tuổi ngồi bẽn cửa sổ. Bốn chữ, giết một người. Tửu lâu cao hơn 3.000 mét, tổng cộng 30 tầng, đúc thành hình dáng ổ chim, ở giữa đúc rồng, hình tròn bao quanh mép, mỗi tầng có thể chứa hàng nghìn người. Lúc này, trong tửu lâu rộng lớn đã trở nên vô cùng tĩnh lặng như tờ, mấy chục ngàn người ánh mắt đều cùng tập trung trên người thiếu niên bên cửa sổ kia. Bốn chữ đã giết Trình An. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nói ai tin. Phải biết rằng, từ khí tức sinh mệnh của thiếu niên kia phán đoán, chắc cũng chỉ 16-17 tuổi, quan trọng nhất là trên người anh không có chút nguyên khí, một người bình thường không thế bình thường hơn, nhưng Trình An ở trước mặt anh lại nghe lời như chó. Bảo hắn quỳ thì hắn quỳ, bảo hắn tự sát, hắn lập tức tự sát, ngay cả kịch cũng không dám diễn như vậy. Nhưng, đây là sự thật. Không ai có thể ngờ thiếu niên này có thể làm được, một vài cường giả cấp tôn cũng nhận thấy đã xảy ra chuyện gì. Hiên Viên Tấn, Mộc Nhiên, Thương Lam Tịch, Thương Tiểu Nguyệt đều vô cùng kinh ngạc, đầu óc không thể vận chuyển bình thường, miệng há to đến mức sắp có thể nhét vừa một quả trứng gà. Đặc biệt là hai người Mộc Nhiên và Thương Tiểu Nguyệt. Trước đó, bọn họ còn đùa cợt anh, nói anh là tên cặn bã, rác rưởi, tầng lớp hạ lưu, vô cùng khinh thường anh, bây giờ xem ra. Trần cha đó hình như còn mạnh hơn bọn họ. Không, không phải hình như, là chắc chắn 100% mạnh hơn bọn họ. Bởi vì, Trình An có thể giết bọn họ trong nháy mắt. Mà Trần cha chỉ dùng bốn chữ đã tiêu diệt được Trình An. Nếu như Trần cha kia là cặn bã, hạ lưu, vậy hai người bọn họ tính là gì? Trong lòng hai người hỗn loạn, giống như bị người ta tát một cái đau điếng, nóng hừng hực. Mẹ, thang nhãi, gan mày lớn lắm, dám giết người của ông đây, mày không biết ông đây là ai sao? Sau mười mấy giây, trong tửu lâu yên tĩnh đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm thét, Chu Nhan Lạc đứng dậy từ trên ghế, đôi mắt dạo rực sát khí, nhìn Trần Đức chằm chằm, giống như biến cả mênh mông sông về phía anh, muốn dùng ánh mắt giết anh trong nháy mắt. Một tiếng giống phẫn nộ vang lên. Mấy chục ngàn người đang không tin nổi lập tức bị kéo về thực tế, nhưng vẫn không ai dám nói chuyện. Không có gì khác. Chu Nhan Lạc nổi giận. Nơi này là địa bàn của Thánh Địa Tử Vi, mà Chu Nhan Lạc địa vị tương đối đặc biệt và siêu nhiên trong Thánh Địa Tử Vi. Không ai ỉ muốn đụng chạm vào hắn lúc này. Toàn bộ tử lâu hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người thiếu niên. Nhưng, thiếu niên kia vẫn uống rượu, vô cùng rửng rưng thản nhiên. Hoàn toàn coi thường sát ý và phần nộ với Chu Nhan Lạc. Giống như vài trăm năm chưa uống rượu, trong mắt chỉ có rượu. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ngơ ngác. Mẹ kiếp! Một thằng nhóc mười mấy tuổi ngay cả nguyên khí cũng không có, lại dám coi thường sự phần nộ của Chu Nhan Lạc. Điên rồi sao? Dù có một vài thủ đoạn đặc biệt, giết Trình An rồi thì sao? Phải biết rằng, Trình An cũng chỉ là một người làm. Loại người làm này đối với Chu Nhan Lạc mà nói, một năm chỉ ít cũng phải đối đến mấy chục mấy trăm người. Toàn bộ bầu không khí tửu lâu ngưng động lại,
một số người thậm chí ngay cả tim cũng không dám đập, bởi vì bọn họ cảm nhận rõ ràng lửa giận của Chu Nhan Lạc đang tràn ngập, dạo dực, toàn bộ khuôn mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, dữ tợn. Ủng hộ chúng mình tại L Hey Ho, Seom. Bầu không khí vô cùng kìm nén. Nhưng, từ đầu đến cuối Trần Đức Văn bất động. Mặc dù anh không có nguyên khí, nhưng thế xác, thần hồn cũng mạnh đến đòi mạng. Nói không khoa trương thì thân xác của anh từ mười mấy năm trước sau khi trải qua lôi kiếp đã sớm được tôi luyện, có thể so sánh được với trí bảo. Bây giờ sau khi niết bàn trùng sinh lại cao hơn một tầng, chỉ dựa vào sức mạnh thân xác thì đã là đại tôn ngũ trọng thiên lục trọng thiên, đánh nhau với anh cũng chưa chắc là đối thủ. Ngoài ra, thần hồn của anh cũng phải tầm cấp đại tôn, nói chính xác sức mạnh thần hồn của anh luôn vượt qua cảnh giới của anh, ngày trước tại sao anh có thể vượt qua bao nhiêu cấp đế giết người. Ngoài có tự tại thần ma cổng và cực cảnh ra, thứ quan trọng hơn chính là thần hồn của anh, thần hồn và nguyên khí hợp lại thành một thế mới có thể tạo thành lực sát thương siêu cấp. Hôm nay, thần hồn sống lại, cũng được thăng hoa, đạt đến cấp đại tôn. Nói thật, Chu Nhan Lạc muốn dùng ánh mắt giết chết anh, không khác nào kẻ ngốc nằm mơ. Tại sao anh có thể dùng bốn chữ giết Trình An? Dựa vào thần hồn không gì sánh bằng. Chính là sức mạnh thần hồn mang tính nghiền ép. Hủy diệt Trình An coi anh như thần, vì vậy anh mới có thể đạt đến hiệu quả nói sao làm vậy. Đừng nói ánh mắt giận dữ của Chu Nhan Lạc, dù hắn đích thân ra tay cũng chưa chắc có thể gảy tổn thương cho Trần Đức. Nhưng, Trần Đức vẫn tăng tốc động tác một chút, cứ như vậy từ từ uống, có thể một lúc nữa sẽ không uống hết rượu, anh cầm nửa vò rượu cuối cùng rót thẳng vào miệng, sau khi uống xong vài hớp rượu, anh lau rượu dính trên mép, lúc này mới chuyển rời ánh mắt, nhìn về phía Chu Nhan Lạc. Có chút sai nói, nhìn ánh mắt mày xem, không giết chết tao có phải rất thất vọng không? Lời này vừa nói ra. Bên trong tửu lâu càng yên tĩnh không phát ra tiếng động. Một số người thậm chí bị dọa sợ rùng mình. Cuồng. Quá ngông cuồng. Phách lối ngông cuồng như vậy, không. Không muốn sống nữa sao? Quan trọng nhất là, sau khi thiếu niên kia nói xong, anh bước từng bước đi lên tầng 2. Ha ha ha, ha ha ha, đột nhiên. Chu Nhan Lạc cười, giận đến mức bật cười luôn. Hắn đã sống mấy ngàn năm, cho tới giờ chưa từng có ai dám khiêu chiến hắn, coi thường hắn như ngày hôm nay, càng không có ai chưa đến 100 tuổi mà dám phách lối ngỏng cuồng như vậy trước mặt hắn. Nhưng hôm nay đã xuất hiện rồi. Thú vị. Rất thú vị. Vô cùng giận dữ, nụ cười trên mặt Chu Nhan Lạc càng lạnh hơn. Hắn không vội ra tay, mà nhìn chằm chằm Trần Đức đang bước từng bước về phía tầng 2. Chu Nhan Lạc không hề vội vã. Bởi vì theo như hắn thấy, dù đối phương có thân phận địa vị gì, ở trong tử lâu này cũng chỉ có đường chết, không còn lựa chọn nào khác. Rất nhanh, khoảng chừng 10 giây, Trần Đức đã đến. Đến bên cạnh bốn người hiên viên. Tấn, Trần cha, anh, hiên viên Tấn sắc mặt nặng nề, trầm thấp nói, anh không nên tới, tới đây là chết đấy. Thương Thiếu Nguyệt thần thờ không dám nói gì. Thương Lam Tịch thì nhìn anh thật sâu, nội tâm phức tạp, có chút phẫn nộ, nhưng nhiều hơn là cảm động, trước đó mình còn nhục mạ anh, mà anh thì sao? Biết rõ phải chết còn đi ra cứu bọn họ, tấm lòng này không phải ai cũng có. Xin lỗi, một lúc sau, Thương Lam Tịch thấp giọng xin lỗi, tôi thu hồi lời mắng nhiếc anh trước đó. Trần Đức Khổng nói gì nhiều? Sở dĩ anh đứng đây không phải để cứu Thương Lam Tịch, mà là cứu Hiên Viên Tấn, tộc Hiên Viên có ơn với anh. Anh không thấy trơ mắt nhìn Hiên Viên Tấn chết ở đây, còn tại sao anh vẫn chưa ra tay? Đương nhiên là vì Hiên Viên Vân Hải Vân còn ở đây, trước mắt Trần Đức chưa muốn đế lộ thân phận. Một khi bại lộ sẽ gây nên rất nhiều phiền toái. Hơn nữa, dù Chu Nhan Lạc gan lớn thế nào, hắn cũng sẽ không dám ra tay với Hiên Viên Vân Hải. Đến trước mặt bổn người, Trần Đức cũng không nói nhiều, ánh mắt nhìn sang Chu Nhan Lạc, chậm rãi lên tiếng, bốn người này. Tỏi muốn đưa đi. Bảy chữ được nói ra rất bình tĩnh. Giọng điệu không có chút dao động, giống như đang nói một chuyện bình thường không thế bình thường hơn, không phải là thương lượng, cũng không phải ra lệnh, giống như anh muốn dẫn bốn người Hiên Viên Tấn đi là một sự thực đã định, không ai có thể thay đổi được. Trong quán rượu vẫn yên tĩnh và trầm lắng. Tất cả mọi người đều đang nhìn, xem Trần Đức sẽ chết trong bộ dạng thế nào. Ồ, anh muốn đưa đi, cũng được, cùng đi. Nụ cười của Chu Nhan Lạc càng băng lạnh, đang muốn nói gì. Nhưng hẳn còn chưa nói hết. Đột nhiên,
Một tiếng ầm ầm lớn bỗng vang lên, cả quán rượu, vào lúc này, thậm chí cả thành Vọng Nguyệt cũng bắt đầu rung lắc dữ dội, như gặp phải tấn công mạnh, với trận rung lắc này, chưa đến 3 giây, quán rượu đổ sập. Trên thực tế không chỉ quán rượu. Trong thành Vọng Nguyệt, rất nhiều cửa hàng, tòa nhà cao tầng, biệt thự đều đang chấn rung, bắt đầu đổ sập. Có thể thấy rõ ràng, đại trận bảo vệ thành của thành trì đã được khởi động, nhưng cũng bị vỡ trận, vỡ vụn rời rạc, một luồng sức mạnh đáng sợ đang từ phía xa ập đến, dạo động này dường như muốn hủy diệt cả thành Vọng Nguyệt, trong bán kính ngàn dặm, trời rung đất chuyến, hỗn loạn bừa bãi. Tất cả mọi người kinh hãi, dường như cùng lúc nhìn ra bên ngoài hơn 300 dặm, ở đó, có một dãy núi tỏa ra hào quang ngút trời, giống như tiên vực giáng xuống, hào quang bảy sắc chiếu rọi, rực rỡ chói mắt, thấp thoáng, có thể nhìn thấy trong dãy núi đó, như một thế giới khác, các loại cây thần, cỏ tiên đung đưa, thu hút ánh mắt người khác. Mộ của bát thần. Mộ huyệt của bát thần có động tĩnh. Lúc này, tất cả mọi người đều định thần lại, dù thế nào bọn họ cũng không ngờ mộ của bát thần lại xuất hiện động tĩnh trong lúc này. Từ lâu, bên ngoài mộ bát thần có đại trận canh giữ. Giờ đây, đại trận bị phá một góc, không ngừng có người xông vào bên trong, người nào cũng là cường giả siêu cấp. Chúng ta đi thôi, trong quán rượu đổ nát, Chu Nhan Lạc nhìn Trần Đức, đám người Hiên Viên Tấn một cái, cũng không thèm lằng nhằng với bọn họ, dẫn theo Tỏn Giả Bạch Cốt và ba cường giả cấp tôn trong quán rượu nhanh chóng đi đến gần mộ bát thần. Không chỉ bọn họ, ba năm vạn người xem kịch trước đó, người nào cũng như cá chép qua sông, lướt qua bầu trời, đen xì cả vùng trời sông về phía xa. Bát thần khí phách hiên ngang, cho dù đó không phải là nơi mộ huyệt thực sự của hắn, nhưng có liên quan đến hắn cũng tuyệt đối không bình thường, cơ duyên ở ngay trước mắt, có ai lại muốn tụt phía sau một giây, đua nhau chạy đến. Phải biết rằng, có lúc tụt phía sau người khác một bước, thì sẽ tụt lùi nhiều bước. Cho nên, tuy Chu Nhan Lạc nối giận ngút trời, nhưng cũng không muốn lãng phí một chút thời gian nào với người như Trần Đức, so với mộ bát thần, mấy người Trần Đức là cái thá gì. Bù. Bọn họ bỏ đi, bốn người Hiên Viên Tấn, Thương Lam Tịch, Thương Tiếu Nguyệt, Mộc Nhiên cùng thở nhẹ nhõm. Còn tưởng chết chắc rồi, thật may mắn, người Hiên Viên Tấn nhìn từng bóng người bỏ đi, lại nhìn sang Trần Đức, Trần Cha, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, bây giờ cơn giận của Chu Nhan Lạc đều đổ lên đầu tỏi, bốn người các anh an toàn rồi. Trần Đức cũng không ngờ sẽ xảy ra biến cố, nhưng anh cũng thấy không sao, như vậy, lại bớt không ít chuyện cho anh, nếu không. Giữa anh và Chu Nhan Lạc khó tránh sẽ có một trận ác chiến. Sau đó Trần Đức sải bước bỏ đi, không ở cùng bốn người nữa. Chỉ vì anh có thân phận đặc biệt, lúc nào cũng có thể dần đến bạo động, thu hút ánh mắt của cường giả siêu cấp, đến lúc đó có thể sẽ liên lụy đến bọn họ, với thực lực của bốn người họ, sẽ chỉ làm vướng chân Trần Đức, tách ra là lựa chọn tốt nhất. Anh vừa đi, lại khiến bốn người Thương Lam Tịch, Hiên Viên Tấn dầu dĩ. Có lẽ... Bọn họ đã bỏ lỡ điều gì? Bọn họ tận mắt chứng kiến thủ đoạn của anh, có thể nói, nếu không phải có anh, bốn người đã chết từ lâu rồi, vốn không thể nào đợi đến lúc mộ bát thần có hiện tượng lạ. Đặc biệt là Thương Lam Tịch, lúc này Trần Đức bỏ đi khiến cô ta có cảm giác thần trí hỗn loạn, trong đầu khỏng khỏi nhớ đến trước đó anh đã từng nói có thể chữa được bệnh của cô ta, có lẽ thật chăng? Nhưng cô ta nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ trong lòng. Trên thế giới này nếu có người có thể cứu cô ta thì chắc chắn phải là Vương Thánh Y, nếu Vương Thánh Y không thể cứu cô ta, thì cô ta cũng không còn hy vọng sống. Phải biết rằng, danh hiệu của Vương Thánh Y vang dội thiên cổ. Nếu có người có y thuật cao minh hơn ông ta, thì sớm đã nối danh khắp bốn phương, được các thế lực lôi kéo, còn Trần Cha thì sao? Một thân một mình, cô độc lẻ bóng, nhìn thế nào cũng không giống như người hiếu y thuật cao siêu. Đi thôi. Mộ huyệt bát thần có hiện tượng lạ, chắc chắn Vương Thánh Y sẽ đến đó, Hiên Viên Tấn nói, lúc này hắn chỉ muốn sớm tìm được Vương Thánh Y, hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi nơi này. Tấn ca, vậy, lúc này, Mộc Nhiên bỗng lên tiếng, tôi không đi đâu, với thực lực của tôi, có lẽ còn chưa tìm được Vương Thánh Y thì đã chết rồi, Tấn ca, có duyên gặp lại sau. Vừa dứt lời, Mộc Nhiên chuồn thẳng, tốc độ cực nhanh. Thánh nữ. Tôi, Thương Thiếu Nguyệt cũng đứng ra. Cô đi đi. Không đợi Thương Tiểu Nguyệt nói xong, Thương Lam Tịch đã khẽ mấp máy mỏi. Cảm ơn Thánh Nữ, cảm ơn Thánh Nữ. Một đoàn bốn người chỉ còn lại hai người Thương Lam Tịch và Tấn Hiên Viên. Bốn mắt nhìn nhau, hai người lập tức đi đến mộ huyệt bát thần.
Mộ Bát Thần cách bọn họ 200-300 dặm, với các tu sĩ, khoảng cách này rất gần và cũng không xa đối với Trần Đức. Mở con mắt ngự thú, điều khiến một con thú biết bay tốc độ cực nhanh đến, Trần Đức ngồi lên lưng nó, nhanh chóng bay đến. Khoảng gần 10 phút sau, Trần Dực đã đến trong phạm vi của Mộ Bát Thần. Đây là một dãy núi dài đến ngàn mét, trên dãy núi cỏ không mọc nối, nhưng nhìn từ xa, lại thấy đâu đâu cũng có cây cối hoa cỏ phủ khắp dãy núi, đi đến gần mới biết, giải thực vật này không phải sinh trưởng ở bề ngoài dãy núi, mà ở bên trong. Cả dãy núi được một trận văn không gian bao phủ, lúc này, trận văn trở nên vô cùng mỏng manh, mỏng yếu, cảnh tượng bên trong được chiếu ra thông qua trận văn. Vị trí bên sườn dãy núi, hình như trận văn bị người ta tấn công mở ra một lỗ. Các tu sĩ liên tiếp nối đuôi nhau đi. Vào. Trần Đức cũng trà trộn vào trong đám đông đi vào. Vừa bước vào, đột nhiên, tấm da người Bát Thần nằm trong thần hồn Trần Đức trở mình ngồi dậy, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Nơi này thực sự là mộ Bát Thần 11, Trần Đức chấn hãi trong lòng, anh thực sự không ngờ tấm da người Bát Thần bình thường vẫn im lìm và vô dụng, lúc này lại có động tĩnh. Nhưng tấm da người cũng chỉ ngồi dậy, phát ra hào quang nhàn nhạt, ngoài ra không còn hành động gì. Trần Đức đợi một lúc, sau khi chắc chắn không có tình hình khác, lại đi tiếp. Trên đường có rất nhiều cường giả. Người yếu nhất trong đó cũng là cấp thiên. Trần Đức nhìn qua, bọn họ đã tiến vào một tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới, sông núi đại địa trải khắp, nhưng trên núi đó không trồng cây cối bình thường, chỉ có một gốc cỏ, cũng là thiên tài địa bảo, còn sông hồ, khe suối chảy từng giọt nguyên dịch. Nơi này đúng là thiên đường của võ giả. Chẽn núi, cải quả, hoa cỏ tỏa ra quang hoa lấp lánh. Trong khe suối, nguyên dịch tuôn chảy, tràn ngập may mắn, từng con cá đầy màu sắc, cá trạch bơi lội trong nguyên dịch. Nhìn qua, cả tiểu thế giới như tiên cảnh. Rất nhiều võ giả đến nơi này, chạy thẳng đến khe suối, cướp quả, cây cối, nguyên dịch, và cả cá, trạch trong khe suối. Đây tuyệt đối là một cơ duyên to lớn. Khi Trần Đức đi vào, thậm chí còn có không ít tu sĩ đã bắt đầu đột phá, độ kiếp tại chỗ. Nhưng cường giả thực sự lại không dừng lại ở bên ngoài. Mà đi vào trung tâm tiểu thế giới. Dù sao tuy những thiên tài địa bảo bẽn ngoài quý giá, nhưng cũng chỉ quý giá với những võ giả bình thường, còn tất cả cường giả có chút lai lịch hay trên cấp tôn giả, muốn có được những thiên tài địa bảo này cũng không khó. Mục đích chuyến này của họ là mộ Bát Thần. Có thể thấy rõ ràng. Ở trung tâm của tiểu thế giới có một tòa cung điện. Cung điện được xây bằng kim loại màu vàng tối, cổ xưa, khí thế, phút lên tận mây xanh, cao chọc trời, như một tòa núi trải dài. Còn bên ngoài cung điện còn có một tầng trận văn lóe lên, bảo vệ. Nhìn ra xa, đã có không ít cường giả đặt chân đến nơi này, đứng trong hư không ngầm nhìn, tổng cộng mười mấy người. Nhưng không ai ngoại lệ, đều là cường giả hàng đầu, đều trên cấp tôn, đến tức các thế lực lớn. Trong đó, Trần Đức nhìn thấy Hiên Viên Chiến của tộc Hiên Viên, còn bên cạnh ông ta, là một cường giả siêu cấp sống đến cấp hóa thạch của tộc Hiên Viên. Ngoài ra, Trần Đức hơi ngưng thần. Anh phát hiện được một khí tức vô cùng gần với thần. Đó là vị trí gần cung điện kim loại nhất, một bóng hình khổng lồ với đôi cánh sau lưng đứng sừng sững ở đó, khí tức cường mạnh, đàn ép tất cả mọi người có mặt ở đó, đó là một vị thần, có thể nói ít nhất cũng là cấp bán thần, rất hiển nhiên. Đến từ thần tộc Vĩnh Hằng. Đoàn Sơn Nhạc. Ở bên khác, Trần Đức lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, Đoàn Sơn Nhạc, người đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Trần Đức. Cùng là nhân vật cấp thần đầu tiên mà Trần Đức gặp được. Nhớ lúc trước, một sợi tóc của đối phương đã khiến anh bó tay. Còn có hai người cấp thần, thần hồn cường mạnh của Trần Đức phát hiện rõ ràng còn có hai vị cường giả cấp thần, dao động mạnh dị thường, từ cảm ứng khí tức. Có lẽ đế từ hai thần quốc Băng Hàn và Thông Thiên. Bốn nước lớn đều đến đây. Đều phái ra cường giả cấp thần. Thế trận này khiến Trần Đức kinh hãi. Một khi bọn họ xảy ra xung đột, e rằng cả nửa thế giới đại thiên cũng sẽ bị đánh chìm. Đồng thời Trần Đức cũng cảm thấy hơi khó xử. Những người này ở đây, với tình hình của anh, muốn tiếp cận đoạt lấy cơ duyên, chẳng khác nào đoạt đồ ăn nơi miệng hổ. Trừ phi, anh lập tức hồi phục nguyên khí. Trên thực tế, việc này không khó với. Anh muốn hồi phục, nhiều nhất cũng chỉ mất nửa canh giờ, nhưng anh không muốn. Không vì gì khác, nếu trong mộ Bát Thần thực sự có khí mới, nếu Trần Đức có thể có được,
với cơ thể hoàn toàn mới hiện giờ của anh, thì dễ hấp thụ nhất, dễ dung nạp nhất, nhưng một khi nguyên khí hồi phục, thì sẽ khó hơn gấp vạn lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết đế có được, khí, là anh có thể lại gần cung điên cố. Hiện giờ, mười mấy vị cường giả đó đã phân chia ranh giới, thiết lập cấm chế, những người từ đại tôn trở xuống cũng không có tư cách đi qua, nếu không thế lại gần, thì còn nói gì đến giành được khí, mới mà bát thần đế lại đây. Nhất thời Trần Đức rơi vào lựa chọn khó khăn. Soạt, bỗng nhiên, một đường hào quang rực rỡ từ phía xa ập đến, lại là một vị tôn giả, vô cùng hùng mạnh, cấp đại chí tôn. Khi ông ta lướt qua đỉnh đầu Trần Đức, đột nhiên dừng lại, đứng trên một chiếc chiến xa, cúi nhìn Trần Đức, đôi mặt nhìn chằm chằm anh, từng trận hào quang lấp lánh không dứt, dường như muốn xuyên thủng tất cả hư vô, thấu đến bản nguyên Trần Đức. Ông ta nhìn chằm chằm Trần Đức rất lâu. Bỗng nhiên lên tiếng hỏi, cậu là Trần Bát Hoang. Lúc này, Trần Đức vô cùng kinh hãi, hiển nhiên không ngờ với tình trạng hiện giờ của anh, lại có người nhận ra anh. Giọng của ông ta không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Ba chữ Trần Bát Hoang vừa được nói ra, lập tức, trong cả tiểu thế giới, ngoại trừ những người đang độ kiếp, trong vòng bán kính ngàn dặm, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía bên này. 11 năm, nói dài không dài, nói ngắn, thực sự rất ngắn. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian 10 năm chỉ là cái búng tay, cảnh tượng của thành hiên viên 11 năm trước dường như mới xảy ra ngày hôm qua, vẫn đang hiển hiện trước mắt. Trần Bát Hoang dùng sức mạnh thiên đạo lục trọng thiên, chém giết vô lượng Trần Phong Hành, tộc trưởng nhà họ Trần, lại giết ba vị đại chí tổn, vốn vị đại tôn, chiến tích như vậy đủ được gọi là vang đội cố kim, trước nay chưa từng có, sau này cũng không ai ỷ bằng. Cho dù là bát thần của 30 vạn năm trước, cố đế tiêu thần của 10 vạn năm trước, những nhân vật lưu danh thiên cố này cũng chưa từng làm được. 11 năm nay, không biết có bao nhiêu người đang tìm anh, truy tìm tung tích của anh. Sự tích của anh được người ta kế đi kế lại say xưa, sáng tác thành ca khúc, câu chuyện, truyền khắp ngõ nhỏ phố lớn. Những năm nay, anh mai danh ẩn tích, dường như tất cả mọi người đều cho rằng anh đã chết. Dù sao, ban đầu bất luận các thế lực hàng đầu như thần tộc Vĩnh Hằng, hay nhà họ Trần, hay tộc Hiên Viên, nước Vạn Thánh, Thánh Địa Thái Thương đều tìm kiếm anh, dường như đào sâu ba tất cả thế giới đại thiên tìm kiếm thần hồn của anh, ngày đêm không ngừng nghỉ, nhưng vẫn không tìm được. Nếu không phải đã chết, bọn họ cũng không nghĩ ra được khả năng nào khác. Nhưng lúc này, ba chữ Trần Bát Hoang lại xuất hiện bèn tai mọi người, quan trọng nhất là người nói ra ba chữ này là một vị đại chí tôn, mà trên chiến xe của đại chí tôn đó có một lá cờ viết chữ Trần, đón gió tung bay phấp phới. Là người của nhà họ Trần. Phải biết rằng, xác suất đại chí tôn nhận nhầm người rất thấp, mà vị đại chí tôn này là người nhà họ Trần có huyết hải thâm thù với Trần Bát Hoang. Người như vậy gọi ra ba chữ Trần Bát Hoang, với một tu sĩ, có thể không khiến người ta chấn hãi, kinh sợ không? Cho nên, trong ngàn dặm, lúc này, tổng cộng có 20-30 vạn ánh mắt đều tập trung lên người Trần Đức. Vị đại chí tôn đó càng trực tiếp khóa chặt xung quanh Trần Đức. Tất cả mọi người đang đợi câu trả lời của anh. Tất cả mọi người đều đang nhìn vào. Trần Đức hít sâu một hơi, rồi lại thở dài ra, dưới con mắt của mọi người, khóe miệng của anh nhếch lên nụ cười, đúng, là tôi, có chỉ giáo gì không? Lời vừa được nói ra, rõ ràng, Trần Đức cảm nhận được mấy luồng khí tức đáng sợ, như Thái Sơn đàn áp, bỗng ập về phía anh, từ trên xuống dưới, đảo quét xung quanh anh. Trong đó, bao gồm cả đoàn Sơn Nhạc, bao gồm Bạch Lăng đến từ thần tộc Vĩnh Hằng, và cường giả của hai nước lớn Băng Hàn, Thông Thiên, khí thức thần hồn của mớ ủy trục cường giả lập tức rơi lên người anh. Phía xa, Hiên Viên Tấn, Thương Lam Tịch vừa đến đây không lâu cũng ngẩn người, hai người quay sang nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương, nhìn thấy vẻ chấn hãi vô cùng. Trần Bát Hoang, nhớ khi lần đầu tiên gặp nhau, thiếu niên đó đã tự giới thiệu mình như vậy. Nhưng họ lại không tin, còn tự phụ đặt thêm cái tên Trần Cha cho anh, vẫn luôn cho rằng anh là cặn bã, là thằng hề, là kẻ thấp kém, bây giờ xem ra, thằng hề thực sự là bọn họ đấy. Chỉ sợ từ đầu đến cuối, Trần Bát Hoang đều coi bọn họ là trò cười, có khi bọn họ còn chẳng phải trò cười đấy. Trong lòng hai người Thương Lam Tịch, Hiên Viên Tấn rất phức tạp, cảm xúc lằn lộn. Trần Bát Hoang là thần tượng của rất nhiều thanh niên trẻ, là mục tiêu truy tìm của bọn họ. Nhưng khi thực sự xuất hiện trước mặt bọn họ lại không biết trân trọng. Từng ánh mắt nhìn về phía trước,
tập trung lên người Trần Đức. Nếu không phải người của nhà họ Trần vạch trần thân phận của anh, ai có thể ngờ, một thiếu niên trông chỉ khoảng mười mấy tuổi lại là người vang danh thế giới đại thiên 11 năm trước. Trần Bát Hoang, quả nhiên là mày, sắc mặt vị đại chí tôn đó tỏ ra lạnh lùng, băng lạnh, không ngờ, hôm nay, mày đã thành phế vật, ha ha, cũng tốt, hôm nay. Trần Dược, tao phải báo thù cho bố tao, cho cường giả nhà họ Trần đã qua đời. Liền sau đó, ông ta trực tiếp ra tay. Không có gì để nói, nhà họ Trần và Trần Bát Hoang tuy chảy cùng dòng máu, nhưng lại có huyết thù. 11 năm trước, nhà họ Trần mất đi một vị vô lượng tôn, ba đại chí tôn, bốn đại tổ, tổng cộng 8 vị cường giả, tất cả đều là đẳng cấp trụ cột hàng đầu của nhà họ Trần. Cái chết của họ, gây ra cho nhà họ Trần tai họa gần như mang tính hủy diệt. Hơn nữa, tăng tố của Trần Bát Hoang, Trần Hành Giả còn dẫn đi một nhánh của bọn họ. Nếu không phải nước Vĩnh Hằng quan tâm, bù đắp cho bọn họ, thì e rằng cả nhà họ Trần đã không còn là thế lực viễn cổ nữa. Chiến xa ầm ầm, dường như sống lại, hóa thành mãnh thú hồng hoang, cao đến trăm trượng, cuồn cuộn đi đến, dưới lẻn gió bão không gian, khuấy đảo không gian, trong tay Trần Dược xuất hiện một con diều chiến, đại đạo quấn thân, dầm lên không trung, tấn công về phía Trần Đức, trật tự vô tận cũng đứt đoạn dưới diều của ông ta, âm thanh phập phập liên miên bên tai. Ầm ầm. Trong phút chốc, khổng gian xuất hiện từng đường trật tự mới, bảo vệ không gian ổn định, vùng thiếu thiên địa này rất đặc biệt, kể cả Trần Dược cũng không thể tiêu hủy nơi này nếu đổi lại ở bên ngoài, e rằng một chiêu của ông ta giáng xuống, trong bán kính ngàn dặm sẽ sập đổ, hóa thành đầm bùn. Xoạt, xoạt, xoạt. Cùng lúc đó, mấy âm thanh phá gió vang lên. Hiên Viên Chiến cùng với cường giả sống đến cấp hóa thạch của tộc Hiên Viên bay đến trước Trần Đức. Thực lực ít nhất cũng là đại chí tôn. Ngoài ra, Đoàn Sơn Nhạc cũng chặn trước người anh, giơ ngón tay, đánh tan sức mạnh hủy diệt, đánh cho đòn tấn công vô tận của Trần Dược đến tiêu tán không bóng không hình. Trần Dược và cả chiến xa cùng bay ra 3-500 mét, Bạch Lăng của thần quốc Vĩnh Hằng ra tay, chặn đứng ông ta, bảo vệ bên cạnh ông ta, ánh mắt bình tĩnh, giống như vị thần bên ngoài, không có chút cảm xúc dao động, thản nhiên nói, Trần Dược, đừng ra tay ở đây. Nhưng Trần Dược muốn nói gì, Bạch Lăng nhìn ông ta một cái, ông ta câm miệng hoàn toàn, không dám nói thêm một câu. Mộ Bát Thần là quan trọng nhất, Bạch Lăng nhìn sang Đoàn Sơn Nhạc, tôi nghĩ, Đoàn huynh cũng không muốn dấy lên một trận đại chiến ở đây chứ. Đương nhiên, Đoàn Sơn Nhạc gật đầu. Trong lòng ổng ta bia rõ, sức ảnh hưởng của Trần Bát Hoang quá lớn, một khi đánh nhau thực sự, sẽ gây nên một trận chiến mang tính hủy diệt. Chưa nói đến hai cường giả cấp thần như ổng ta và Bạch Lăng, Hiên Viên liệt sống đến hóa thạch của tộc Hiên Viên, còn có Mạch Thiên Yêu Hoàng chưa từng xuất hiện, đều là thế lực hàng đầu tuyệt đối trên thế giới này. Còn bên phía nhà họ Trần, kinh doanh hơn 10 vạn năm, đương nhiên thực lực cũng không thể đánh giá thấp. Một khi đánh nhau, thì ảnh hưởng cực lớn. Rất có thể hai bên đều sẽ bị tổn thất không thể ước lượng được, ngược lại còn khiến người khác được lợi. Đoàn Sơn Nhạc quay đầu. Nhìn Trần Đức vẫn bình tĩnh trong lòng không khỏi cảm khái. Năm đó, khi ở Vân Tiêu Giới, thiếu niên này chỉ là một võ giả bình thường, nhiều năm trôi qua bất giác đã trở thành nhân vật lớn từ lúc nào, ngay cả thế giới đại thiên này cũng có chỗ đứng cho anh, trên người anh ngưng tụ ra một tấm mạng nhện, còn anh, là trung tâm của mạng nhện, chỉ động vào một sợi tóc là rung cả toàn thân. Bạch Lăng đưa Trần Dược quay trở về trước cung điện kim loại, cơn tức giận bị nén xuống. Nhưng người nào cũng biết rõ, sự kìm nén này chỉ là tạm thời, không vì gì khác, chỉ vì một bát thần, một khi chuyện này kết thúc, ân oán giữa nhà họ Trần và Trần Bát Hoang lại sẽ nổi lên. Cùng lúc đó, thông tin Trần Bát Hoang quay về lan đi nhanh như lửa cháy, trong phút chốc truyền đi khắp không gian đại thiên, cùng với đó còn có thông tin trong cơ thể anh không có nguyên khí, hình như đã trở thành phế nhân. Trần Bát Hoang, đã lâu không gặp, Đoàn Sơn Nhạc đến trước Trần Đức, thu lại khí tức trên người. 11 năm nay, tên nhóc cậu đế người khác tìm khó quá đấy. Cảm ơn tiền bối tương trợ. Trần Đức cười nói. Bái kiến Hoang Thiên Vương. Bái kiến Hoang Thiên Vương. Cùng lúc đó, hai người Hiên Viên Chiến và Hiên Viên Liệt cùng hành lễ với Trần Đức. Trần Đức ngấn người, hai vị, hai người. Hoang Thiên Vương, trước khi lâm chung, Tổ Vương đã kết bái huynh đệ với cậu, luận bối phận, chúng tôi đều là vãn bối của cậu, đây là lễ nghĩa cần có. Hiên Viên Chiến có tính cách kiên nghị, nói chắc như đinh đóng cột, Hoang Thiên Vương, 11 năm nay, chúng tôi tìm cậu khắp nói, cuối cùng cậu đã quay về.
Đúng thế, Hoàng Thiên Vương. Hiên Viên Liệt cũng nói, chúng tôi đều tưởng rằng cậu đã. Hai nhân vật hàng đầu tộc Hiển Viên vô cùng cung kính với Trần Đức, cung kính như vậy, đương nhiên là vì Hiên Viên Anh Hùng, trước cuộc chỉ ến thành Hiên Viên đó, Hiên Viên Anh Hùng đã từng ý thức được đó có thể là trận chiến cuối cùng của ông ta, nên đặc biệt dặn dò nhất định phải tôn kính, coi trọng Trần Bát Hoang. Hiên Viên Anh Hùng đã chết, nhưng lời của ông ta mãi mãi ở trong lòng mọi người. Không sao, tôi vẫn sống rất tốt, Trần Đức hòa nhã cười nói, đi thôi, chúng ta cũng vào mộ bát thần góp vui trước đã. Đúng lúc Trần Đức đang phiền vì không thế lại gần, bây giờ thân phận bị lộ, anh lại có thế quang minh chính đại đi vào. Vượt qua ranh giới mà đám người đó vạch ra, Trần Đức mới phát hiện trước cung điện kim loại, còn có nhiều cường giả hơn anh phát hiện trước đó, ranh giới đó đã ngần cách khí tức của rất nhiều người, sau khi bước qua thực sự, mới có thể cảm nhận được toàn diện, xung quanh. Chỉ tính riêng cường giả cấp vô lượng tôn, cũng có đến 6-7 người. Những người này rất già, giống như từ trong mộ bò ra, trên người chảy khí tức của năm tháng vô tận, thọ nguyên của họ không nhiều, giống như sẽ chết bất cứ lúc nào. Ngoài ra, đại chí tôn cũng có 20-30 người, bọn họ cũng già nua, không còn bao nhiêu thọ nguyên. Trong mộ huyệt bát thần, có thế sẽ có bí mật trường sinh, mấy lão già mà không chết này vốn đang trong phong ấn, hôm nay đều bò ra, đương nhiên. Cũng không phải toàn bộ, vẫn có một số người không muốn tin bát thần có được bí mật trường sinh, lựa chọn tiếp tục sống như rùa rụt cổ. Bên cạnh Trần Đức, Hiên Viên Chiến nói với anh, mấy người này, thực tế không chỉ là không còn nhiều thọ nguyên, sức mạnh nguyên thạch phong ấn bọn họ cũng tiêu hao hết rồi, bọn họ không có cách nào khác. Khi thọ nguyên cạn kiệt, rất nhiều cường giả không muốn chấp nhận cái chết đều sẽ tự phong ấn bản thân, giữ lại có thể kéo tính mạng đến ngày nguồn năng lượng tiêu hao hết, không còn cách nào lại đi ra. Trong số người già nua đến đây hôm nay, dường như đều là người phù hợp hai điều kiện, không còn nhiều thọ nguyên, nguồn năng lượng không nhiều. Vì vậy, bọn ra khỏi phong ấn, dứt khoát đến mộ bát thần đánh cược một phen. Những người phong ấn kia có rất nhiều người đều là cường giả uy danh hiển hách, nhưng từ góc độ tu luyện mà nói, bọn họ cũng là những kẻ thất bại, cường giả chân chính muốn mưu cầu tuổi thọ dài hơn, không phải phong ấn, mà là chuyến thế, trùng sinh, hoặc thản nhiên đối diện cái chết. Lúc này từng người ẩn nấp trong hư không, lặng lẽ đợi biến cố. Vòng ngoài quy luật đã phá, quy luật của cung điện kim loại cũng không dùng được bao lâu nữa, nhiều nhất còn 5-6 canh giờ, Hiên Viên Liệt nghiêm túc nói, chỉ khi quy luật hư hại mới có thể vọt vào, nếu không dù là cường giả cấp thần cũng không dám tùy tiến cưỡng ép tiến vào trong. Nghe nói bên trong có, khí, mới, Trần Đức hỏi. Không sai. Hiên Viên Liệt gật đầu. Quả thật đã tìm ra, khí, mới tồn tại, chỉ là văn chưa xác định có thể tu luyện hay không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoài giới hạn, những núi lớn, dòng suối, từng món thiên tài địa bảo đã bị mấy trăm ngàn tu sĩ nhố gần hết, ngoại giới không ngừng có người tập trung qua đây, cảnh giới thấp nhất cũng là một vài tu sĩ trên cấp thiên, có thể nói chính là cường giả đã hội tụ, không đến một canh giờ, trong chu vỉ ngàn dặm đã có trên 1 triệu người. Nhưng, ngoại trừ cường giả trên cấp tôn hoặc có cường giả cấp tôn chỉ huy, không ai dám vượt qua đường giới hạn kia. Vượt qua, tương đương với chết. Ngoài cung điện kim loại, tất cả mọi người đều đang đợi ỉ. 1 phút, 2 phút, 10 phút, nửa canh giờ, 2 canh giờ. Gào, bất thình lình. Một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc vang lên, ngay sau đó phía chân trời có một con kỳ lân khổng lồ đang phóng nhanh về phía này, chân đạp mây. Tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, trong nháy mắt đẽ xuất hiện chẽn bầu trời. Mẹ kiếp, chuyện náo nhiệt như vậy mà không gọi tôi. Lời vừa dứt, kỳ lân đã đạp không xuống, hóa thành hình thái người khoác áo dài nhiều màu sắc, tóc tím tung bay, cực kỳ đỏm dáng, trực tiếp rơi xuống bên cạnh Trần Đức, nhóc Trần, quay về cũng không chào hỏi. Lão yêu hoàng, nhìn thấy ông ta, Trần Đức nhếch miệng cười cao hứng, anh đã không cười nhiều năm nay rồi. Năm đó anh và đám người nhà họ Trần đánh một trận, bất đắc dĩ cắt rời hoàn toàn thiếu thiên địa, đẩy bọn họ vào trong hư không vô tận. Khi đó, ngay cả Trần Đức cũng không biết tiểu thiên địa của anh đã cắm rễ ở nơi nào. Hôm nay, nhìn thấy Thiên Yêu Hoàng, cuối cùng anh đã yên tâm. Ít nhất các cô gái của anh cũng không sao. Đừng kêu loạn, tôi già lắm sao, lão Yêu Hoàng phất phất sợ tóc màu tím, cao hứng nói. Nhóc Trần. Nếu không nhìn thấy tin tức trong không gian đại thiên, không biết cậu đã quay về rồi,
quay về cũng không báo tôi một tiếng, mấy năm nay cậu khiến chúng tỏi tìm cực khổ quá, còn tưởng rằng sau trận chiến nhóc con cậu đã chết rồi. Giọng Thiên Yêu Hoàng rất lớn, thu hút rất nhiều cường giả chú ý, bọn họ rất bất mãn, trước khi ông ta tới, nơi này vẫn hiển tĩnh, cho dù có người nói chuyện cũng nhỏ tiếng, hoặc dùng thần hồn trao đổi, duy chỉ có Thiên Yêu Hoàng sợ có người không chú ý đến ông ta, nên giọng cực lớn. Nhìn cái gì thế, Lão Yêu Hoàng trừng mắt nhìn về phía mấy người đó, ông đây cả đời phóng đãng yêu tự do, không phục thì đến cắn tôi đi, lũ ngốc. Mọi người, ập, y. Lão Yêu Hoàng, các cô ấy vẫn khỏe chứ, Trần Đức dùng thần hồn truyền âm, hỏi. Yên tâm, những người phụ nữ của cậu vẫn khỏe, hôm nay đang tu luyện trong tộc kỳ lân của tôi, đề thăng rất lớn, Thiên Yêu Hoàng cũng đã im lặng, dùng thần thức truyền âm, vốn dĩ tôi không chuẩn bị đến đẩy náo loạn. Nghe thấy tin tức của cậu, lo lắng cậu xảy ra chuyện mới chạy qua, sao hả, nhóc Trần, có phải có dự định gì không? Trước mét vẫn chưa, Trần Đức lắc đầu, nhìn chăm chú cổ điện kim loại phía trước. Nhóc Trần, nếu có suy nghĩ thì mau to gan đi làm đi, Lão Yêu Hoàng nói. Có tôi ở đây, không ai động vào cậu. Quỷ mới tin ông, Trần Đức oán trách. Lão Yêu Hoàng này tính khí chẳng thay đổi chút nào, thích khoác lác, ở đây có bốn nhân vật cấp thần. Ổng ta thân là Vô Lượng Tôn, mặc dù rất mạnh, nhưng đối mặt với cường giả cấp thần cũng chỉ có bị đánh thôi. Còn không tin à, Lão Yêu Hoàng cười nói, bổn Yêu Hoàng mấy năm nay đã tập trung toàn bộ người kế vị ban đầu giữ lại, hấp thu rồi, bây giờ đã khôi phục đỉnh phong, vượt qua đỉnh phong, cậu cho rằng tôi còn là Vô Lượng Tôn. Lời vừa dứt, Lão Yêu Hoàng âm thầm phô bày thực lực cho Trần Đức xem. Khí tức trong người ông ta rất mạnh. Đã vượt xa Vô Lượng Tôn. Bán thần. Hôm nay Thiên Yêu Hoàng đã đạt đến cảnh giới Bạch Nguyệt không ban đầu. Chẳng trách, Trần Đức đã hiểu, khó trách Thiên Yêu Hoàng phách lối như vậy, với bí mật của ông ta, bán thần đánh nhau với thần cũng không phải không có khả năng. 11 năm ngắn ngủi. Thiên Yêu Hoàng bắt đầu từ Vô Lượng Tôn tiến vào cảnh giới bán thần. Cảnh giới như vậy, quả thực khiến người ta hoảng sợ. Rất nhiều tu sĩ ở trước mặt những lão bất tử Vô Lượng Tôn mà nói, bọn họ có tiêu tốn cả đời cũng không có cách nào bước vào cảnh giới thần, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, mà Thiên Yêu Hoàng bị nhốt 300.000 năm, đột phá phong ấn cũng mới 11 năm ngắn ngủi đã bước vào bán thần. Nói thật, ông ta đã đủ kiêu ngạo. Chẳng trách ban đầu có thế được chủ của ấn ký thiên tâm, văn nhân Hạo Nguyệt nhìn chúng, ông ta quả thật rất yêu nghiệt. Có Thiên Yêu Hoàng ở đây. Sức lực của Trần Đức cũng theo đó đầy đủ vài phần. Rất nhanh, 5 canh giờ trôi qua, trong khi đám người lo lắng chờ đợi. Bỗng nhiên, vù, vân không cao vút, cố điện kim loại vô cùng rộng lớn đột nhiên run rẩy, quy luật và trận văn bốn phía lúc này giống như mất đi chổng đỡ nào đó, xuất hiện một khe nứt dài mấy trăm trượng. Nhưng, trong phút chốc lại khép, quy luật và trận văn có thế tự tu bố. Tình huống như vậy cũng nằm trong dự liệu của mọi người, bọn họ không gấp, cứ tiếp tục chờ đợi. Nhưng, Trần Đức lại đột nhiên ngấn ra. Sâu trong thần hồn, ánh sáng của da người kia lóe lên. Không giải thích được, lần đầu tiên trong cuộc đời, Trần Đức và da người kia xuất hiện từng chút liên quan, mà loại liên quan này lại, khiến Trần Đức cũng xuất hiện liên quan với cố điện, phút chốc, trong cố điện kim loại, tất cả cảnh tượng đều hiện lên trước mắt anh. Trần Đức ngây ra, hoàn toàn không ngờ sẽ xuất hiện biến cố này. Sau khi ngẩn ngơ trong giây lát, Trần Đức lại vội vàng nhìn cổ điện kim loại. Trong cố điện, đúng là có, khí, mới. Trong cố điện, có một phòng phụ, toàn bộ căn phòng tràn ngập một loại khí màu xanh nhạt. Giống như là khí hồn độn. Nhưng, lại khỏng hoàn toàn là khí hồn độn, nó có đặc trưng của khí hỗn độn, không bị bất kỳ xâm nhiễm của đại đạo. Nhưng lại có thứ khí hỗn độn không cần dùng, Nói thế nào nhí, mặc dù là khí hỗn độn, nhưng từ đầu đến cuối nó là một loại nguyên khí, được gọi là nguyên khí hỗn độn, bản chất của nó vẫn là nguyên khí, chỉ là nguyên khí tương đối đặc thù mà thôi, mà chất khí màu xanh kia không có một chút liên quan đến nguyên khí, đã hoàn toàn thoát khỏi nguyên khí. Trần Đức có thể cảm nhận được loại khí tức đó giống như là một loại khí tức sắp đến gần bản nguyên sinh mệnh, áp đảo trên nguyên khí. Toàn bộ cố điện kim loại. Tổng cộng có 5 phân điện, 1 chủ điện. Một phân điện là thanh khí bản nguyên, 4 nơi khác cũng rất quỷ dị. Một nơi Trần Đức cảm nhận được lực thời gian ở bên trong,
giống như không có thời gian trôi qua. Một nơi là lực không gian, nơi đó không gian giống như ao đầm, không lưu chuyến. Mà hai nơi khác, một nơi tồn tại khí thái âm của chí âm, một nơi khác thì là khí thái dương của chí dương, hai khí âm dương cách nhau một đường, giống như hình thành bản đồ thái cực âm dương. Năm phân điện mặc dù nói là phân điện, trên thực tế lại là năm thế giới khác nhau. Khí tức, quy luật, quy tắc bên trong cũng không giống nhau, giống như lấy một góc từ năm thế giới khác nhau, hoặc nón dung hợp năm thế giới, tóm lại huyền diệu khác thường. Ngoài năm phản điện, chính là chủ điện. So với năm phân điện, đồ trong chủ điện càng khiến Trần Đức chấn động. Bên trong chủ điện, có hai kiểu đồ. Một, là một thứ đồ màu trắng thuần dị ống như khí tức sinh mệnh, tương tự bóng người ngồi ở đó không nhúc nhích, gần như yên lặng. Ngay lúc đầu, Trần Đức đã nhận ra đó. Đó là khí linh. Khí linh danh như ý nghĩa, linh hồn của binh khí. Trong cố điện kim loại này tại sao có khí linh? Trong nháy mắt, Trần Đức đã nghĩ đến khả năng nào? Đó, chẳng lẽ, cố điện kim loại không phải cố điện gì cả, cũng không phải mộ huyệt trung tâm của bát thần, mà là một món binh khí. Suy nghĩ này trong nháy mắt khiến Trần Đức cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu như đây là binh khí, vậy quá chấn động. Bên trong binh khí này có khí thái dương, khí thái âm, cũng có lực không gian, lực thời gian. Mà nguyên khí bản nguyên kia khiến Trần Đức có dự cảm, sau khi anh hấp thu, chắc chắn sẽ vô cùng hữu ích. Điều quan trọng nhất là, khí linh kia vỏ chú. Không tệ, toàn bộ cổ điện kim loại là trạng thái vô chủ. Nói cách khác, ai có thể luyện hóa và hấp thu, vậy thì người đó chính là chủ của cổ điện kim loại. Ngoại trừ khí linh ra, món đồ thứ hai, là một tấm da người. Quả thật là một tấm da người. Độc nhất vô nhị với da người sâu trong thần hồn. Lúc này, hắn giống như một người đang sống ngồi xếp bằng trên đại điện, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, ăn khớp với da người trong thần hồn Trần Đức. Cảm nhận được từng cảnh tượng trong cổ điện, Trần Đức dâng lên một suy nghĩ to. Gan, luyện hóa, không sai, chính là luyện hóa. Nếu anh tạo ra liên quan đến cổ điện, vậy thì có thể nhân lúc trước khi quy luật vẫn chưa hoàn toàn biến mất, luyện hóa cổ điện kim loại. Ý tưởng này đến cả Trần Đức còn sợ. Một người vĩ đại từng nói, có thực hành mới biết chính xác. Nghĩ đến thì phải làm. Lúc này, Trần Đức bắt đầu thử nghiệm. Thông qua da người bát thần, Trần Đức thử truyền lực thần hồn vào cố điện kim loại, niềm vui bất ngờ đó là anh thành công rồi. Đế lại thân xác ngay tại chỗ. Thần hồn trực tiếp đi vào da người trong cổ điện. Trước tiên, anh không đi khí linh trước, mà đi tới trước thanh khí bản nguyên. Không ngờ đã trực tiếp hấp thu. Khoảng nửa canh giờ, tất cả thanh khí bị anh hấp thu toàn bộ vào thần hồn. Tiếp đó, lúc này mới đến điện chính. Nhìn ra người bát thần ngồi trên đài cao kia. Bát thần, mặc dù vãn bối không quen biết ngài, ngài cũng sẽ không quen vãn bối, nhưng nhận được dư ấn của ngài, nhiều lần cho bát hoang nhận được cơ duyên, cảm ơn ngài, nói xong, Trần Đức cúi người thật sâu để hành lễ, thái độ cung kính, thành khẩn. Cơ duyên hôm nay, đối với anh mà nói quá quan trọng. Sau khi hấp thu thanh khí bản nguyên, anh mới ý thức được sự khủng khiếp của thanh khí, gần như là tiến hành gây dựng và sửa đổi lại thần hồn của anh. Anh sau khi niết bàn lại một lần lấy được thăng hoa, thanh khí bản nguyên kia giống như không thuộc về thế giới này, hoàn toàn không phải thứ nguyên khí có thể so sánh. Thậm chí, trong vô hình, Trần Đức cảm thấy thọ nguyên của mình cũng được tăng lên. Có lẽ, đây chính là ảo diệu về trường sinh mà mọi người nói. Sau khi hành lễ hồi lâu, lúc này Trần Đức mới đến trước khí linh, thần hồn dần dần bao trùm, dung hợp, luyện hóa. Khí linh, trong nháy mắt tiếp xúc với khí linh, Trần Đức chỉ cảm thấy trời đất trước mắt quay cuồng, tình cảnh thay đổi biến ảo nhanh chóng. Anh gặp được một người, bát thần, tay hắn đỡ một tòa thành cổ, bước trong tinh không mịt mờ, du hành qua các thế giới khác nhau. Đi qua núi sông vạn vạn dặm, chắt lọc lực thái âm và lực thái dương, lại lấy đại phát lực rút ra lực thời gian, lực không gian, phân chia rót vào thành cố. Rồi sau đó, hắn một quyền đánh ra. Phía đối diện giống như có ai đó đang đại chiến với hắn, Trần Đức nhìn không rõ, hai người đánh đến mức trời chìm đất lún, trời trăng đổi ngược, đánh tan hết thế giới này đến thế giới khác. Đánh không biết bao nhiêu lâu. Cuối cùng,
Bát thần đánh trọng thương đối phương. Hắn rút ra khí từ trong cơ thể đối phương. Đó là thanh khí bản nguyên. Từng đường khí tức bị rút ra cũng rót vào cổ điện trong tay. Đây là hình ảnh khi cổ điện kim loại ra đời, được khí linh ghi lại. Điện này là bát thần tự tay chế tạo. Nhưng, Trần Đức rất kỳ quái, bát thần nếu đã chế tạo điện này, vì sao khổng dung hợp với khí linh? Nghĩ không ra, Trần Đức cũng chẳng buồn suy nghĩ. Suy cho cùng, bát thần đã là người của 300.000 năm trước. Hơn nữa, cường giả giống như bát thần, ai biết được hắn đã sống được bao nhiêu đời. Có lẽ kiếp kia của bát thần đã là kiếp thứ mấy rồi, chuyện liên quan đến hắn không phải điều mà Trần Đức có thể đoán được. Nói tóm lại, Trần Đức nhặt được rồi. Trần Đức buộc phải có cố điện. Thần hồn không ngừng luyện hóa khí linh, thời gian cũng từng phút qua đi. Cùng lúc đó, ngoại giới, ầm ầm ầm, cổ điện kim loại đang lay động. Quy Luat và trận văn bên ngoài đang tán loạn, sau khi trải qua vô số tháng năm, cuối cùng không chống đỡ nổi, giống như núi lớn đang dần dần sụp đổ, nhưng kẽ hở mỗi một lần cũng sẽ được tu bổ. Chỉ là, sau khi tu bổ kẽ hở sẽ xuất hiện đường thứ hai đường thứ ba, sau khi tu bổ đường thứ hai đường thứ ba lại trở nên càng nhiều. Dưới tình hình như vậy, vẫn không ai có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đây là nơi bát thần để lại. Hơn nữa bọn họ đều là cường giả, có thể cảm nhận rõ ràng cho dù là quy luật và trận văn tàn phá, bọn họ cũng không xông qua được. Đây chính là bát thần. Đồ hắn để lại không ai dám khinh thường miệt thị. Mẹ kiếp, phải chờ đến khi nào đây, Thiên Yêu Hoàng thấp giọng than thở, này, nhóc Trần, sao cậu cứ ngây ra thế? Vô số cường giả đều nhìn chằm chằm vào cổ điện kim loại. Một khi quy luật và trận văn hoàn toàn biến mất, bọn họ sẽ chen lấn xông vào. Theo thời gian đưa đẩy, nửa canh giờ sau, cơ thể Trần Đức đột nhiên chấn động. Thần hồn của anh đã trở lại. Cổ điện kim loại đã nảy sinh liên quan đến anh, được anh luyện hóa, trở thành một trong những pháp khí bản mệnh của anh. Cùng lúc đó, thanh khí bản nguyên trong thần hồn bắt đầu từ từ lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hài, đến khi trải rộng toàn thân, khóe miệng anh cũng hiện lên ý cười sâu xa. Anh cũng không lập tức thu lấy cổ điện ngay. Anh muốn thu thì bất cứ lúc nào cũng được, nhưng anh không thu. Chờ quy luật hoàn toàn biến mất. Nói không chừng có thể nhân cơ hội này đào hố giết một đám kẻ thù. Trong tiểu thế giới ầm ầm không dứt. Ngoài cổ điện kim loại, quy luật không ngừng hóa thành hư vô, trận văn nứt ra, trong chu vi ngàn dặm giống như có động đất giáng xuống, liên tục kêu ầm ầm. Để khiến cổ điện kia càng hấp dẫn được nhiều người hơn chút. Trần Đức vận chuyển cổ điện. Lệnh cho nó giải phóng quang hoa sáng chói, giống như bên trong có chứa bảo vật chí cường, hơn nữa lại giải phóng từng tia thanh khí bản nguyên thông qua cổ điện kim loại. Lập tức, Trần Đức phát hiện một vài lão giả ánh mắt cũng xanh biếc. Mấy vị thần có mặt tại đây cũng bị thu hút. Không có gì khác, từ bên trong luồng thanh khí kia bọn họ cũng cảm nhận được khí thức sinh mệnh mãnh liệt, giống như đó là một loại bản nguyên sinh mệnh, thân là tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ sắp bỏ mạng. Bọn họ cực kỳ mẫn cảm với một vài thứ đồ có thể tăng trưởng thọ nguyên. Mặc dù, bọn họ cũng không hiểu thanh khí rốt cuộc là thứ gì, đến từ đâu. Nhưng, chỉ liếc mắt nhìn, bọn họ liền phán đoán thanh khí kia tuyệt đối hữu dụng với sinh mệnh sắp khô kiệt của bọn họ. Những loại khí tức đó giống như không thuộc về đại thiên thế giới này, còn người lão yêu hoàng ngơ ngác, ông ta đã sống 30.000 năm, kiến thức uyên bác, nhưng không nhìn thấy loại khí tức kia, nhóc Trần. Chuẩn bị xong rồi, ngay khi đại trận hoàn toàn buông lỏng, chúng ta liền xông vào. Khụ, chấm phẩy. Trần Đức nói, đừng gấp gáp, tôi có cách khác có thể lấy được bảo vật bên trong. Cách khác? Trần Đức không giải thích thêm, chỉ đồng thời truyền âm cho Hiên Viên Liệt, Hiên Viên Chiến, cùng với Đoàn Sơn Nhạc. Ba người đều kinh ngạc nhìn Trần Đức. Bây giờ, ngay cả bọn họ cũng không có cách gì khác, Trần Đức còn có thể có cách nào? Phải biết rằng, anh bây giờ cơ bản không khác gì phế vật, trong cơ thể không có chút nguyên khí nào. Nhưng, mặc dù ba người không quá tin, nhưng vẫn gật đầu, với thực lực của bọn họ, đi vào muộn một chút cũng không có vấn đề. Huống chi, bọn họ vốn cũng không sẵn sàng xông vào luôn. Trời mới biết bên trong sẽ có món đồ gì, tùy tiện xông vào chỗ chết thì phải làm sao. Khi một tiếng nổ ầm cực lớn vang lên, cuối cùng... Bên ngoài cố điện kim loại,
đại trận hoàn toàn roi rụng, nứt toác. Trong nháy mắt, cổ điện mất đi tất cả phòng vệ, hoàn toàn lộ ra ngoài. Cùng dây, xoạt, 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 hết thân ảnh này đến thân ảnh khác xông về phía cửa lớn cổ điện đang đóng chặt. Không một ngoại lệ, những người này đều là cường giả hàng đầu, thọ nguyên bọn họ sắp hết, sinh mạng không còn nhiều, đã không kịp chờ đợi. Ngay lúc bọn họ xông đến, Trần Đức cũng đã khống chế cổ điện, từ từ mở cánh cửa ra. Từng thân ảnh nối đuôi nhau vào. Nhưng, Trần Đức phát hiện, ba vị thần của nước Băng Hàn, nước Thông Thiên, nước Vĩnh Hằng cũng không đi vào. Bọn họ vẫn đang nhìn. Đồng thời, một vài cường giả cấp tôn nhà họ Trần với Trần Dược là người cầm đầu cũng không đi vào. Nhà họ Hà, họ La, họ Phong, họ Mục, họ Tống, tộc Công Tây, tộc Bách Lý, Thánh Địa Âm Dương, Thánh Địa Tử Vi, hôm nay chín thế gia lớn và ba thánh địa viễn cổ lớn cũng có người đến, nhưng những thế lực này cũng vẫn chờ ở bên ngoài. Người vào trước, chỉ có đám người sắp chết không đợi kịp, thậm chí ngay cả một vô lượng tôn cũng không có. Bọn họ không kịp chờ đợi, chỉ là vì thọ nguyên không nhiều, thực lực không mạnh bằng người khác, chỉ có thể cướp một bước trước, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Tổng cộng 16 người. Trần Đức nhìn bọn họ tiến vào cổ điện. Tâm thần khẽ xoay chuyển. Đồng thời vận chuyển lực không gian, thời gian, thái âm, thái dương, tạo ra một vùng tiên cảnh, bao phủ toàn bộ 16 người. Thoáng chốc, bọn họ chỉ cho rằng mình đã đến một nơi thần bí, thanh khí nơi này trải rộng, sau khi hấp thu, bọn họ đều nhìn thấy mình trở nên trẻ trung, không già nua nữa. Ha 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 ha. Tốt quá, tôi trường sinh rồi. Bát thần quả thật đã để lại ảo diệu trường sinh. Từng tiếng cười kích động lòng người truyền ra từ trong cố điện, loại hưng phấn này đến từ sâu trong nội tâm, không phải giả tạo, từng người ngửa đầu cười lớn. Nhưng, ở trong mắt Trần Đức, lúc này bọn họ giống như kẻ điên, cười như điên trong điện chính. Bốn loại lực lượng thời gian, không gian, thái âm, thái dương vốn chính là bản chất của thế giới. Sau khi Trần Đức luyện hóa cổ điện, bốn lực lượng này đều thuộc về anh, thế giới ảo cảnh bọn chúng suy diễn ra còn chân thật hơn. Nhưng hề tiến vào trong đó, dù là thần cũng chưa chắc có thể nhìn thấu bản nguyên. Huống chi, 16 người bước vào đều rất mạnh sao? Cũng không. Nghiêm túc mà nói, có thể mạnh hơn Trần Đức một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Bọn họ không thể nào phát hiện ra bất kỳ đầu mối này. Tiếng cười lớn bên trong cổ điện. Lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, lập tức một vài cường giả cấp cao cũng động tâm. Bọn họ có thể phán đoán ra tiếng cười đó, hưng phấn đó không phải giả. Lập tức, tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên. Tám thế gia viễn cổ lớn và ba thánh địa viễn cổ lớn ngoài tộc Hiên Viên gia lúc này cũng xông tới, cường giả cấp thần của ba nước lớn đến đây cũng đến gần cố điện với tốc độ nhanh nhất. Tôi còn tưởng rằng Trần Bát Hoang lợi hại thế nào chứ, bây giờ bảo vật ở trước mặt cũng không dám nhúc nhích, ha ha, sợ rồi, người thánh địa Tử Vi xoẹt qua vai Trần Đức. Một người trong số đó chính là Chu Nhan Lạc, mà bên cạnh hắn còn một người phụ nữ, chính là người phụ nữ đang che cho khô hắn. Không cần đoán, người phụ nữ kia là chị gái Chu Nhan Lạc, Chu Ngọc Hồng. Tại sao Chu Nhan Lạc lại phách lối như vậy? Cũng bởi vì chị gái hắn là thánh nữ của Thánh Địa Tử Vi, đã hơn 20.000 tuổi, Chu Nhan Lạc là em trai duy nhất của cô ta. Hơn 1.000 năm trước, sau khi Chu Nhan Lạc được sinh ra, bố cô ta qua đời trong một trận đại chiến, cô ta vô cùng cưng chiều Chu Nhan Lạc, bất kỳ yêu cầu hợp lý hay không hợp lý cũng sẽ thỏa mãn hắn. Lúc này, cũng là cô ta dẫn Chu Nhan Lạc đến gần cổ điện kim loại. Một con chó phế gây trở ngại thôi mà, quá khứ dù mạnh nhưng cũng chỉ là quá khứ, Chu Ngọc Hồng khẽ hé môi, xem thường Trần Đức. Hai người lướt qua Trần Đức, không chờ anh nói chuyện, bọn họ đã xông về phía trước. Nhóc Trần, chúng ta không qua đó sao? Nếu không đi, ngay cả mảnh vụn cũng không còn, lão yêu hoàng có chút gấp gáp, tới cũng tới rồi, với thực lực của ông ta, không thế tay không quay về đúng chứ. Đoàn Sơn Nhạc, Hiên Viên Liệt, Hiên Viên Chiến cũng nhìn về phía Trần Đức. Giờ phút này, quanh đây chỉ còn lại mấy người bọn họ. Những người khác đều đã xông về cổ điện kim loại. Tại sao bỏ qua, để cổ điện tự qua đây không phải hay hơn sao, Trần Đức lạnh nhạt nói. Nhóc Trần. Cậu còn chém gió hơn cả tôi, cậu có thế, Thiên Yêu Hoàng còn muốn nói gì đó. Lời ông ta còn chưa dứt. Bỗng nhiên, một tiếng ầm ầm vang lên.
rõ ràng có thể thấy. Cổ điện kim loại đột nhiên tăng vọt, giống như con dã thú chủ động nhào về phía trước. Xông về phía Bạch Lăng đứng đầu tiên và hai vị thần nước băng hàn, nước thông thiên, đột nhiên lại dừng bước chân, giữa lúc đó bọn họ lại cảm nhận được một loại nguy hiểm. Đúng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.